Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 181, nàng mới không phải gặp cảnh khốn cùng. Cốc loại mới ra toàn bộ Đại Việt quanh động. Phó cửu tiêu lương trực tiếp cho triều đình. Bán đi một cái giá trên trời. Dù vậy, y nguyên cung không đủ cầu. Bây giờ phần lớn đều là lấy trồng trọc làm chủ, chính là thế gia cũng mua thật nhiều ruộng đồng, bởi như vậy, mẫu sinh ngàn cân giống thóc liền không đủ phân. Không lâu, Tú Sơn có giống thóc liền truyền ra ngoài. Qua, ba tiền bạc tử một cân cốc loại. Cốc loại đã xào điên. Ba tiền một cân, cũng là cung không đủ cầu toàn bộ Tú Sơn, trong nhà ít nhất cũng có 50 cân cốc loại. Nói cách khác, ít nhất các nhà cũng phải 15 lượng bông tuyết ngân. Vương gia thôn trở thành lớn nhất bên thắng. Các nhà các hộ không thua kém 50 lượng, hơn nữa còn lưu đủ sang năm cốc loại. Không chỉ như vậy. Bởi vì lấy cốc loại hấp dẫn số lớn người đến Tú Sơn, Tú Sơn vườn bách thú cùng kinh tế quả thực nhảy lên ngàn dặm. Thậm chí lưu truyền ra, đến vọng Sơn Phủ không đi Tú Sơn huyện, chính là đi một chuyến ủng công biên quan. Cái này thời gian nửa năm, Tú Sơn tốc độ phát triển cực kỳ hung tàn. Đám người càng phát ra kính sợ tuệ tuệ, thậm chí mỗi lần thấy nàng đều sẽ cung kính dừng bước lại đối nàng hành lễ. Tiểu cô nương không ở ý. Bởi vì, nàng muốn về kinh. Phơi nàng 4 tháng, thừa ân hầu phủ rốt cục nhớ tới, lưu lạc bên ngoài nữ nhi còn chưa về nhà đâu. Lưu má má cái này 4 tháng gần như đối ngôn tuệ tuệ chẳng quan tâm. Một cái lưu lạc bên ngoài 4 tuổi rưỡi nữ đồng, như tuệ tuệ không phải thần nữ, chỉ sợ đã sớm bị đánh tâm tính còn chưa về nhà liền bị cái này bốn tháng vắng vẻ dọa đến khiếp nhược sợ hãi còn chưa vào cửa liền bị thừa ân hầu phủ nắm nhưng tuệ tuệ nàng cũng không phải người bình thường ngôn xuyên từ phủ thành chạy về khi trở về tuệ tuệ đã ngồi ở trên xe ngựa cùng người nhà họ ngôn tạm biệt tuệ tuệ nhiều nhất chờ ca ca nửa năm ca ca rất nhanh liền sẽ thi được kinh đến bồi ngươi ngôn xuyên sang năm liền kiểm tra thi hương giờ phút này lòng như đau cắt nhìn thấy lưu má má mấy cái này mắt cao hơn đầu lão bà tử, liền hận đến cắn răng. Cái này hơn 4 tháng, cố ý gõ tuệ tuệ, nắm tuệ tuệ, cho dù ai đều có thể nhìn ra. Tuệ tuệ như nhập kinh, cái này đầm rồng hang hổ không biết như thế nào xong. Lâm thị con mắt khóc sưng đỏ. Nàng nghĩ tùy tuệ tuệ vào kinh, nhưng hôm nay ngôn xuyên sắp cuộc thi, tuệ tuệ phỉ thúy mỏ còn chưa khai phát ra tới, nàng không dám rời đi. Khoảng này đầy trời phú quý, trừ người trong nhà, ai cũng không yên lòng. Mẹ, từ tử dịch thúc thúc cùng giải quyết tuệ tuệ vào kinh thành đâu. Còn có A Nguyệt tỷ tỷ cùng gia gia chiếu cố ta. Lại nói nữa, phó ca ca ngay tại kinh thành, nhà hắn đoán chừng là cái làm quan, tuệ tuệ cũng là có hậu đài người Á. Tuệ tuệ đã cho hắn viết thư, hắn sẽ đến tiếp tuệ tuệ. Lưu má má khóe miệng kéo nhẹ, đáy mắt hiện lên một vòng kinh thường. Lâm thị biết lấy tuệ tuệ tính tình sẽ không thụ ủy khuất, y nguyên lo lắng. Nàng cũng hy vọng, thừa ân hầu phủ đem tuệ tuệ đón về, có thế thật thiện đãi tuệ tuệ. Chậm nhất nửa năm, nàng nhất định phải đi kinh thành đem tuệ tuệ tiếp vào bên người. Cho bọn hắn mang chút tú sơn thổ đặc sản A. Lâm thị xoa xoa nước mắt. Ta mang hai con vẹt. Tuệ tuệ trên bờ vai đứng hai con màu lông sáng rõ chim chóc. Lâm thị thần sắc cứng đờ, ngươi là nghĩ, mắng chết bọn chúng sao. Đây là toàn bộ bầy chim bên trong, lợi hại nhất hai con. Minh ca, tìm người đi chân núi đào hai khối tảng đá. Ngôn Minh muốn tùy tuệ tuệ cùng đi, này sẽ liền dẫn người đào tảng đá đi. Không bao lâu, Ngôn Minh liền dẫn hộ vệ trở về. Hộ vệ khiên cái túi lớn, trong túi đổ đầy to to nhỏ nhỏ phỉ thúy nguyên thạch. Đây là chúng ta tú sơn đặc sản, cũng coi như cho các nàng cái lễ gặp mặt. Miễn cho để chúng ta tuệ tuệ bị người xem nhẹ. Lưu má má cười nhạo một tiếng, phu nhân, ngài vẫn không rõ thừa ân hầu phủ địa vị. Hầu phủ cái gì cũng không thiếu, cái gì y phục ăn uống trong kinh đều có người đến tới cửa định chế về phần cái gì thổ đặc sản ngài tặng thứ này hầu phủ dùng để đệm góc bàn đều ghét bỏ lưu má má khó nén ghét bỏ cái này mấy khối tảng đá lớn nhất cùng đầu không sai biệt lắm nhỏ nhất cũng so nắm đấm lớn lâm thị giật mình hầu phủ như thế giàu sao cái này mấy khối pha lê loại cố ý chọn hiếm thấy hàng tùy tiện rèn luyện một khối làm thành một bộ đồ trang sức đều phải bán hàng ngàn hàng vạn hai mà lại có tiền mà không mua được. Hầu phủ dùng để đệm bàn chân. Mang theo đi, Hầu phủ có là các nàng. Muốn hay không theo các nàng, chúng ta lễ tiết đến. Có thể làm không ra loại kia thất lễ sự tình. Lâm thị liếc lưu má má liếc mắt, lưu má má trên mặt có mấy phần xấu hổ. Đây là nói Hầu phủ không cần mặt mũi đâu. Nữ nhi tại dưỡng mẫu gia trụ 4 năm, Hầu phủ một người không đến vậy liền thôi, còn phơi đối phương 4 tháng. Đi thôi, lên đường quá muộn, trời tối không tốt đi đường." Lưu Má má ngoài cười nhưng trong không cười. "Đám người này, khác không được, khoác lác thứ nhất. Cái gì kinh thành có hậu đài a, à, muốn mua gì tuyệt đối đừng làm oan chính mình a, à, thật sự là buồn cười. Bọn hắn cái này trong đất kiếm ăn một năm, sợ là đều không đủ kinh thành ăn bữa cơm. Về phần cái gì hậu trường, cái gì phó ca ca. Nhưng thật có ý tứ. Nàng ở kinh thành ở mấy chục năm, chưa thấy qua nhà nào quan to hiển quý họ phó. Chỉ sợ là cái gì tiểu quan. Ở Kinh Thành, rớt xuống cái bản hiệu đều có thể đập chết hai cái làm quan, loại kia tiểu môn tiểu hộ liền thừa ân hầu phủ đại môn đều tiến không được. Trong Kinh Thành cái gì cũng có, mang những cái này phế phẩm đi qua không có bị người chế dẻo Lưu má má nhìn thấy kia tam đại xe đồ vật, có chút không kiên nhẫn. Tại cái này thâm sơn cùng cốc ngốc 4 tháng, lưu má má sớm đã nhẫn nại đến cực hạn. Chúng ta hầu phủ cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể vào cửa. Lâm thị thản nhiên nói, trước khi vào cửa mở ra nhìn xem, có thể lưu liền cho Tuệ Tuệ lưu lại, không nghĩ lưu liền ném đi. Lâm thị lôi kéo Tuệ Tuệ cẩn thận nói ra, bên trong có nửa xe là Lục lão đưa cho ngươi thư tịch cùng tự thiếp. Nửa năm sau muốn tới ra. Còn có nửa xe là nương cho ngươi trang quần áo. Còn có hai xe. Lâm thị sắc mặt có chút kỳ dị, dường như mang theo ý cười lại mang theo vài phần trào phúng. Tuệ tuệ chưa bao giờ thấy qua mẫu thân vẽ mặt như thế. Cái này hai xe, không tới thừa ân hầu phủ trước cửa, không thể mở ra, biết sao. Các nàng muốn mở, liền để các nàng mở. Lâm thị nhếch miệng. Tuệ tuệ ồ một tiếng. Tới gần giữa trưa, xe ngựa rốt cục khởi hành. Cho dù biết được sang năm có thể vào kinh bồi tuệ tuệ, Lâm thị y nguyên khóc không cách nào tự kiềm chế, tự ở ngôn hán sinh trong ngực gặp cả người. Tuệ tuệ trong lòng, dường như nhiều hơn mấy phần khổ sở. Lúc trước ở tại thần giới lúc, xuống tới lịch kiếp đều chưa từng khổ sở. Có lẽ, là cảm nhận được nhân gian muôn màu, nhiều một tia nhân tình vị nhi đi. Bây giờ lại có chút lòng chua xót. Xe ngựa kẹt 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 đi tới. Vọng sơn phủ khoảng cách kinh thành cực xa, lại bởi vì vị trí vắng vẻ, đường xá thường xuyên có đạo tặc. Huống chi mang theo tuệ tuệ cùng mấy xe đồ vật, trên đường này lưu má má không biết mịt mờ mắng bao nhiêu lần nhưng tuệ tuệ nửa điểm không thèm để ý một đường vừa đi vừa nghỉ nửa điểm không có làm oan chính mình ven đường đi ngang qua một cái miếu hoang tránh mưa lúc tuệ tuệ còn gặp được một cái thú vị cô nương cô nương mang theo hai người thị nữ tại trong miếu đổ nát các nàng đi vào nghỉ chân lúc vừa vặn gặp được một vị cô nương đem bạch ngân đưa cho một cái thư sinh nghèo thư sinh đỏ mặt trong mắt tràn đầy cảm kích cô nương chờ tiểu sinh cao trung nhất định trở về cưới cô nương mới không uổng phí cô nương tấm lòng thành thư sinh động tình nữ tử mặt đỏ tới mang tay tròng mắt ngượng ngùng sau đó báo lên nhà mình địa chỉ lưu má má mặt mũi tràn đầy cười nhạo xem ra là kiều tiểu thư coi trọng thư sinh nghèo tiết mục a à, nguyệt một thân thị nữ cách ăn mặc đứng tại tuệ tuệ sau lưng một mặt lo lắng vị cô nương này nhìn xem kinh nghiệm sống chưa nhiều sẽ không bị nam nhân nói ngon nói ngọt lừa gạt đi đang lúc nàng lo lắng lúc liền thấy cô nương kia đưa tiễn thư sinh đám người tâm thán cô nương này nhất định phải bị nam nhân lừa gạt. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần, nửa đường lại tiến đến cái đi thi vô cùng có tài hoa thư sinh. Nàng lại móc ra một cái ngân lượng, cũng lấy thân báo đáp, lúc gần đi, quân như cao trung chớ phụ thiếp thân. Thư sinh thề phát thệ, nữ tử cảm động rơi lệ. Nếu không hiểu rõ tình hình, còn tưởng rằng là một đôi yêu nhau số khổ viên ương. Kiều tiểu thư đợi đối phương rời đi, nước mắt bay sượt, để nha hoàng đem thư sinh danh tự cùng địa chỉ ghi lại ở sách. Sau lưng gia hoàng một bên cho nàng nắng vai đấm chân, vừa nói, "Cô nương, nô tỳ nghe qua, vị này thành tích cuộc thi không sai, nhất định có hy vọng đoạt được trạng nguyên." Đây đã là năm nay thứ 27 cái, chờ tới gần cuộc thi thời gian, hẳn là sẽ gặp được càng nhiều thư sinh. Cô nương thở dài, không có cách, chắc chắn sẽ có một cái thi đậu. Nghe nói năm nay vọng sơn có cái học sinh kiểm tra vô cùng tốt, 16 tuổi, chưa từng đính hôn, họ nói, cũng không biết có thể hay không gặp được Ngôn tuệ tuệ mí mắt co lại. Canh giữ ở lên kinh phải qua chỗ, bắt phu tế. Trước mắt mọi người tối đen, cái này mẹ nó là người làm sự tình. Chương 182, như thần làm tiền. Làm sao có thể? Lão thanh âm của phu nhân đúng là mang mấy phần bén nhọn. Nàng một cái nông thôn đến nghèo nha đầu, làm sao lại được mời vào cung? Nhất định là nơi nào xảy ra sai sót. Đám người nghe xong lời này, thoáng chốc hoàng hồn. Là, ngôn tuệ tuệ từ nhỏ sinh trưởng ở biên quan như thế nào nhận biết bệ hạ thật sự là buồn cười lão phu nhân sắc mặt chìm xuống có thể để cho bệ hạ để ý chỉ có thừa ân hầu phủ kiều kiều là thần nữ là thượng thiên sủng nhi thừa ân hầu phủ cũng bởi vậy được rất nhiều chỗ tốt năm đó tiên hoàng vạn phần cưng chiều kiều kiều bây giờ tân đế tất nhiên cũng là như thế lão phu nhân âm thầm cắn răng tân đế nhất định là tra hầu phủ năm đó chân tướng hắn đem ngôn tuệ tuệ triệu tiến cung nhất định là hỏi thăm việc này hắn là vì hầu phủ kia kia nàng một cái không biết lễ nghi nha đầu thấy bệ hạ nhưng tuyệt đối đừng làm tức giận bệ hạ liên lụy hầu phủ mới là nhị phu nhân nhéo nhéo khăn tay khẽ cười nói nha đầu kia đối hầu phủ có oán khí chỉ sợ đố kỵ kiều kiều đâu nhưng tuyệt đối đừng thêm mắm thêm muối nói hưu nói vượng đến lúc đó bệ hạ hoài nghi hầu phủ mới là tạo đại nghiệt Tam phu nhân thở dài. Lão phu nhân cùng Lý Thị sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhìn một cái ngươi sinh nghiệt chướng. Lão phu nhân sắc mặt âm trầm. Lý Thị khắp khuôn mặt là khó xử. Nàng tuy là con dâu trưởng, nhưng nhà mẹ để lạc bại lợi hại, xa xa không so được nhị phòng tam phòng. Những năm này, toàn bộ nhờ sinh nhi nữ không chịu thua kém. Vì nàng kiếm đủ mặt mũi. Còn là lần đầu tiên bởi vì ngôn tuệ tuệ bị mắng trong lòng khó tả nhiều hơn mấy phần nộ khí. Làm sao như thế không cố gắng, tuyệt không bớt lo. Không hiểu nàng cái này làm mẫu thân khó xử. Còn không đi đem kia nghiệp chướng gọi tiến đến. Còn chưa về nhà liền như thế dày vò, còn muốn cho nàng ở ngoài cửa gây tai họa sao. Lão phu nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Kia! Mở cửa hông vẫn là đại môn. Nhà hoàng nhỏ giọng hỏi. Lão phu nhân mặt mũi tràn đầy không vui, cho dù lại không vui, bây giờ tân đế đều cắm tay, lại không khoan nhượng. Mở đại môn. Đám người mặt âm trầm, nhưng thời khắc này tuệ tuệ nửa điểm không thèm để ý. Cô nương, mời đi, phu nhân cùng lão thái thái đều chờ đợi đâu. Lưu má má ngoài cười nhưng trong không cười, mắt thấy cắt. Nàng liền xe ngựa cũng phải kéo vào đi, lập tức nhăn lông mày. Ngươi những cái này phế phẩm còn kéo vào hầu phủ làm cái gì? Hầu phủ không thiếu những cái này nát đồ vật, cũng không biết có hay không sinh con rận đừng ô chủ tử con mắt. Lưu má má đã sớm muốn nói, nhưng ngôn tuệ tuệ lý cũng chưa từng để ý đến nàng, trực tiếp để từ tử dịch đem xe ngựa khung tiến trong phủ. Minh Ca Nhi còn chưa trở về. Gia Gia nhỏ giọng nói, chúng ta ở Kinh Thành mở mấy nhà cửa hàng, hắn mau mau đến xem đâu. Trong nhà sinh ý luôn luôn là hắn đang xử lý. Tuệ tuệ biết được hắn đối thương nghiệp có hứng thú thật lớn cùng thiên phú, liền chưa từng câu lấy hắn. Một đường tiến thừa ân hầu phủ, Tuệ Tuệ không nhìn thấy một cái khuôn mặt tươi cười. Phổ bày so hoàng cung còn lớn hơn. Mãi cho đến nội viện, mới nhìn thấy lui tới thị nữ nghiêm mặt nhìn về phía nàng. Nếu nàng thật là một cái đơn thuần vô tri bốn năm tuổi nữ đồng, chỉ sợ đều muốn bị các nàng sợ mất mật, sẽ chỉ bám vào ngôn gia không dám nói lời nào. Nhưng nàng cũng không phải. Tuệ Tuệ bị dẫn vào trong nhà, xe ngựa dừng ở ngoài cửa. Mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy một thanh âm truyền đến, thật sự là nông thôn đến cái gì phế phẩm đều không nở ném. Chúng ta hầu phủ, cũng không phải loại kia nghèo kiếp hủ lậu người ta, ngươi nhìn một cái ngươi kia một xe ngựa đồ vật, liền tảng đá đều kéo vào phủ. Đây đều là những thứ gì, nhìn cồng kềnh lại vô cùng bẩn. Người khác nhìn, còn tưởng rằng hầu phủ khắc khe, khe khắc ngươi đây. Nói chuyện chính là nhị phu nhân, giờ phút này nắm mắt khăn tay ý cười đầy mặt, nhưng đáy mắt lại chợt lóe lên trào phúng. Nói đến, thật là khiến người ngạc nhiên. Bị vứt bỏ bên ngoài nha đầu, đúng là lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần lý thì cái bóng. Thường xuyên nuôi dưỡng ở bên người ngôn kiều kiều, ngược lại càng giống hầu gia. Nói đến, đúng là mỉa mai. Nuôi dưỡng ở bên ngoài vị kia khuôn mặt, tinh xảo hơn, càng giống người nhà họ ngôn. Gương mặt này, đã nói lên hết thảy. Tuệ tuệ nháy nháy con ngươi nhìn về phía nàng, đột nhiên bả vai nàng bên trên diễm sắc chú chim non đột nhiên hoảng sợ hô, cái sỏ dày tinh nói chuyện, cái sỏ dày tinh biết nói chuyện. Hù chết chim chóc, hù chết chim chóc hai con chim kẻ sướng người họa, trực tiếp đem gương mặt nhọn nhị phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Thật sự là không có chút nào giáo dưỡng. Còn mặt kệ quản ngươi chim. Nhị phu nhân là tái giá, dung mạo xinh xinh đẹp, không phải như thế nào gả cho ngôn gia nhị lão gia đâu. Càng quản nó mắng càng lợi hại, sẽ còn bay trên nóc nhà mắng, một bên bay vừa mắng. Huyên náo mọi người đều biết. Tuệ tuệ một bộ ta không quản được dáng vẻ. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể cùng nó mắng nhau mặc dù, liền không ai có thế mắng thắng. Tại trong vườn thú, cái này hai con vợ chồng ngăn, thường xuyên đem du khách mắng khóc rời sân. Nhị phu nhân tức giận đến ngón tay run rẩy. Nàng cho rằng làm vinh gầy yếu, nhọn cái cầm, vậy mà thành cái sỏ dày tinh. Đây chính là nàng để nhị lão gia vì nàng loãng soạn đụng tường lớn vũ khí bí mật. Gia gia mắt nhìn nhị phu nhân, hoan hãy nói, càng xem càng giống cái sỏ dày. Lý thị từ nhìn thấy tuệ tuệ một khắc kia trở đi, liền nhẹ nhàng run rẩy ngơ ngác nhìn nàng gương mặt kia cái này cái này đây chính là nàng trong tưởng tượng hài tử lớn lên bộ dáng a mặc dù kiều kiều tuyệt không trưởng thành bộ dáng như vậy nhưng đột nhiên nhìn thấy ngôn tuệ tuệ nàng đúng là không cầm được thân thiết loại cảm giác này chưa hề tại kiều kiều trên thân thể hiện qua lý thị không khỏi rơi lệ mau tới đây cho nương nhìn xem những năm này ngươi bên ngoài tân vốn muốn nói vất vả nhưng nàng nuôi mặt đỏ răng trắng bây giờ nói không ra vất vả. Quỷ khuất ngươi. Loại kia vắng vẻ cằn cỗi địa phương, thụ ủy khuất đi. Tương lai, nương chắc chắn đền bù ngươi. Lý thị thậm chí có thể cảm giác được kia cổ liên hệ huyết mạch cảm giác. Tuệ tuệ lại là nhìn xem nàng thẳng nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Nàng trưởng tử vì thế tử, đích trưởng nữ gả cho tuyên bình hầu thế tử, sau đó liền một đôi song bào thai. Nhưng nàng tướng mạo, vì sao lại có mất con chi tướng? Tuệ Tuệ còn không tới kịp đáp lời, từ tử dịch liền ôm lấy mấy khối tảng đá vào cửa, đây là Tuệ Tuệ đưa cho mọi người lễ gặp mặt. Lão phu nhân sắc mặt mang theo nộ khí, ném ra, cái gì vô cùng bẩn đồ vật cũng hướng trong phủ chuyển. Không phóng khoáng không ra gì đồ vật, đừng cho hầu phủ mất mặt. Nàng càng bất mãn chính là, nàng tưởng tượng thấy nha đầu này đối nàng khóc ròng ròng nhận thân, lại không muốn, nha đầu này một bộ rời rạc bên ngoài bộ dáng. Phản phất là cái người ngoài cuộc. Có ai không? đem nàng đóng kia thứ đồ nát ném ra. Đừng bẩn hầu phủ. Lão phu nhân mặt mày lạnh lẽo, không thể gặp nàng cái này một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Nha hoàng nô bột lập tức vào tay. Không cho phép nhúc nhích mẹ ta đồ vật. Tuệ tuệ trực tiếp ra cửa. Lý thị trong lòng siết chặt liền đuổi theo. Tuệ tuệ, ngươi gọi là tuệ tuệ A. Trong phủ còn có thứ càng tốt, nương đều mua cho ngươi. Ngươi không có thấy qua việc đời, tại loại kia địa phương chưa thấy qua đồ tốt, những vật này lấy ra sẽ bị chế nhạo. Người khác còn tưởng rằng, ngươi đến hầu phủ làm tiền đâu. Ngươi dưỡng mẫu bên kia là nghèo một chút, nhưng người nghèo nhiều đầu óc, ngươi có thể cảm kích các nàng, nhưng không thể bị các nàng nắm lấy đi. Tương lai A, à, cho nàng mấy trăm lạng bạc rồng liền đuổi nàng. Đúng lúc, nhà hoàng đem chăm chú bao bọc vải rách bên trên đâm cái động. Đột, một vòng bạch quang trượt xuống. Một vòng lại một vòng bạch quang như là nước chảy xuôi dòng mà xuống. Lý Thị còn chưa nói xong, im bặt mà dừng. Bạc. Trắng bóng bạc liên tục không ngừng từ túi trong xe ngựa chảy ra. Trong chớp mắt, liền vẫy xuống đầy đất. Làm tiền. Không tồn tại. Chương 183, miễn cười cửu tuyền. Làm tiền. Phản phất một bàn tay đánh Lý Thị mặt. Tự cho là thật cao đối chưa từng gặp mặt nữ nhi, bố thí hai phần quan tâm tiền tài, đối phương liền sẽ mang ơn. Nào biết. Đối phương hung hăng đánh mặt. Tuệ Tuệ đột nhiên nhớ tới cửa chi, Nương thường xuyên nhắc tới một câu nghèo nhà giàu đường cửa thế nào có thế mang tiền tiền liền mặt mũi ta từ địa phương đừng nhìn lên ta Tuệ Tuệ có thế ăn thịt thòi. Lễ gặp mặt Nương cũng không có ý định cho nhưng muốn để nhìn xem Tuệ Tuệ cách đồng dạng thật tốt. Phỉ Thúy nguyên thạch hãy cầm về. Tuệ Tuệ giờ phút này nghĩ cùng hết thảy, hốc mắt có chút phát nhiệt. Lâm Thị Yêu vĩnh viễn nhuận vật tế vô thanh nhẹ nhàng im lặng không ra tiếng. Lý thị từ phối đôi so khó trách mẫu thân hứa mình mở ra mấy chiếc xe ngựa đồ vật không phải hồi kinh về sau mới có thế mở mình sắp cửa kia mấy bận biệu trong đêm suốt đêm ngủ chỉ sợ liền thu nạp trong nhà chỗ bạc cho giữ thể diện nhưng hồi kinh làm tiền bị nhìn lên cái gì nơi nào bảo bối bảo bối bảo bối a nói chuyện nam biết từ nơi đó bốc lên ông lấy bị ném nguyên thạch con mắt đều trừng mẹ bảo bối. Phỉ thúy nguyên thạch, còn loại lâu năm phỉ thúy thượng hạng nguyên thạch. Nhìn một cái đập vết tích, ai nha? Ai như vậy hổ, đem nguyên thạch đều đập nát. Bể nát một điểm bả vụn, đều có thể giá trị trăm lượng. Như rèn luyện, giá không thành phố. Nói chuyện nam phỉ thúy khống, ngôn gia tam lão gia. Nói tam lão gia học không thuật, ngôn gia cà lơ phất phơ nhàn tảng lão gia. Ca hầu gia, dị ca cũng thành tích, nằm ăn chờ chết bày rõ ràng hàng tốt, hàng tốt, hàng tốt. Hiện kinh thành phỉ thúy xào giá cả cực cao, hàng một tay, sợ giá bán. Tam gia, làm sao về rồi? Nói cái gì nguyên thạch? Tam phu thấy nhà mình nam hồi, gấp vội vàng kéo một cái tướng công tay áo. Không gặp mặt mo sắc đều đen sao. Liền phỉ thúy nguyên thạch A, à, một đao nghèo một đao giàu, phỉ thúy còn chưa ra công trạng thái. Thấy nhi tuệ mãn các xếp hàng hẹn trước phỉ thúy, liền đồ chơi bên trong mở. Mấy khối tảng đá, liền cực phẩm. Cực phẩm cực phẩm, như lấy hiện kinh phỉ thúy giá cả, đem nó chế tạo một bộ đầu mặt, sợ phải vạn lượng. Mà lại như lấy tuệ mãn các thiết kế, sẽ chỉ cao hơn. Tam phu tê một tiếng, hút một ngụm khí lạnh. Đừng nhìn hầu phủ A vốn liếng, kiếm nhiều tiền, nhưng nuôi cũng nhiều. Đấy còn vô số trang tử, trang tử mấy năm thu hoạch tốt, chỉ miễn cưỡng có thế duy trì chi tiêu. Phủ mấy vòng phân, cùng các bàn chi nhà cũ, phân một tháng cũng xem. Hậu phủ một tháng chi tiêu hết mấy vạn, quanh năm suốt tháng có thế tồn cũng chỉ mấy vạn thôi. QS Đừng nhìn ngôn kiều kiều lòng bàn tay quan hệ nhiều, tính đồ đông đảo, nhưng duy trì ăn ở giữa khói lửa trong trẻo lạnh lùng hình tượng, ngôn gia tư lý dám thu trọng lễ. Rất sợ xấu ngôn gia tốt trình. Hậu phủ mấy năm vốn là giật gấu vá vai, nhưng tùy tiện một khối đầu tảng đá, giá trị vạn. Xem nhẹ thiết kế gia công, nhưng ai cũng không có ý. Vĩ thúy nguyên thạch giá trị coi là thật để sợ hãi tháng phục a à. lý thị bờ môi khẽ nhếch nhìn xem một xe mang bùng tảng đá cùng tảng mát bạc đột nhiên cổ tâm tình khó tả nhà thừa thải thổ đặc sản mẫu thân vốn muốn cho tuệ tuệ mang cho nhà đánh phó đầu mặt đã nhà thích thu hồi liền tuệ tuệ khoác tay áo phó cửu tiêu lưu hộ vệ liền đem một nguyên thạch ném vào xe ngựa khi lời đồn một viên vạn nguyên thạch liền cùng dưa hấu tùy ý ném tiếng hai phu tam phu từ đưa tay vuốt ve tim thịt đau thật thịt đau lý thị chi kia đích tôn phủ bút tiền tài công nhưng lý thị quản phòng vàng bạc đều nhà mẹ đẻ của hồi môn trang tử hoặc cửa hàng một tháng tính toán đâu ra đấy vạn đều cực tốt bây giờ nhà một khối đá tiện tay một kiện lễ gặp mặt đều giá trị vạn trong lòng đừng đề cập nhiều chua sót mà lý thị tâm lại tư vị khó tả mẫu thân lý thị nghe được ngôn tuệ tuệ thân mật gọi kia hương phụ mẫu thân trong lòng cùng kim đâm. Như năm đó kiên trì bảo hộ, bây giờ cùng thân cận, chiếu cố liền tự mình rồi. Lão phu sắc mặt càng khó coi hơn. Vẫn cảm thấy ngôn tuệ tuệ dưỡng mẫu ham hầu phủ phú quý, giờ phút này, nhà tự mang khẩu phần lương thực, khi tràn đầy một xe bạc, một xe phỉ thúy nguyên thạch, trực tiếp đem mặt đều phiến sưng. Hồi nhà liền về nhà, làm sao còn mang theo vàng bạc đâu. Nương khó sẽ còn bạc đãi sao. Lý thị xoa xoa nước mắt, tâm chút xấu hổ chỉ trừng lưu má má liếc mắt. Rõ ràng tin nói xong đối phương như điều tra như thế, nhà cực kỳ nghèo khó. Ai mẹ nó? Nhà chất đầy tảng đá. Chồng phải phỉ thúy nguyên thạch. Tuệ tuệ lắc đầu, nương nói, hầu phủ mặc dù quan gia. Nhưng nhà nhiều, dãy đến nhiều, hoa cũng nhiều, sợ tuệ tuệ thụ khổ. Tuệ tuệ trong nhà tiền, đều tuệ tuệ một hoa. Tuệ tuệ ăn khổ. Tuệ tuệ một mặt thật. Cũng lâm thị nuông chiều hài tử. Lý Thị mặt cứng đờ. Mới mình một hơi vừa tiếp xúc với về hưởng phúc, bây giờ nhà trong mắt, về ngược lại chịu khổ. Lý Thị đáy lòng nhọn đều giận đến đau nhất. Tam phu vụng trộm cúi đầu, ép ép khóe miệng ý cười. Ai nha nương a, à, Lý Thị sinh diệu nhi. Lý Thị già trẻ sống 10 năm. Từ khi ngôn kiều kiều bên ngoài ủng chí cao không địa vị, ngôn gia liền tổng một bộ thụ ngưỡng vọng bộ dáng. Bây giờ, lại bị mắt nhà quê, thâm sơn cùng cốc điêu dân cho trào phúng một nháy mắt, tam phu tướng đến đau khổ tất cả đều hồi tưởng một lần. Rất sợ mình tiếng cười. Lão phu mặt da thịt căng cứng, mạnh mẽ rũ cục lấy mặt mày, thật phúc khí. Lão nghiến răng nghiến lợi. Từ sinh, liền không có để bớt lo. Quả nhiên nghiệt chướng. Tuệ tuệ nghiêng nghiêng đầu, bây giờ đã niệm rất nhiều sách, mặc dù lý giải chút sai lầm. Nhưng chuyện xưa nhi minh bạch, khen mình đâu. Cô nương bỗng nhiên tràn ra nụ cười sáng lạng, ngài biết liền tốt tuệ tuệ phúc khí trân quý nha. Một bộ nghiêm túc nghiêm túc, thỏa mãn bộ dáng, tức giận. Đến lão mặt sắc xanh xám. Sớm muộn để tức chết. Lão mảnh đứng người lên, xoay người rời đi, nửa điểm cho ngôn tuệ tuệ mặt mũi. Tự ti nha, mặc dù tốt số, không có tuệ tuệ phúc khí, nhưng tuệ tuệ tin tưởng, chỉ ngài cố gắng, ngài nhất định sẽ mỉm cười cửu tuyền. Tuệ tuệ tin tưởng nhất định có thể làm đến. Bịch. Lão phu chỉ thấy lão phu thẳng tắt ngã quỵ địa. Lại tại chỗ cho giận ngất. Tuệ tuệ một mặt ngây ngốc, đến cùng nơi nào nói sai rồi. Cười đáp cửu tuyền còn tốt. Chương 184, công khai thiên vị. Về nhà ngày đầu tiên, liền giận ngất lão thái thái. Quả nhiên là chấn kinh hầu phủ đám người răng hàm. Đồng thời trong lòng lại tràn đầy may mắn, quả nhiên thô bỉ không chịu nổi, không xứng cùng kiều kiều cô nương đánh đồng. Dù là lý thị, đều dọa đến da mặt khẽ run rẩy đừng nhìn nàng gã tiến đến nhiều năm như vậy, nhưng hầu phủ vẫn là lão thái thái độc đoán. Tuệ tuệ, nhanh đi cho lão thái thái nhận cái sai, lão phu nhân chắc chắn tha thứ ngươi. Lý thị mấp máy môi. Tuệ tuệ lại là ánh mắt kinh dị nhìn xem nàng, nàng lông mi còn tại động đâu, nàng trang. Sau lưng hai con vẹt lập tức hô to, nàng trang nàng trang nàng trang. Bay nhảy cánh, 360 độ vần quanh, để người mang tai đau. Lý thị sắc mặt cứng đờ, ở kinh thành, giả vờ ngất là chuyện thường, nhưng giờ phút này bị ngôn tuệ tuệ tự mình điểm ra đến, lý thị sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng thậm chí nhìn thấy đổ vào một bên lão thái thái, hô hấp đều trọng mấy phần. Còn không mau đem lão phu nhân đỡ xuống đi. Lý thị cắn răng trừng mắt nhìn thị nữ. Lão thái thái chỉ sợ là muốn cho nàng mang lên một cái thô bỉ không chịu nổi, bất hiếu thanh danh, ai biết giả vờ ngất bị nàng trực tiếp điểm ra tới. Mặt mũi lớp vải lót đều không có lão thái thái thảm bại mà về nàng căn bản không theo lẽ thường ra bài tuệ tuệ tính tình của ngươi coi là thật cùng kiều kiều nửa điểm khác biệt lý thị đột thở dài rõ ràng gương mặt này cùng với nàng trong tưởng tượng nữ nhi giống nhau như đúc nhưng tính tình lại làm cho nàng rất là không thích tại hầu phủ không giống nông thôn đơn giản như vậy có lẽ có lẽ dưỡng mẫu của ngươi nhà có chút tiền tài nhưng ở tuyệt đối quyền thế trước mặt cái gì cũng không tính được để lão thái thái chán ghét mà vứt bỏ là sai lầm nhất hành vi hầu phủ hết thảy lấy lão thái gia lão phu nhân làm chủ ngươi làm sao có thể va chạm lão phu nhân đâu lý thị có chút bất mãn kiều kiều liền làm nhiều tốt lý thị hai đầu lông mày mang mấy phần ý cười điểm này ngươi nên giống kiều kiều học rõ ràng là thượng thiên sủng nhi lại cực kỳ khiêm tốn tuệ tuệ lại là ngậm lấy mấy phần cười khẽ nghe nói ta cùng nàng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra song sinh thai vì sao chúng ta tướng mạo nửa điểm khác biệt đâu tuệ tuệ cười không ngớt nhìn xem nàng ngươi thật nhận rõ mình nữ nhi sao tuệ tuệ hiếp con ngươi nhìn nàng lý thị bị cái nhìn này nhìn hải hùng kiếp vía nói hưu nói vượng cái gì song bào thai cũng có khuôn mặt khác biệt lý thị nổi giận nói huy mờ ngôn kiều kiều là nàng kiêu ngạo nhất nữ nhi nàng không cho phép có một chút chất vấn cốt tuệ tuệ, ta biết ngươi đối hầu phủ có oán khí, đến nay không chịu gọi ta một tiếng nương. Ta cũng không ép ngươi. Chỉ là... Lý thị trần chờ một cái chớp mắt. Đại khái không cách nào cho ngươi bên trên gia phả. Bởi vì hầu phủ từ đầu đến cuối liền không thừa nhận nàng tồn tại. Nhưng ngươi tất cả sự vụ, đều dựa theo hầu phủ đích nữ thân phận tới. Sẽ không để cho ngươi thụ một tiêu ủy khuất. Ngôn tuệ tuệ lạnh lùng nhìn xem nàng. Thật đúng là có thú, liền gia phả đều lên không được, danh bất chính, ngôn bất thuận, liền cái này còn không nhận bỉ khuất. Ngươi cũng không cần cùng kiều kiều so, kiều kiều nàng. Nàng cùng hài tử bình thường không giống. Nàng sinh ra cao ngạo, trên thân gánh vác sứ mệnh. Từ sinh ra tới, khắp thiên hạ liền đối nàng ký thác kỳ vọng. Hậu phủ dốc hết hết thảy bồi dưỡng nàng, tuệ tuệ, ngươi cùng nàng là khác biệt. Quốc sư có được tiên pháp, những năm này chỉ ngẫu nhiên vào cung vì bệ hạ cầu phúc bệ hạ đã từng vì lưu lại quốc sư nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều bị quốc sư cự tuyệt lại cứ người như hắn đúng là nguyện ý tự mình dạy bảo kiều kiều nàng cùng ngươi là khác biệt ngươi chớ có cùng kiều kiều so được không lý thị không muốn ngôn tuệ tuệ cùng ngôn kiều kiều lên xung đột nếu không kết cục nhất định là ngôn tuệ tuệ lần nữa bị đưa ra kinh thành ngôn tuệ tuệ hiếp con ngươi nhìn về phía lý thị kỳ thật các ngươi tiếp ta trở về chính là vì ổn định thế cục a tuệ tuệ đáy mắt hiện lên một vòng trào phúng không lên gia phả không cùng ngôn kiều kiều tranh thủ tình cảm thậm chí cũng không tính để ta tiến cửa chính đơn giản chính là để ta lặng yên không một tiếng động trở về để người không còn hoài nghi ngôn kiều kiều địa vị lý thị sắc mặt hơi có chút khó coi mặc dù ngôn tuệ tuệ nói là sự thật nhưng tự mình nói ra khó tránh khỏi để lý thị có chút khó xử tuệ tuệ chúng ta cũng không muốn người bên ngoài chịu khổ tuệ tuệ chỉ chỉ sau lưng chất thành núi nguyên thạch cùng bạc lâm thị đối nàng yêu chính là lực lượng ngươi thế nào còn mở mắt nói lời bị đặt đâu có điều ta ngược lại là hiếu kỳ các ngươi làm sao xác định ngôn kiều kiều chính là thần nữ lý thị hít một hơi thật sâu chỉ có thể trong lòng nhắc tới nàng từ nông thôn trở về chưa từng tiếp nhận giáo dục chưa từng học tập lễ nghi nhẫn nại nhẫn nại năm đó kiều kiều còn tại ta trong bụng quốc sư liền cảm ứng được nàng tồn tại. Ngươi vừa mới xuất sinh, liền bị bà mụ trộn đi. Lý thị không dám nhìn ngôn tuệ tuệ con mắt. Rõ ràng niên kỹ như vậy nhỏ, nhưng dù sao cảm thấy đôi tròng mắt kia nhìn rõ hết thảy. Khi đó kiều kiều mới nửa tuổi, lúc trăng tròn, quốc sư từng cho nàng đo qua, thần thạch đối nàng có cảm ứng. Là đại việt khai quốc đến nay, duy nhất có cảm ứng thần nữ. Lý thị cảm xúc có chút kích động. Nàng hiện tại Y Nguyên có thể tưởng tượng đến lúc trước loại kia rầm rộ. Tất cả mọi người nhìn thấy kia bôi tia sáng, đều nằm rạp trên mặt đất, tại không người dám phản bác Kiều Kiều thân phận. Thần Thạch. Tuệ Tuệ thì thầm một tiếng. Chưa từng nghe qua. Quả nhiên, kinh thành cùng biên quan vẫn là khác biệt. Tuệ Tuệ, ta dẫn ngươi đi hậu viện đi. Nương biết ngươi muốn trở về, sớm liền để người đem viện tử thu thập ra tới. Lý Thị mang theo ngôn Tuệ Tuệ hướng hậu viện đi. Tuệ tuệ nghĩ nghĩ, đi theo. Nàng cũng nên thăm dò hầu phủ bí mật. Thăm dò ngôn kiều kiều bí mật. Nàng đoạt vận thuật, đến cùng từ nơi đó mà tới. Đám người một đường hướng phía phía tây mà đi, càng chạy càng là vắng vẻ hoang vu, nơi này u tĩnh sẽ không quấy rầy đến tuệ tuệ. Lý thị phối hợp nói. Tuệ tuệ nhìn về phía cách đó không xa oánh oánh đèn đút, xuân về hoa nở, xa xa nhìn chính là nhanh nhẹn tinh xảo, đẹp không sao tả xiết. Mà ẩn lan viện, bốn phía đều lộ ra vội vàng. Khi là kiều kiều viện tử, lão thái thái sủng nàng, phân hầu phủ vị trí tốt nhất cho nàng. Bên trong cực điểm xa hoa, liền trưởng tử đều không thể so. Đại hộ nhân gia cùng hương chúng ta dưới, quả thật khác biệt. Đem vắng vẻ nói nhã trí như vậy, gọi là U tỉnh. A Nguyệt che miệng cười trộn. Lý thị nhướng mày, nàng xem như nhìn ra. Tuệ tuệ hai cái này nha hoàng, một lớn một nhỏ, đều phá lệ không có phép tắc như thiếu cái gì, nói cho nương, nương cho ngươi từng cái mua thêm. A à, Nguyệt lại là cười nói, vậy liền không làm phiền lý phu nhân, tuệ tuệ đều đã tìm được non nửa năm, phủ thượng đều chưa từng mua thêm đầy đủ, nghĩ đến phủ thượng thiếu tiền, chúng ta đến mai cái chuyển tảng đá bán liền có thể mua thêm. Lý thị một gương mặt bị ép buộc xanh một trận đỏ một trận. Đoạn trước thời gian kiều kiều cảm xúc không tốt, nàng một mực chưa từng đưa ra tay, nha đầu này làm sao hẹp hòi như vậy. Quả nhiên như lão thái thái nói, chỉ sợ có oán khí. Đến cùng thiếu giáo dưỡng, qua trận, vẫn là phải đưa vào quốc học viện lên lớp. Tuệ tuệ đã tại hầu phủ dàn xếp lại. Mà giờ khắc này phó cửu tiêu, lại là mặt long bào, đứng tại cửa cung nói mát. Thế nào còn chưa tới đâu? Sẽ không, thật không đến ở A. Vương công công nhìn thấy bệ hạ bắp chân cống đến trung, không khỏi trong lòng trực nhảy. Ai có thể biết, nắm giữ lấy thiên hạ quyền sinh sát tân đế, tại tiểu cô nương kia trước mặt, cũng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ nhìn con lúc A. À. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân. Chương 185, khai giảng chiếc thứ nhất. Sáng sớm ngày thứ hai. Hoàng đế mặt như phủ băng, vương công công kinh hồn bạc vía đi theo triều đình. Tháng 10 đã cực lạnh. Mà hoàng đế. Cửa cung chờ một đêm, làm một đêm nhìn con thạch, càng đi về phía sau, hoàng đế sắc mặt càng khó nhìn. Song song, triều đình đám kia đen đuổi, biết ai có thể trở thành bệ hôm nay ống dẫn khí nén quả thật trẫm sủng sao? Sủng biết cao điểm dày sao? Hoàng đế sắc mặt âm lãnh, vương công công trong lòng lột bột một tiếng, xong, bệ tức giận. Nha đầu kia thực phóng túng. Hôm qua bệ đều rút ra túc, vậy mà nhìn như không thấy, còn để bệ hàng phong chờ một đêm. Coi là thật đem hoàng cung mắt nhìn bên trong. Phó cửu tiêu sắc mặt âm trầm khó coi. Đang nói, liền cung vội vã mà. Bệ, mới cửa cung cầm bệ tính vật thiếp thân nha hoàng truyền lời nói tuệ tuệ cô nương muốn ăn bệ tự mình làm gà ăn mày cung toàn thân rung lấy cũng dám ngẩng đầu vương công công nhẹ nhàng nâng tráng tìm đường chết a à. nha đầu kia thật tìm đường chết a à. quả nhiên hoàng đế cười lạnh một tiếng đem trẫm làm cái gì để trẫm làm cái gì trẫm liền phải làm cái gì sao trẫm hoàng đế nhất quốc chi quân không khỏi làm càng phó cửu tiêu hít một hơi thật sâu ăn cái gì quyết định bởi tại trẫm làm cái gì Trẫm hôm nay cho làm gà ăn mày, ăn cũng phải ăn. Nói xong, phó cửu tiêu dậm chân đi. Vương Công công một mặt ngây ngốc. Lộc Bột nhìn xem bệ bóng lưng, ngài ngoan thoại một câu không ít a, à, toàn thân liền há miệng cứng rắn. Cùng Vương Công công toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, may mắn mới một câu đều không nói. Nếu không, như thuận bệ chỉ trích tuệ tuệ cô nương, sang năm nay, mộ phần cũng nên mọc cỏ. Mà giờ khắc này tuệ tuệ lại nhát một cái đầu đầy ngốc mau lộ ra phá lệ manh. Đều không có sáng lên làm cái gì. Thỉnh an. Sợ đem xin chết. Tuệ tuệ ngáp lên, trực tiếp để hộ vệ đem mời ma ma ném cửa sân. Một lần đồng, lại đem lão phu tức giận đến quá sức. Không có chút nào giáo dưỡng, không có chút nào giáo dưỡng. Thật hầu phủ hạnh a. À. Kiều kiều sáng liền quốc học viện, lại còn phủ ngủ say. Lão gia, ngài lại nơi nào? Còn chưa lên dập đầu nhận thân lý thị âm thanh hô lão hầu gia khoác tay áo vội vã cửa nói cái kia sư thúc gần đây hồi kinh làm vãn bối tự nhiên dập đầu hành lễ phải cửa thành chờ lấy cũng biết đến đó nhi sư phụ đành phải a một sư muội chờ hồi kinh phủ đô cho dập đầu gặp mặt một lần lão hầu gia phân phó xong liền vội vội vàng đi về phần cái gì về nhà tôn nữ căn bản không nghĩ nhiều tam nhi tử tính đích thứ tôn bối phận hơn 10 đời cháu ngôn tuệ tuệ tính cái gì đâu. Lý thị bờ môi giật giật, kia. Kia còn cho tuệ tuệ lo liệu tiệc rượu sao? Theo lý thuyết, mất đi nhiều năm hài tử về nhà, nhất định lo liệu một trận tiệc rượu, đem cường thế giới thiệu cho kinh vòng tròn. Lão phu khoét liếc mắt, còn ngại đủ danh tiếng sao? Lấy chữ biết dáng vẻ, mang ném mất mặt sao? Chỉ tưởng tượng thôi đêm qua câu kia mỉm cười cửu tuyền, lão phu liền tim thấy đau. Lý thị nhướng mày, hài tử lịch đều thay tranh sĩ diện mặt, ngôn tuệ tuệ bộ dáng lại lấy tay. Kia! Đem đưa vào quốc học viện. Quốc học viện lịch chỉ lấy cực kỳ thông tuệ hài tử, tuệ tuệ. Năm kiều kiều vỡ lòng, liền viện trưởng đem đặc biệt ghi vào. Quốc học viện chính là càng tối cao phủ đệ. Nam học nữ học, đều toàn càng đọc sách đỉnh tim học phủ. Lão phu đôi mắt rủ xuống rủ xuống, lấy kiều kiều quan hệ, đưa tỷ tỷ tiếng, làm sao khó. Tiếng để nhìn xem, cái gì mới gọi chi kiêu tử mấy tiền bẩn, liền có thể kinh thành hoành hành. Đương nhiên, quốc học viện đám kia đều cực kỳ tôn kính kiều kiều, ngôn tuệ tuệ tiếng, chỉ sợ lấy tốt. Nhưng, liền quan lão sự tình. Mặc dù lấy vui, nhưng cũng ngôn gia, để nhập quốc học cũng tốt, miễn cho nói bạc đãi Lão Phu còn quên cho mình mặc thiếp vàng. Lý Thị có phần chút lộ vẻ xúc động, nghiêm túc tạ lão. Đêm qua đã liên hệ chu viện trưởng, hôm nay liền nhập học. Chỉ rời giường, không còn biện pháp nào đợi tỉnh, trực tiếp đưa đi. Về nhà ngày thứ hai, liền trực tiếp đưa quốc học viện, đối ngôn tuệ tuệ ghét bỏ đã hào che giấu. Thậm chí từng đem chính thức giới thiệu. Lấy tưởng tượng, như nhập học, sẽ thụ bao nhiêu xa lánh. Lý thị trong lòng thình thịch, quốc học viện phép tắc nghiêm, tuệ tuệ hôm nay sợ ăn thiệt thòi. Thẳng đến buổi trưa, tuệ tuệ mới ăn uống no đủ chậm rãi lên. Vừa lên liền gặp phải tin dữ. Học. Tuệ tuệ trong mắt trừng phải căng tròn vội vã chạy về liền nghĩ đi theo sư huynh khóa không nghĩ tới về nhà thứ hai liền học thảm không thảm tuyệt hoàng a còn một thân vẽ quê mùa không có học lễ nghi từng vỡ lòng đem chỉ sợ sẽ bị xem thường hôm nay có thể vào quốc học viện còn dựa vào kiều kiều quan hệ chớ ném kiều kiều mặt mũi lý thị khắc nói mình đối hai hài tử đối xử như nhau khắc khắc các mặt đều nói tuệ tuệ vọng tưởng cùng ngôn kiều kiều so ca bên ngoài còn chưa hồi đã gã ra ngoài. Phủ mấy thân, chờ muộn gặp lại cũng trễ. A Nguyệt gia gia liếc nhau, nhà quả thật nửa điểm cũng hoan nên chủ tử. Buổi trưa, Tuệ Tuệ mới hai tay đút túi cửa. Hai thị nữ hứa đi vào, Ngôn Minh chút lo lắng, cố ý khi dễ Tuệ Tuệ, biết rõ Tuệ Tuệ đi đường mệt mỏi cần nghỉ ngơi, ngày thứ hai liền để Tuệ Tuệ nhập học. Nhất định phạt Tuệ Tuệ. Ngôn Minh lo lắng không còn biện pháp nào, dù sao nơi đây hứa thị nữ bên ngoài đi vào trơ mắt nhìn xem tuệ tuệ đi theo cổng đồng nhi tiến quả thật ngôn minh đoán một điểm kém hôm nay phu tử ngôn kiều kiều trung thực người ủng hộ ngôn kiều kiều đã từng đối ân tuệ tuệ gõ mở cửa hào ngoài ý muốn nhìn thấy một tấm đầy phiền chán mặt nhìn một cái hiện cái gì thần rồi đứng ngoài cửa nghe giảng bài cô nương ti can hôm nay chưa báo coi như học sinh cô nương có thế thoáng nhìn trong phòng học nháy mắt ra hiệu đầy trào phúng học sinh Ngôn kiều kiều làm nói chuyện hai mặt, ngôn tuệ tuệ còn chưa hồi, liền thành thử một lần đồ cùng tranh thủ tình cảm, một ghen tị ác tỷ tỷ. Huống hồ, còn truyền thuyết tai tinh. Sẽ thụ xa lánh, chuyện rất bình thường. Phu tử, còn khiêu khích ngài đâu. Bên trong học sinh âm thanh hô. Nhà quê. Chỉ bằng, cũng muốn kiều kiều cô nương so sánh, quả thực biết liêm sĩ. Kiều kiều cô nương cũng sẽ thụ chất vấn, tai tinh. Phu tử bỗng nhiên trầm mặt quấy rầy bài tập về nhà. Đều càng đóa hoa, đều càng chưa, tính là thứ gì? Lăng nghe. Như viện trưởng đem thả mình ban, căn bản nghỉ thu. Ta nụ hoa, liền con rệt. Chuyên môn cho kiều kiều cô nương ngột ngạt con rệp Bởi vì, ngôn kiều kiều thụ thiếu bêu danh hoài nghi. Bên trong đầy tiếng đùa cợt, phu tử lại một câu phát giả điếc. Nhưng tuệ tuệ về một câu, liền sẽ lấy vô lễ quát lớn tuệ tuệ. Tiêu chuẩn kép, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tuệ tuệ quay người đứng ngoài cửa. Cửa, bịch một tiếng liền đóng. Bên tai lờ mờ còn có thể nghe thấy trào phúng âm thanh, mắng nhà quê tự rước lấy nhục, liền học đường cửa đều để tiếng. Tuệ tuệ mặt không biểu tình sốc lên mí mắt, càng đóa hoa. a à, đóa hoa, liền con rệp rồi. Tuệ tuệ yên lặng quay người, cũng biết nơi nào, một khắc đồng hồ về sau, cô nương ôm lấy so đầu còn tổ ông hồi. Tay còn cầm một thùng thối hoắc đồ vật đã càng đóa hoa, con rệp thiếu phải cho thi điểm mập, thụ điểm phấn. Tuệ tuệ leo cửa sổ đài. Đem một thùng thối hoắt đồ vật trực tiếp đổ tiếng, bên trong vang lên tiếng rít chói tai, chúng còn chưa hoàn hồn, lại sẽ bệ cửa sổ từ bên ngoài phong kín. Lưu loát từ bệ cửa sổ nhảy. Đem tổ ông một chân đá hướng ương. Ông thanh âm ông ông một thoáng lít nha lít nhít truyền. Lại gắt gao lay ở cửa, tướng môn gắt gao giữ chặt. Đóa hoa, nhất định thật tốt dài a. À mau mau dài a. À. Tuệ tuệ ngoài cửa nắm lấy cửa, trong phòng kêu thảm giận mắng liên tục, đâu còn mới phách lối. Phi. Cô nãy nãy cái gì đều ăn, liền ăn thiệt thòi. Khai giảng chiếc thứ nhất, khiêu chiến toàn trường. Chương 186, mời gia trưởng. Ngôn tuệ tuệ ngày đầu tiên đi học. Liền được mời vào trường trị đường. Một cái bốn năm tuổi tiểu cô nương đứng tại nơi hẻo lánh, một bộ dáng vẻ đáng thương. Đối diện là ô ương ương một đám hài tử, đằng trước còn đứng lấy cái phu tử đôi bên hình thành so sánh rõ ràng viện trưởng nhất đầu án lấy ni tâm tim tức giận đến từng trận đau nơi hẻo lánh bên trong cái kia là thừa ân hầu phủ mới tìm trở về nữ nhi phúc bảo ngôn kiều kiều ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ chỉ là vị này so với ngôn kiều kiều liền kém rất nhiều bởi vì cùng hầu phủ kết oán sinh ra bị bà mụ ôm đi đến cùng chân tướng như thế nào không thể nào mà biết cũng không ai quan tâm nhưng là nàng sinh ra nuôi dưỡng ở nông thôn, nghe nói người nhà kia cực kỳ nghèo khó, chỉ sợ đứa nhỏ này cũng bị chậm trễ. Nếu không thừa ân hầu phủ, vì sao tại nàng trở về nhà ngày thứ hai, liền đưa nàng đuổi tiếng quốc học viện đâu? Mà nàng chỗ vỡ lòng bang, liền có chút phiền phức. Trong đó, có Tấn Vương con nhỏ nhất. Còn có trưởng công chúa nữ nhi duy nhất, trưởng công chúa là tiên hoàng ruột thịt muội muội, thành hôn nhiều năm, chỉ sinh cái tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa kiêu căng tùy hứng, tại quốc học viện bên trong đều là đi ngang. Còn có kinh triệu doãn tiểu công tử vân vân. Những hài tử này không nói quyền thế ngập trời, nhưng đều là dậm chân một cái, kinh thành đều muốn rung lắc một cái nhân vật. Bình thường mọi người nhốn nháo mâu thuẫn, cũng chỉ răng dậy vài tiếng là được. Nhưng ngày hôm nay, bọn này nhị thế tổ, xưa nay đều là khi dễ người khác, treo đến người khác tới tố cáo. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, qua oa khóc lớn ngay tiếp theo kia đi quan hệ tiến đến trâu phu tử đều sưng thành cái độc bánh bao mà kẻ đầu têu lại một bộ vô cùng đáng thương nhỏ yếu bất lực đứng tại nơi hẻo lánh viện trưởng thật sâu thở dài nói một chút chuyện gì xảy ra a à? tại sao phải cầm ông mật đâm bọn hắn còn đóng lại cửa viện trưởng không khỏi vuốt ve lông mày trâu phu tử lại là mặt mũi tràn đầy oán độc viện trưởng nàng này không thể vào học như thế ác độc tâm địa sao phối tiếng quốc học viện, giết hại đồng môn, giết hại sư phụ, người này không thể lưu a. À. viện trưởng, nàng cùng kiều kiều cô nương nửa điểm khác biệt. kiều kiều cô nương ôn nhu thiện lương lại lớn yêu, mà nàng hoàn toàn là muội muội tương phản bộ dáng, nhất định là kẻ gây họa. trâu phu tử hận đến cắn răng, bởi vì nàng tồn tại, cái này đoạn thời gian kiều kiều cô nương có thụ chất vấn, dựa vào cái gì nàng có thể nhập học, toàn đều dựa vào kiều kiều cô nương mượn kiều kiều cô nương danh khí. Quốc học viện, cũng không phải cái gì A miêu A Cẩu đều có thể tiến. Mỗi cái học sinh đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn. Tuệ tuệ căng tròn trừng mắt, ngươi cũng đừng nói bậy ngao, ta có sư phụ. Tuệ tuệ lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Văn khúc tinh quân cũng chỉ miễn cưỡng làm sư phụ nàng, cái này thứ gì cũng dám tiêu muốn làm sư phụ nàng. Ngươi! Ngươi! Viện trưởng, ngươi nghe một chút nàng lời gì? Loại này đau đầu, trâu mổ khiến cho không được huống hồ nàng hôm nay giết hại đồng môn như thế ác độc Sao phối nhập quốc học đứng phía sau thiên chi kiều nữ nhóm nơi nào còn có ngày xưa phong quan nơi nào còn có mới đứng tại đỉnh mây giận mắng ngôn tuệ tuệ cao ngạo bộ dáng này sẽ từng cái một mép đều sưng thành lạp xưởng nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện không phân nguyên do chửi độc nàng đều bị đâm nát miệng hôm nay như viện trưởng không thể cho cái bàn giao việc này liền không thể thiện Ta chờ đến nhập học, cũng không phải đến bị đánh. Tiểu quận chúa nước mắt trưng trưng, từ sinh ra tới liền không ăn như thế to con thua thiệt. Khó trách Kiều Kiều nói nàng tâm tư nhiều. Thật sự là thật to gan, ta chờ muốn phụ vương đến nói rõ. Tấn vương tiểu nhi tử mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Thật sự là ác độc, cũng cho ngươi muội muội biết được ngươi muốn nhập học. Hôm nay trước kia cố ý đến lớp học dặn dò mọi người, không tính toán với ngươi, lại không muốn ngươi như thế ác độc thật sự là lạnh kiều kiều một mảnh tâm. Viện trưởng tay vừa nhất, các học sinh liền trầm mặt im miệng. Ngôn cô nương, ngươi có cái gì nói? Vì sao giống bọn hắn dội phân? Vì sao muốn đem bọn hắn nhốt tại trong phòng? Tuệ tuệ nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Rõ ràng là chính bọn hắn muốn ta dội. Tiểu gia hỏa thanh âm ủy ủy khuất khuất. Không có khả năng. Ngươi nói bậy, ngươi còn nói láo. Châu phu tử lập tức giận dữ mắng mỏ sau lưng học sinh cũng cực kỳ kích động, từng cái tràn đầy căm hận nhìn xem nàng. Rõ ràng là ngươi nói, các nàng đều là đại việt nụ hoa, mà ta là đại việt con rệp. Nụ hoa cần ông mật thụ phấn, cần lớn phân tưới tiêu, nơi nào sai rồi. Nơi nào sai rồi. Nói toạc lớn trời tuệ tuệ đều không sai. Tuệ tuệ lẽ thẳng khí hùng nói rõ nguyên do, tất cả mọi người trầm mặt. Ta rõ ràng là hảo tâm tưới tiêu bọn hắn, ta nơi nào sai rồi. Tiểu cô nương hừ một tiếng, nhét lên miệng. Châu phu tử tức giận đến trước mắt từng đợt choáng váng. Đây chính là ngươi tự mình nói. Viện trưởng lông mày có chút trung lên, châu phu tử ánh mắt lấp lóe, học sinh còn chưa đưa tin liền mắng là con rệp, không có xen lẫn tư nhân cảm xúc, viện trưởng đều không tin. Viện trưởng, nhà đầu này cưỡng từ đoạt lý, không phải nàng tính như vậy. Châu phu tử nhìn xem viện trưởng nói. Viện trưởng, ta muốn mời cha đến thư viện. Tấn vương nhà tiểu công tử phó vô lân đỏ hồng mắt nói tiểu quận chúa hít hít sưng đỏ miệng nói, ta muốn mời mẫu thân. Viện trưởng nhức đầu, đám hài tử này cha mẹ, gần như bao dung toàn bộ kinh thành thượng tầng, mời đi theo tương đương với nửa cái triều đình. Mà đối phương, vẫn là cái 4 tuổi rưỡi hài tử. Nàng mới vừa vào học, trước kia sinh hoạt tại nông thôn, chưa từng vỡ lòng, không hiểu chuyện là bình thường. Mà các ngươi khiêu khích trước đây, tổng không tốt lấy gia thế kinh người A. Viện trưởng nơi nào không biết đâu, đây là đều hiểu đứa nhỏ này không được hầu phủ yêu thích, Muốn hầu phủ từ bỏ nàng đâu? Viện trưởng, chúng ta tại thư viện bị thương, cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ quên đi thôi. Ít nhất phải thông báo gia trưởng a, ta ngược lại muốn xem xem, thừa ân hầu phủ có dám hay không hộ ngươi. Nhà quê thật sự cho rằng bay lên đầu cành liền có thể biến phượng hoàng. Viện trưởng mắt nhìn ngôn tuệ tuệ, một bộ trung thực dáng vẻ, cũng không biết làm thế nào ra loại sự tình này. Có lẽ, thật coi là cần tưới tiêu. Không thể không nói ngôn tuệ tuệ khuôn mặt rất có lừa gạt tính. Tuổi còn nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, đơn thuần vô tri. Thôi, mời các phủ gia trưởng đi. Viện trưởng trong lòng triểu nặng, thấy nha đầu kia đáng thương, liền cho nàng chuyển cái ghế đẩu ngồi. Vốn là sinh nhỏ, ngồi xuống, còn không có đám người chân cao. Đối diện quần tình xúc động, thẳng mắng ác độc. Nhưng mắng lấy mắng lấy, nhìn thấy kia thấp thấp bé tiểu nhân một đoàn cùng con mèo giống như lẻ loi trơ trọi ngồi tại nơi hẻo lánh, lại cảm giác trong lòng mình rất không thích hợp. Phụ trợ mình cùng cái nhân vật phản diện giống như. Không bao lâu, liền ngừng miệng. Tiểu gia hỏa, cần phải giúp ngươi thông báo thừa ân hầu phủ. Viện trưởng hảo tâm hỏi một câu, đám người kia vừa đến, cũng không phải đem tiểu gia hỏa xé. Chỉ cầu thừa ân hầu phủ ra sức một chút, có thể tạm thời hộ tiểu gia hỏa này mấy phần. Tuệ tuệ lắc đầu. Thị nữ của ta chờ ở cửa, để nàng cầm ngọc bội đi tìm người, liền nói ta ở trường học đánh nhau, muốn mời gia trưởng. Tuệ tuệ một mặt ủy khuất ba ba, một mặt vô cùng đáng thương, một mặt nói nghiêm túc. Viện trưởng nhìn đều có chút đau lòng. Chương 187, chỗ dựa đến. Vỡ lòng bang, nhỏ tuổi nhất hài tử, đều có 6 tuổi. Còn có cái nho nhỏ bang, 3 tuổi nhập học. Rõ ràng nàng có thể đi nho nhỏ bang. Nhưng ngôn kiều kiều cầu tình, đưa nàng đưa vào vỡ lòng bang. Vẫn là toàn kinh thành quyền thế rộng nhất cái kia bang người bình thường thấy cái này ban đều phải đi vòng, huống chi còn là từ nông thôn trở về ngôn tuệ tuệ. Ta ngược lại muốn xem xem, thừa ân hầu phủ có bao nhiêu gan to. Tiểu quận chúa tê tê gương mặt quất thẳng tới, quá đau. Nàng cổ động toàn lớp bài xích ngôn tuệ tuệ, lại không muốn thứ nhất cầm, liền thu quần đều rơi. Quá mất mặt. Hôm nay, nàng nhất định phải lấy lại danh dự không thể. Đang nói, đột truyền đến tiếng đập cửa. Đối xử mọi người tiến đến, tuệ tuệ lại là con ngươi khẽ hít một cái trước mặt tiểu cô nương cùng châu tròn ngọc sáng không dính dáng càng đừng đề cập cùng mình tương tự tiểu tuệ tuệ khỏe mạnh cùng cái con nghé con ngôn kiều kiều lại là gầy gò nho nhỏ gương mặt đều có mấy phần bén nhọn nhưng nàng quanh thân xuyên y phục rất là cổ xưa ngược lại có mấy phần chỗ huyền diệu ngôn kiều kiều chỉ cùng tuệ tuệ liếc nhau một cái liền lập tức rủ xuống con ngươi ngôn kiều kiều gắt gao nắm bắt góc áo trái tim gần như sắp muốn nhảy ra lồng ngực Nhẹ cắn môi dưới, cắt cao kềm chế trong lòng khủng hoảng. Ngôn tuệ tuệ cái nhìn kia, đối nàng có loại thiên nhiên áp chế. Đối diện đám người lại là lên cơn giận dữ. Nàng vậy mà ngay trước mặt mọi người, liền khi dễ kiều kiều. Quả nhiên là không có giáo tốt, trở về liền nghĩ tranh đoạt kiều kiều cưng chiều. Ta cho ngươi biết, ngươi dẹp ý niệm này đi. Kiều kiều thế nhưng là thần nữ, là thiên chi kiều nữ. Trời cao cũng phù hộ nàng. Kiều kiều đối ngươi tốt như vậy còn cố ý năng nỉ viện trưởng thu ngươi nhập học, ngươi lại như thế đối kiều kiều. Kiều kiều gặp một lần ngươi, liền co rúng lại sợ hãi, ngươi đối nàng làm cái gì? Tiểu quận chúa cùng tấn vương chi tử phó vô lân tức giận đến dậm chân. Tuệ tuệ chỉ ngậm lấy mấy phần mỉa mai nhìn về phía ngôn kiều kiều. Thật có ý tứ đâu? Cái này nhưng có ý tứ nha. Ta có thế đối nàng làm cái gì? Nhất định phải nói, mới là hai ta lần thứ nhất gặp, ta liền nhìn nàng một cái. Tuệ tuệ vô tội chỉ chỉ chính mình. Chẳng lẽ ánh mắt của ta tổn thương nàng rồi. Ngôn Kiều Kiều bệnh một thời gian, bây giờ gầy kinh người, khuôn mặt nhỏ có chút trắng. Tỷ tỷ, Kiều Kiều biết ngươi oán hận ta ở nhà hưởng phúc. Nhưng Kiều Kiều. Kiều Kiều nếu là biết được tỷ tỷ bên ngoài chịu khổ, Kiều Kiều hận không thể cùng tỷ tỷ đổi. Kiều Kiều biết, ngươi oán hận ta địa vị siêu nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, Kiều Kiều nguyện ý tặng cho ngươi ngôn kiều kiều cẩn thận từng ly từng tí hướng đi ngôn tuệ tuệ nhưng tuệ tuệ lại là ghét bỏ xoay người qua ngươi ngươi tiện nhân kia dám cho kiều kiều sắc mặt nhìn ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi bị người đánh cắp đi quan kiều kiều chuyện gì không biết cốt xấu đồ vật còn muốn kiều kiều địa vị chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh đoạt kiều kiều hết thảy các ngươi mặc dù ruột thịt cùng mẹ sinh ra nhưng các ngươi không giống thực chất bên trong liền không giống Ngôn Kiều Kiều vội vội vàng vàng nói, cầu mọi người không muốn như thế chửi bới tỷ tỷ, tỷ tỷ mới tới kinh thành, cùng nàng đã từng sinh hoạt cách xa nhau vạn dặm, tỷ tỷ chỉ là không quen. Tỷ tỷ làm sai, Kiều Kiều nguyện ý thay nàng bị phạt. Chỉ cầu mọi người đừng trừng phạt tỷ tỷ, tỷ tỷ cái gì cũng đều không hiểu. Ngôn Kiều Kiều hiếm thấy lộ ra mấy phần khẩn cầu. Càng phát ra tức giận đến đám người kia nổi giận. Một màn này sấn Ngôn Tuệ Tuệ càng phát ra không biết tốt xấu. Ngôn Kiều Kiều lại chuyển hướng Ngôn Tuệ Tuệ, "Tỷ tỷ, mẫu thân thân thể không tốt, ngươi không muốn khí mẫu thân có được hay không? Đợi chút nữa mẫu thân đến, ngươi thật tốt nhận cái sai, nương sẽ giúp ngươi." Hết thảy trách phạt, Kiều Kiều cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Tuệ Tuệ lại là cười nhẹ nhìn về phía nàng, "Ai nói ta sai rồi? Ngươi một là không phân nguyên do, liền nói ta sai, đúng thật là vì ta suy nghĩ. Người bình thường, chẳng lẽ không phải sợ mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ, thụ ủy quốc sao?" ruột thịt cùng mẹ sinh ra bốn chữ, tuệ tuệ cắn có chút nặng. Ngôn kiều kiều lại là nhìn chầm chầm nàng. Lập tức nhếch môi, có chút cúi đầu. Nhẹ nhàng hít mũi một cái. Về phần cái gì tỉ tỉ, ngươi cũng đừng hô. Cách ứng ai đây? Ngươi cũng xứng làm muội muội ta. Tuệ tuệ nhịn không được lộ ra một tia ghét bỏ. Lần này, thoáng chốc chọc giận đám người. Tiểu quận chúa lập tức kêu gào liền muốn tiến lên đánh nàng. Phó vô lân càng là khí đỏ hai mắt. Ban này, đám người này, gần như đều là ngôn kiều kiều trung thực tín đồ. Có thể nghĩ, ngôn tuệ tuệ tiếng ban này, tựa như cừu non tiếng đàn sói. Mặc dù, cái này cừu non cũng không ra thế nào thuần lương chính là. Đại khái vẫn là mang gai độc nhi. Ngôn kiều kiều con mắt đỏ lên, không hề nói gì, chỉ bôi nước mắt quay đầu liền chạy. Đám người đối ngôn tuệ tuệ oán độc cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Thật sự cho rằng Thừa Ân hầu phủ bắt ngươi coi là gì đâu? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, Thừa Ân hầu phủ làm sao từ bỏ ngươi. Tiểu quận chúa gắt cao trừng mắt ngôn tuệ tuệ. Kiều Kiều là thần nữ, ngươi khả tạo đại nghiệp. Bịch. Đại môn bỗng nhiên bị người một chân đá nát. Viện trưởng nhíu chặt mày lên, đến đến, phiền phức đến. Quả nhiên. Người còn chưa nhập môn, thanh âm liền mắng lên. Đến cùng nơi nào đến nghiệt chướng cũng dám tổn thương bản cung nữ nhi. Mặt cao quý mặt mũi tràn đầy uy nghiêm cung trang nữ tử tiến vào trong phòng, mọi người đều là đối với nàng hành lễ. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn sang, lông mày liền hung hăng ép xuống. Toàn bộ vỡ lòng bang, tất cả đều sưng mặt. Không có một khối thịt ngon. Đồ chết tiệt, ai làm? Nhanh truyền thái y. Trưởng công chúa nổi giận, viện trưởng thẳng lau mồ hôi. Hồi trưởng công chúa, đã truyền thái y, thái y rất nhanh liền tới. Thật sự là tốt, quốc học viện thật đúng là tốt, ẩu đã hoàn thân quốc thích, loại người này viện trưởng chẳng lẽ còn muốn bao che nàng sao? Trường công sự phẫn nộ của chúa còn chưa phát tiết, tấn vương phi cũng trầm mặt mà tới. Bị cái bốn tuổi nữ đồng khi dễ khóc, ngươi ngược lại là có mặt. Phó vô lân nhếch miệng, hít mũi một cái, nhưng không dám khóc thành tiếng. Quá mất mặt. Thừa ân hầu phủ ngược lại là cũng có gan, ẩu đã toàn lớp học sinh, làm sao? Hôm nay bọn hắn còn dám tới chỗ dựa sao? Lời này mới ra, đám người quỳ xuống hơn phân nữa. Hôm nay thừa ân hầu phủ nếu không cho cái thuyết pháp, vậy liền để nha đầu này quỳ trên mặt đất cho tất cả mọi người dập đầu nhận lầm. Lại từ phiến 20 cái bàn tay, cái này sự tình coi như qua. Viện trưởng thấy nha đầu kia vô cùng đáng thương, vội vàng nói, không đến mức, đôi bên đều từng có sai. Có sai. Bọn hắn nơi nào có sai. Nàng vốn là nhà quê. Vốn là thô tục. Từ nhất càng cổi tú sơn huyện mà đến, vốn là con rẹp nơi nào có sai. Bực này người, như thế nào phối cùng toàn đại việc ưu tú nhất hài tử cùng nhau học tập. Tấn Vương Phi thản nhiên nói, ngữ khí tràn đầy hờ hững. Trong phòng chậm rãi ngồi đầy người, cổng phu tử vụng trộm hít một hơi, đây cơ hồ đến hơn phân nửa cái triều đình. Trên triều đình thần tử các phu nhân, đều được mời tới. Đối diện tiểu nha đầu, nguy rồi. Ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ai dám đến cho ngươi chỗ dựa. Thừa ân hầu phủ chỉ nhìn nàng có dám tới hay không. Trưởng công chúa nâng chén trà lên, hai đầu lông mày tràn đầy lãnh ý. Hôm nay ai đến, bản cung đều muốn nàng quỳ ra ngoài. Trưởng công chúa bỗng nhiên đem chén trà rơi xuống. Trong phòng yên tĩnh một mảnh. Các nàng phần lớn, đều từng bị ngôn kiều kiều chúc phúc. Tuệ tuệ chấp chấp con ngươi, a, à, kia để hắn nhiều quỳ mấy cái nha. Coi như phó cửu tiêu, cho các ngươi chúc mừng năm mới nha. Chương 188, Hoàng đế là nhà nàng dài nương. Nhi tử không muốn cùng nàng tại một cái học đường. Thô tục như vậy vô lễ, ngẫm lại đều làm người buồn nôn. Phó vô lân nhíu mày, năm nay hắn mới 7 tuổi, nhưng từ nhỏ nuôi ngang ngược càng rỡ, là trong kinh nổi danh tiểu bá vương. Khí tức của nàng, liền để người buồn nôn, trên thân nói không chừng có cái gì kỳ quái hương vị. Vỡ lòng ban hài tử đều là lộ ra một bộ không thích chán ghét mà vứt bỏ bộ dáng. Tuệ tuệ một người đứng cô đơn ở đối diện việc này không thể như thế thiện, đợi lát nữa nhất định phải người nhà nàng trả giá đắt. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Tuệ tuệ ngoan ngoãn xảo xảo ngồi tại trên ghế nhỏ. Đám kia quý phụ nhân đấy mắt hiện lên một vòng kinh thường. Thừa ân hầu phủ, sợ là mới sẽ không vì nàng, đắc tội nhiều như vậy triều thần mệnh phụ. Đã thừa ân hầu phủ không đến, vậy ngươi liền mình tay tác đi. Quỳ trên mặt đất trưởng. Đại trưởng công chúa thản nhiên nói, Tấn Vương phi nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Mệnh phụ nhóm liếc nhau, đều là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Nếu không, các ngươi cùng gia trưởng của ta nói đi. Hắn có thể thay Tuệ Tuệ làm chủ. Tuệ Tuệ chỉ chỉ ngoài cửa. "Nha, thừa ân hầu phủ người tới rồi." Tấn Vương phi hơi kinh ngạc. Tuệ Tuệ lắc lắc đầu, "Không phải hầu phủ. Là cha mẹ đem Tuệ Tuệ phó thác hắn, hắn nói, Tuệ Tuệ ở kinh thành xuyên phá lớn trời đều có thể cho Tuệ Tuệ bổ sung" Tuệ tuệ vẻ mặt thành thật. Các vị phu nhân nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi nhìn một cái đứa nhỏ này, giữa ban ngày nói cái gì mê sản. Tại nông thôn chưa thấy qua đại nhân vật gì, chỉ cho là cái gì tiểu quan nhà nghèo đều ghê gớm đâu. Tại nông thôn, có thế phó thác đại nhân vật gì? Một chút hạt vừng tiểu quan liền thích tại thị trấn nhỏ nơi biên giới khoác lác, lắc lư những cái kia không kiến thức nông dân. Vậy liền để ngươi vị kia bổ thiên, tiến đến nhìn một cái. Đám người còn nhiều mỉm cười thừa ân hầu phủ là ngôn kiều kiều phủ đệ, các nàng đến cùng có chút lo lắng. Nhưng đối phương gia trưởng một người khác hoàn toàn, cũng đừng trách các nàng không khách khí. Đã hắn có thế thay ngươi phụ trách, vậy các ngươi vừa vặn cùng nhau bị phạt. Không thiếu được phải quỳ mấy cái. Mấy canh giờ còn chưa nói xong, một vòng vàng sáng đột từ ngoài cửa xuất hiện. Phong trần mệt mỏi tuổi trẻ hoàng đế liền long bào đều không đổi, cái trán còn mang theo một tia mỏng mồ hôi, ánh mắt có chút khẩn trương thẳng đến nhìn thấy một vị nào đó thấp lè tè ngồi tại trên ghế nhỏ, mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ. Đại trưởng công chúa bỗng nhiên đứng người lên, trong tay chén trà nhoáng một cái, nước trà tràn ra, ẩm ướt một mảnh mép váy. Tân đế đột nhiên đến quốc học viện, đám người nhao nhao đứng dậy. Trên mặt còn có mấy phần kinh hoảng. Tân đế thủ đoạn cường ngạnh, lại có binh quyền nơi tay, đăng cơ sau ai mặt mũi cũng không cho, bãi miễn một đám người. Bây giờ người người phạm sợ hãi nam nhân của các nàng nhóm, đừng nhìn ở nhà kinh thành Quang vinh xinh đẹp, nhưng trên triều đình mỗi ngày bị bệ hạ răng dậy đầu cũng không dám ngẩng lên. Bây giờ đột nhiên thấy bệ. Hạ, mệnh phụ nhóm đều là trong lòng giật mình. Mọi người đều là quỳ xuống đất thỉnh an. Viện trưởng giật mình trong lòng, làm sao đem tân đế dẫn tới. Viện trưởng trong lòng đắng chắc vạn phần, chẳng lẽ là hôm nay cả triều văn võ đám tiểu tể tử bị đánh, truyền bệ hạ lỗ tai rồi. Nghe nói, hôm nay thư viện có quần ẩu sự kiện hoàng đế nhàn nhạt hỏi. Đi theo phía sau chạy chậm mà đến vương công công, vương công công thở không ngừng, mệt đầu đầy mồ hôi. Trong lòng mọi người lột bột một tiếng, chuyện này làm sao lập tức truyền bệ hạ trong tay đi. Tuy nói lớp này bên trên cơ hồ đều là trong triều yếu viên con cái, nhưng bệ hạ người này tính tình đạm mặt lại tàn nhẫn, lại hỉ nộ không chừng, triều thần thấy đều bỡ ngỡ, huống chi các nàng. Trưởng công chúa cười cười nói, nông dân lần thứ nhất vào kinh, không hiểu quy củ, va chạm bọn nhỏ, này sẽ chính phạt đây không phải đại sự gì bọn nhỏ bị thất thế đợi lát nữa liền nhà nàng dài một lên phạt chính là bực này thô bỉ người tổn thương triều thần chi tử nhất định là muốn để người nhà nàng cùng nhau bị phạt bệ hạ quốc sự vất vả nơi nào cần bệ hạ chạy chuyến này trưởng công chúa vừa cười vừa nói nàng tuy là tân đế tiểu cô cô nhưng nàng cũng không dám tại tiểu hoàng đế trước mặt banh ra đến cùng là ai như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa kinh động bệ hạ trưởng công chúa tràn đầy nghiêm khắc nhìn lướt qua bốn phía mới còn mắt cao hơn đầu tràn đầy ngạo nghễ các quý phụ giờ phút này đều cúi đầu một bộ trung thực bộ dáng bệ hạ đăng cơ ngày ấy có người bên đường giận mắng bệ hạ còn cầm nát trứng gà nện bệ hạ nói bệ hạ không bằng tấn vương tài đức sáng suốt không xứng là đế người kia là cái đứa trẻ lang thang không cha không mẹ không thân nhân nhưng ai biết khi sau một ngày hắn cửu tộc đều tìm trở về cửu tộc đều tại hoàng tuyền dưới đáy đoàn tụ. Giờ phút này trưởng công chúa nghiêm nghị quát lớn, tất cả mọi người lưu tâm. Đến cùng là ai như vậy không có nhãn lực độc đáo nhi. Vậy mà đâm đến trước mặt bệ hạ, đáng sợ nhất chính là, bệ hạ thế mà đến rồi. Tiểu tuệ tuệ nhìn xem đầy phòng đứng các phu nhân, nàng ngồi tại trên ghế nhỏ càng phát ra nho nhỏ một đoàn. Viện trưởng quả thực nhất đầu, chẳng qua nhập học một cái tiểu gia hỏa, trêu đến hôm nay thần tiên đánh nhau. Ai, đáng tiếc đứa nhỏ này sợ là chết chắc nhìn một cái đều dọa sợ bệ hạ tới nàng thế mà ngồi tại trên ghế nhỏ không nhúc nhích không nàng đồng tiểu gia hỏa giơ lên tay nhỏ nhưng ai đều nhìn không thấy nàng là ta nha tiểu cô nương nải thanh nải ký nói tình cảnh thoáng chốc yên tĩnh là ta đem hắn gọi tới nha là các ngươi nói muốn mời gia trưởng a tuệ tuệ ủy ủy khuất khuất nói đúng các ngươi nói muốn tay tắt hắn còn muốn phạt quỳ, đều phạt hắn tốt. Cha ta cùng mẫu thân nói, tuệ tuệ ở kinh thành tất cả sự vật đều từ hắn phụ trách. Tuệ tuệ tay nhỏ một chỉ, thẳng tắp chỉ hướng bệ hạ. T. Không biết ai đổ hít một hơi. Có mấy cái phu nhân nhát gan, đã viện mép bàn đứng không vững. Đại trưởng công chúa giờ khắc này, không thua gì trải qua một trận địa chấn. Nàng, nàng làm sao lại nhận biết bệ hạ? Nàng vậy mà mời gia trưởng là bệ hạ trưởng công chúa thân thể nhoán một cái. Trơ mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hoàng đế, từng bước một đi đến kia tiểu mập mạp trước mặt. Ngồi sổng người xuống. Nhíu mày. Trưởng công chúa trong lòng vui mừng, mới nàng nhắm thẳng vào bệ hạ, đây chính là đại bất kính chi tội. Mà lại nàng thế mà ngay trước bệ hạ mặt ngồi. Dựa theo bệ hạ tính tình, chỉ sợ cửu tộc đều phải chém. Ngồi như thế thấp cứng như vậy ghẻ lạnh, có mệt hay không? Có lạnh hay không? hoàng đế thanh âm chưa bao giờ có nhu hòa. Trưởng công chúa trước mắt biến đen. Bệ hạ nàng. Đây là nhà ta tiểu cô nương, nghe nói nhà ta tiểu cô nương bị quần ẩu, bị thất thế, trẫm đến thay nàng nhìn xem. Hoàng đế ngữ khí cưng chiều, dắt ngôn tuệ tuệ, thẳng tách phóng qua đám người, đi hướng địa vị cao nhất. Phó vô cương cùng tiểu quận chúa chờ một đám con cháu thế gia, trong mắt cũng sẽ không chuyển. Bọn hắn cực kỳ sợ hãi hoàng đế bệ hạ, thế mà tự mình ôm lấy nàng ngồi lên cái ghế. Khi sữa bé con, còn hướng lấy bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng bóng răng cùng lợi thịt. Lập tức, quốc học viện bên trong liền xuất hiện khiến người ngạc nhiên một màn. Ngôn Tuệ Tuệ ngồi tại chủ vị, hoàng đế đứng tại nàng bên cạnh thân. Trong lòng mọi người thật lạnh thật lạnh, hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nhỏ sữa bé con ngồi, hoàng đế đứng, ai mà tin a? À? Ai mà tin a? À? Chương 189, Hoàng đế tiểu tổ tông hoàng đế đứng tại nàng bên cạnh thân. Một đám mệnh phụ nhóm cuối thấp đầu thành thành thật thật đứng tại dưới nhất thủ. Thảm nhất vẫn là đám kia mặt mũi bầm dập học sinh, vốn cho rằng đến chỗ dựa, ai biết chỗ dựa này sẽ bắt chân đều rung đâu. Các nàng còn len lén quay người hung tợn trừng chính mình. Đám kia hài tử cũng đầy mặt quỷ khuất. Các nàng, cũng không có nghĩ đến nông thôn đến ngôn tuệ tuệ, thế mà cùng bệ hạ là quen biết của A. Ô ô ô ô. ô. Nói toạc lớn trời cũng không ai tin A cùng cái 4 năm tuổi bé con đánh cuộc chiến này, mời gia trưởng, thế mà mời đến khắp thiên hạ lớn nhất đại gia trưởng. Một cái không vui, liền có thể chém các nàng cửu tộc loại kia. Bọn hắn lão cha lão tổ cha, thấy cái này đại gia trưởng đều đến rung lẩy bẩy. Hôm nay coi như còn sống ra ngoài, sợ là cũng phải nam nữ hỗn hợp đánh kép. Khắp thiên hạ đều đang tìm bệ hạ uy hiếp, tìm bệ hạ tử huyệt, cốt định bợ bệ hạ chân thúi. Như thế rất tốt. Bọn hắn đem bệ hạ uy hiếp cho đánh cũng thật là lợi hại, một đám người, quần ẩu một cái nhỏ nhất bé con. Thật đúng là trẫm tốt con dân A, các vị đại nhân quả nhiên giáo dưỡng con cái có một bộ A. Hoàng đế thản nhiên nói. Trong lòng mọi người trầm xuống. Bệ hạ, ngày mù sao. Nàng đơn đấu toàn lớp, nhưng mặt mũi bầm dập chính là bọn hắn A. Bệ hạ. Kỳ thật. Thua chính là chúng ta. Tiểu quận chúa lắp bắp muốn đáp lời, nào biết trưởng công chúa lại là bỗng nhiên quay đầu khoét nàng liếc mắt dọa đến nàng một cái giật mình liền ngừng miệng trưởng công chúa không sợ trời không sợ đất liền sợ cái này mới đăng cơ tuổi trẻ hoàng đế chỉ là nghe thấy thanh âm của hắn đều e ngại vô cùng lúc trước nàng làm trời làm làm không khí còn tại trưởng công chúa phủ nuôi trai lơ tiên hoàng biết được về sau cũng chỉ chửi ầm lên tiên hoàng liền nàng một người muội muội khó thở cũng không dám đem nàng thế nào nhưng tân đế quốc luật quy định hoàng đế chính là thiên hạ chi chủ chỉ cần giữ đạo hiếu hai bảy ngày liền có thể ra hiếu kỳ ngày đó tân đế vừa ra hiếu kỳ nàng thấy hoàng đế còn chưa có nửa cái phi tần nàng cho tân đế đưa cái xinh xắn mỹ nhân trực tiếp đưa đến tân đế long sàng tân đế tại chỗ bắt kia ý đồ thông đồng hắn còn ý đồ cho hắn hạ dược cung nhân đem nó y phục đào sạch sẽ toàn thân tóc lông mi lông mày hết thảy mang lông cạo sạch sẽ để nàng một bước vừa bò lấy ra hoàng cung người còn sống nhưng trải qua một trận so lăng trì còn thảm hình phạt huy mờ dọa đến đầy kinh đối tân đế có ý tưởng thế gia nữ nhao nhao trong lòng phát lạnh tân đế còn tìm mười đại hán mỗi ngày cho đại hán rót một lần thuốc đem trưởng công chúa nhốt tại trong phòng ba ngày ba đêm không mở cửa từ đó về sau tân đế liền nói thẳng phải vì tiên hoàng giữ đạo hiếu ba năm cả triều văn võ cũng không dám lên tiếng quá ác quá ác thật mẹ nó quá ác lại hung ác lại độc ác. Nhưng như thế một cái để người nghe mà biến sắc nhỏ bạo quân, vậy mà cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy ngôn tuệ tuệ tay, từng tất từng tất mới xem xét thương thế. Người tay như thế đỏ lên, bọn hắn dùng cái gì đã thương ngươi. Hoàng đế đáy mắt hiện lên một vòng bạo ngược. Tuệ tuệ nghĩ nghĩ, đại khái là gương mặt của bọn hắn đi. Bọn hắn dùng gương mặt dán dán bàn tay của ta. Bọn hắn giữ cửa sông nát thời điểm, tuệ tuệ vung mấy cái vào đầu miệng tiện bàn tay tay đều đánh đỏ. Dưới đáy mấy cái công tử ca nhi quốc ức thẳng cắn răng. Lại cứ, lúc này còn không dám phản bác, còn phải cười gật đầu. Vậy ngươi môi làm sao có tổn thương? Đều rách da. Hoàng đế hốc mắt ẩn ẩn đỏ lên. Tuệ tuệ sờ sờ mồm mép, nghĩ nghĩ giật mình nói, a kinh thành chân gà kho tốt, ăn nhiều, cắn nát môi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, nương, giờ khắc này vạn phần chờ đợi, nàng ngàn vạn không bị tổn thương. Hoàng đế cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn một đường băng băng mà tới, rất sợ tuệ tuệ bị khinh bỉ. Viện trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nhìn thật sâu mắt ngôn tuệ tuệ. Xong con bê. Hắn nhìn lầm. Cái này thành thật nhất nhu thuận đáng yêu, mới là lớn nhất vương nổ. Hoàng đế còn phải cho nàng xuyên theo hoa dày. Cô nương nhà ta đến cùng nơi nào sai. Muốn để các ngươi toàn lớp cô lập nàng, xa lánh nàng, nhằm vào nàng. Các ngươi còn muốn liền trẫm cùng một chỗ phạt hoàng đế quay người lại. Lạch cạch lạch cạch. Quỳ một phòng. Mới còn kêu gào lấy muốn để ngôn tuệ tuệ đẹp mắt các quý phụ, giờ phút này khóc ròng ròng. Bệ hạ minh giám, việc này. Trưởng công chúa sắc trục lại. Việc này là bọn này con non ý thế hiếp người, nên phạt liền phạt, nên đánh liền đánh, tuyệt không thể để bọn hắn dưỡng thành như thế tính tình. Còn mời bệ hạ. Trách phạt. Trưởng công chúa nước mắt ào ào đều muốn ra tới. Bọn này ngu xuẩn, đá người đá vào tấm sắt bên trên. Toàn lớp người vây đánh một cái cũng không đánh thắng. Sau lưng đám kia học sinh như cha mẹ chết, xong, báo thù rửa hận không thành, còn muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đổ tám đời hỏng bét. Viện trưởng đứng tại một bên, một câu đều không nói. Hắn nơi nào nghĩ đến, đảo ngược đến nhanh như vậy. Bọn này nhị thế tổ, thế mà ngã cái ngã nhào. Đi dưới mái hiên quỳ, một bên tay tác một bên nhận lầm các ngươi tại Đại Việt học phủ cao nhất, giáo sư các ngươi, là toàn Đại Việt ưu tú nhất phu tử. Tiếp nhận, là toàn Đại Việt ưu việt nhất tài nguyên. Đúng là nuôi ra các ngươi bực này không phải là không phân, tùy ý làm bậy tính tình. Chỉ dựa vào lời đồn, liền cô lập bắt nạt một đứa bé, như thế hành vi, mặc kệ đối phương có phải là tuệ tuệ, phó cửu tiêu cũng sẽ không khinh xuất tha thứ. Những người này tương lai nếu là đi đến triều đình, liền sẽ là thiên hạ bất hạnh. Hôm nay liền nhỏ thi trừng trị nếu có lần sau trẫm nhất định trọng phạt tính cả các ngươi trưởng bối cùng nhau đến cung nội huấn luyện hoàng đế giận dữ đám người hai cổ rung động rung động đám người vẻ mặt cầu xin rời khỏi đại môn tại dưới hiên quỳ tiếng bạc tai không dứt bên tai tuệ tuệ ngáp một cái hoàng đế lông mày rung lên để bọn hắn cút xa một chút phiến nhao nhao tuệ tuệ mệnh phụ nhóm trì trệ tiểu thái dám lập tức đi truyền lời xả chết a à. Mệnh phụ nhóm tức giận tới mức cắn răng, thừa ân hầu phủ còn nói nha đầu kia đến từ hương giả, không quản thúc giáo, không có chút nào bối cảnh. Ha! Khá lắm không có chút nào bối cảnh. Hoàng đế đứng, nàng ngồi. Nàng buồn ngủ, hoàng đế liên phun hắc xì đều nén trở về. Còn chưa dùng bữa A. À. Nếm thử trẫm tự mình xuống bếp làm cho ngươi gà ăn mày. Nhân lúc còn nóng mới tốt ăn. Hoàng đế xé cái đùi gà đưa cho ngáp liên thiên tuệ tuệ, vừa nghe mùi thơm, tiểu cô nương lập tức thanh tĩnh. Dừng một chút, nghiêm túc đem đùi gà đẩy lên phó cửu tiêu bên miệng. Cửu tiêu ca ca ăn trước. Tiểu gia hỏa cực kỳ kiên định, một hơi không ăn. Phó cửu tiêu sững sờ, lập tức trong lòng có chút cảm động, khóc mắt đều có chút phát nhiệt. Tuệ tuệ lớn lên, cũng biết đau lòng ca ca. Phó cửu tiêu tràn đầy vui mừng, không có ủng phí đau nha đầu. Này! Phó cửu tiêu ăn hai ngụm. Một hồi lâu, Tuệ tuệ mới giật xuống một cái lớn cánh. Ta tại nông thôn nghe kịch nam, nói là hoàng đế thường xuyên bị người ám sát, bị người hạ độc, muốn giết hắn rất nhiều người. Còn tốt ngươi cái này gà ăn mày không có độc đâu. Ngươi ăn cũng chưa chết. Hoàng đế toàn thân cứng đờ, vui mừng nước mắt đều rụt trở về. Đám người nhao nhao cúi đầu, một bộ không nghe thấy ta biết dáng vẻ. Cái này đến cùng là nơi nào đến tiểu tổ tông, hoàng đế đều phải cho nàng thử độc. Chương 190 đáng thương đại sư Điệt A. Buổi chiều tan học. Ngôn tuệ tuệ trực tiếp không có về thừa ân hầu phủ, phó cửu tiêu trực tiếp đem nó mang về hoàng cung. Ngày hôm nay làm sao có thịt? Tuệ tuệ nhìn xem đầy bàn ngự thiện, con mắt lóe sáng tinh tinh. Vương công công yên lặng nhìn trời, thật sâu thở dài. Buổi sáng cùng đi. Trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hoàng đế bệ hạ liền hô choáng đầu, toàn thân bất lực. Sắc mặt còn có chút tái nhợt. Vương Công Công vội vàng gọi Thái Y đến đây mời mạch, Thái Y mấy lần chẩn bệnh, suy đoán đại khái là bệ hạ ăn làm quá lâu, ảnh hưởng thể chất. Thái Y thử một đám người quỳ trên mặt đất cầu bệ hạ ăn mặn. Hoàng đế lúc này mới cố mà làm tiếp nhận. Giờ phút này thấy hoàng đế môi hồng răng trắng bộ dáng, Vương Công Công nơi nào không hiểu đâu. Bệ hạ giữ đạo hiếu ba năm, đơn giản chính là không nghĩ triều thần về sau cung nhét người. Bây giờ nghĩ thoáng ăn mặn, đơn giản là người nào đó ghét bỏ trong cung ăn một mạc không chịu tiến cung. Tuệ tuệ một trận này ăn cực kỳ tận hứng. Hoàng cung ngự thiện quả nhiên danh bất hư truyền, a à, ta rất muốn nhận cái đầu bếp làm cha. Tuệ tuệ suốt đời tâm nguyện, chính là nhận người làm cha đầu bếp. Hoàng đế dừng lại, mí mắt nhảy lên. Tẩm cung đã tại sửa chữa lại, qua đoạn thời gian liền có thể vào ở, đến lúc đó. Đến ở trong cung lấy được chứ. Phó cửu tiêu trơ mắt nhìn nàng. Trong cung có đường đường chính chính mãn hán toàn tịch. Ngươi mỗi ngày ăn đều ăn không ngán. Tuệ Tuệ lập tức gật đầu, sờ sờ tròn trị bụng, thống hận nói, vì cái gì không thể dài hai cái dạ dày. Một bên ăn quà vặt, một bên ăn ngự thiện. Tuệ Tuệ một đường đợi cho trời tối. Chạng vạng tối lúc, Vương Công công đột nhiên tiến ngự thư phòng. "Bệ hạ, lại bộ thượng thư cầu kiến." Vương Công công vụng trộm mắt nhìn ngôn Tuệ Tuệ, tiểu cô nương ghé vào hoàng đế trên long ỷ, cầm giấy bút tô tô vẽ vẽ. "Hoàng đế đâu?" chuyển cái cái ghế nhỏ ngồi tại bên cạnh nàng phó cửu tiêu mí mắt nhảy một cái lại bộ thượng thư lục các già thủ tịch đệ tử từ khi lục lão cáo lui về sau lại bộ thượng thư làm lục bộ đứng đầu liền một mực giám thị bệ hạ nói chuyện hành động thời thời khắc khắc tại giám sát hoàng đế liền giáng quan cũng không sánh bằng phải hắn tận tụy lục lão không thích phó cửu tiêu ngay tiếp theo đệ tử của hắn đối với hắn cũng cực kỳ bắt bẻ nhưng không thể không nói trên triều đình hắn mấy cái kia đệ tử năng lực mạnh, lại một lòng vì dân, đều là làm hiện thực. Phó cửu tiêu cũng chưa từng cùng bọn hắn phân cao thấp. Chỉ cần có thể vì dân mưu lợi, phó cửu tiêu đều có thể tiếp nhận. Tuyên. Phó cửu tiêu ngồi tại trên ghế nhỏ, thản nhiên nói. Tuyên lại bộ thượng thư ý kiến. Vương công công cao giọng hô. Ngoài cửa lập tức có nhỏ công nhân dẫn chu đại nhân tiến lên. Chu đại nhân một tấm vuông vứt mặt chữ quốc, xem xét chính là cực kỳ chính nghĩa lại người gàn bướng chính là loại kia cực kỳ giảng phép tắt người. Chỉ gặp hắn tiếng đại điện liền thẳng tắp quỳ gối trước điện cho hoàng đế đi lễ, tìm không ra mảy may sai lầm, một tí đều là tinh chuẩn. Chu đại nhân đêm khuya đến đây, chẳng lẽ là lại bộ có chuyện gì quan trọng? Hoàng đế lông mi khẽ nâng. Lại bộ thượng thư ánh mắt, lại là thẳng tắp rơi vào ngôn tuệ tuệ trên thân. Lại bộ thượng thư hít một hơi thật sâu, thấy bệ hạ liền long ỷ đều không có ngồi, vĩ quốc ba ba rụt lại đôi chân dài ngồi tại cái ghế nhỏ bên trên một mặt đau lòng nhất óc bệ hạ nghe nói bệ hạ hôm nay vì cái tiểu nhi đi náo quốc học viện còn bãi miễn kia phu tử náo phó cửu tiêu nhướng mày lấy lý phục người thôi kia phu tử không hỏi nguyên do liền dẫn lĩnh toàn lớp học sinh cô lập học sinh như thế hành vi há lại lão sư có thể làm không có chút nào sư đức trẫm đã đem hắn vĩnh cửu loại bỏ danh sách tất cả thư viện vĩnh viễn không thu nhận bệ hạ ngài là thiên hạ chi quân làm sao có thể tùy ý dung túng một đứa bé. Vậy mà công khai vì nàng, cho nàng chỗ dựa làm chủ. Đối phương vẫn là văn võ bá quan hài tử. Tố cáo đều bẩm báo vi thần danh nghĩa, thần làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bệ hạ phạm sai lầm. Bệ hạ, ngài lại còn để nàng ngồi lên long ỷ Nàng chẳng qua là thừa ân hầu phủ thất lạc bên ngoài hài tử, ngài nên đưa nàng trả lại cho thừa ân hầu phủ. Chu đại nhân trong mắt tràn đầy phẫn nộ văn võ bá quan đều cầu đến hắn danh nghĩa hắn thế tất yếu cho văn võ bá quan một câu trả lời thừa ân hầu phủ chẳng lẽ còn muốn nuôi không sống một đứa bé sao chu đại nhân đối thừa ân hầu tràn đầy ghét bỏ thừa ân hầu lão hầu gia là hắn nhị sư đệ mặc dù trời sinh nhưng thắng ở một lời báo quốc chi tâm mãnh liệt những năm này cũng làm cho hắn xem trọng mấy phần nhưng nhị sư đệ đối hậu viện quá mức dung túng tác phong làm việc kiêu căng lại xa hoa lãng phí hắn rất là không thích Tuệ tuệ từ chu đại nhân tiến đến bắt đầu, liền cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lại bộ thượng thư, nha, đây chính là nàng kia đại sư Điệt A. Trẫm sủng một đứa bé, còn cần các ngươi đồng ý. Chu đại nhân, các ngươi không khỏi quá đem mình coi ra gì. Trẫm kính ngươi là lão thần, lại vì nước vì dân, không có chút nào tư tâm. Trẫm hôm nay liền không truy cứu ngươi, nhưng tuệ tuệ sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Phó cửu tiêu nơi nào chịu đem tuệ tuệ trả lại thừa ân hầu phủ đều là một đám bất công đến thực chất bên trong trở về không được đem tuệ tuệ dày vào đến không có nhân dạng đây khục mặc dù nàng cũng chưa ăn qua thua thiệt bệ hạ ngài bây giờ đã là thiên hạ chi chủ như thế nào còn có thế tùy hứng nàng mới vào học liền tổn thương toàn lớp ngài dù sao cũng phải cho cái bàn giao bàn giao một đám người cô lập xa lánh giận mắng còn chưa nhập học hài tử cho cái gì bàn giao bàn giao bọn hắn cha mẹ không biết dạy con đem bọn hắn cùng nhau cách chức sao? Hài tử đều giáo không tốt, còn làm cái gì quan? Không bằng về nhà chăn heo. Phó cửu tiêu cũng tới hỏa khí, lại còn có mặt tìm lại bộ thượng thư. Chu đại nhân sắc mặt tối sầm. Chăn heo. Khi cả triều văn võ rảnh rỗi ra hơn phân nữa. Chu đại nhân đỏ mặt trả lời. Ăn không ngồi rồi, không cũng liền không. Phó cửu tiêu cũng không giống như tiên hoàng như vậy ôn hòa, đây cũng là lục lão không thích hắn duyên cớ gián quan đâm chết tại triều đình, ánh mắt hắn đều không mang nháy một chút. Bệ hạ, ngày hôm nay, ngài nếu không đem ngôn cô nương đưa ra ngoài, lão thần. Lão thần liền trong cung không đi. Lại bộ thượng thư không nói hai lời, thẳng tắp quỳ gối chính giữa. Đầy mặt nghiêm nghị. Đại Việt ba năm thiên tai, đã chịu không được một tia phiêu diêu. Ngôn cô nương sinh ở nông thôn, hành vi phóng túng, lần đầu vào kinh thành liền có thể đánh văn võ bá quan con cái kêu cha gọi mẹ, như bệ hạ lại tung lấy nàng, nàng tương lai sợ là muốn chọc ra họa lớn ngập trời. Ngôn cô nương thực sự nên chặt chẽ quản giáo. Nếu là lão thần trong phủ con cháu, lão thần định sẽ không như thế tung lấy nàng. Lại bộ thượng thư hận A, hận nhị sư đệ không cố gắng, liền trong phủ tôn nữ đều quản không tốt. Bệ hạ sủng nàng, thực sự quá mức. Lại bộ thượng thư giờ phút này ánh mắt nghiêm khắc nhìn lướt qua ngôn tuệ tuệ, trong mắt rất là bất mãn. Ngồi không ngồi tướng, đứng không đứng tướng, không có chút nào tôn ti bệ hạ đứng nàng ngồi quả nhiên như là các vị đại nhân lời nói bệ hạ quá mức dung túng kẻ này bệ hạ đã ngài lo lắng nàng về hầu phủ thụ khi dễ không bằng để nàng theo lão thần đi thượng thư phủ ở mấy ngày hắn nhất định phải thật tốt tách ra một tách ra cái này tính tình hắn nhất định có thể còn hoàng đế một cái nhu thuận hiểu chuyện ngôn cô nương tuệ tuệ lại là nhếch môi hướng phía hắn cười một mặt hiền lành chương 191, hiếu thuận nàng. Lại bộ thượng thư nghĩ rất chu toàn. Đứa nhỏ này đã không chịu về hầu phủ, ở hoàng cung kia nhất định là tại lý không hợp. Không bằng tới thượng thư phủ ở mấy ngày. Hắn trong phủ nhất là giảng phép tắc, con cái của hắn tôn nhi tôn nữ từng cái thấy hắn, đều cực kỳ phép tắc. Là toàn kinh nhất phép tắc người ta. Hắn không phải thật tốt cho nàng đem tính tình tách ra trở về. Bệ hạ chỉ cần không nhìn thấy, liền sẽ không đau lòng vì, trong âm thầm nếm chút khổ sở luôn có thể đổi lại đến phó cửu tiêu lông mày hung hăng đè ép lại bộ thượng thư phủ bên trên là có tiếng phép tắc nghiêm tuệ tuệ đi qua chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn hoàng đế đang muốn cự tuyệt liền cảm giác được có một đôi tay nhỏ kéo hắn một cái tay nhẹ nhàng lung lay cúi đầu xuống liền thấy tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hưng phấn ta hỏi một chút a à, ngươi trong phủ nhưng còn có cha mẹ song thân nàng nhìn xem lại bộ thượng thư Chu đại nhân không hiểu nhìn về phía nàng, vì thần năm nay 60, cha mẹ sớm đã đi về cõi tiên. Bây giờ trong phủ, ta chính là lão thái gia. A, à, ngươi không có trưởng bối a, à, kia. Nếu ngươi còn có trưởng bối nên như thế nào? Nghe nói ngươi còn có sư phụ, ngươi đợi sư phụ nên như thế nào? Tuệ tuệ ngầm đâm đâm mà hỏi. Chu đại nhân lập tức nghiêm túc, thiên địa quân thân sư, sư phụ như cha thân, tự nhiên nên lấy trưởng bối cung kính. Ngươi chỉ có cái sư phụ rồi chu đại nhân ngưng lông mày nghĩ nghĩ bây giờ tại thế trưởng bối chỉ còn sư phụ cùng tiểu sư thúc bệ hạ chính là thiên tử là quân xếp tại trước nhất đầu vậy liền không nói ta muốn đi nhà hắn tuệ tuệ tay một chỉ mặt mũi tràn đầy yêu thích chu đại nhân trong lòng cười lạnh nhìn ta trở về không hảo hảo trị ngươi cái này một thân tật xấu phó cửu tiêu trầm ngâm một lát nhìn thật sâu mắt lại bộ thượng thư hơi gật đầu sau nửa canh giờ lại bộ thượng thư đi ở phía trước tuệ tuệ nho nhỏ một người vung lấy chân đi theo hắn phía sau trở về nói cho phu nhân liền nói ta đem ngôn cô nương mời đến trong phủ ở mấy ngày để nàng đem cẩm nghê viện tử dọn dẹp một chút cẩm nghê là nàng lớn tôn nữ lại đem trong phủ giáo dưỡng ma ma mời đi qua chu đại nhân nghiêm túc thận trọng trong phủ phép tắc nghiêm hạ nhân không nói hai lời liền quay đầu về thượng thư phủ bên ngoài cửa cung chờ lấy không ít nghe ngóng tin tức nô bộc giờ phút này thấy chu đại nhân đúng là đem ngôn tuệ tuệ mang về phủ nhao nhao trong bụng nở hoa lần này cô gái nhỏ này phải bị thua thiệt đến mai cái sợ là muốn khóc đến đi học thượng thư phủ phép tắc nặng để người thở không nổi liền nhà ta chủ tử đi đều chịu không nổi nha đầu này nhất định là xong đời xem ra thượng thư đại nhân dự định tự mình giáo dưỡng nàng thừa ân hầu phủ mới tìm về đến nữ nhi không có giáo dục việc này đã mọc cánh giống như bay ra ngoài thừa ân hầu phủ càng là lên cơn giận dữ kiều kiều tân tân khổ khổ thay nàng cầu đến thư viện nàng đi vào ngày đầu tiên liền đánh người còn đánh cả triều văn võ dòng giỏi nàng là ngại thừa ân hầu phủ tước vị sẽ không rơi à cái này nghiệt chướng đều là ngôn gia nghiệt a à. lại còn làm phiền kiều kiều đi qua nhận lầm liên lụy kiều kiều cũng liền thôi còn trước mặt mọi người để kiều kiều khó xử ta liền biết kia là cái lòng tham nghiệt chướng ở bên ngoài nuôi tính tình lại có thể tốt hơn chỗ nào có thế nhưng bệ hạ bỏ xuống quốc gia đại sự tự mình đi qua cho nàng học phụ huynh a à. tam phu nhân yếu ớt nói hầu phủ yên tĩnh đúng vậy a à. trước đó còn có thể lừa gạt một chút chính mình nhưng bây giờ hoàng đế tự mình đều đi cho nàng học phụ huynh lão phu nhân sắc mặt nặng nề ngồi ở chủ vị lưu thị người đem đi tú sơn huyện hết thảy đều từng cái từng cái nói nghe một chút đến cùng nơi nào xảy ra sai sót Lưu má má bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Lão phu nhân minh giám, nô tỳ. Lưu má má mặt mũi tràn đầy cho tàn, nàng nơi nào thấy cái gì a? À, nàng biết hầu phủ không coi trọng cái cô nương này, căn bản liền không có ở Tú Sơn Trấn. Nô tỳ tuyệt không canh giữ ở Tú Sơn. Bịch một tiếng, quả nhiên, lão trong tay phu nhân chén trà trực tiếp nện ở nàng trên trán. Ngươi tại kia thủ mấy tháng, liền nàng vì sao cùng hoàng đế quen biết cũng không biết lão phu nhân chỉ cảm thấy việc này dần dần mất khống chế, nhưng lại có loại bất lực khủng hoảng. Lý thị con mắt đều khóc sưng đỏ. Nhưng buổi chiều biết được tuệ tuệ bị toàn lớp khó xử, nàng cũng vẫn chưa trôi qua. Có yêu, nhưng không nhiều. Càng yêu chính mình. Nàng biết mình nếu là đi qua, tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người khó xử nhầm vào. Nàng kiều kiều cho nàng kiếm đủ mặt mũi, hôm nay thế tất sẽ bị ngôn tuệ tuệ toàn bộ ném ra bên ngoài. Nếu không đi qua, tuệ tuệ chỉ là đứa bé bị mắng vài câu thụ điểm ủy khuất cũng sẽ không có cái gì khác ảnh hưởng hầu phủ mặt mũi đều để nàng mất hết kiều kiều trở về con mắt đều khóc đỏ ngươi còn không đi nhìn một cái lão phu nhân thẳng cắn răng tháng sau còn có triệu thần nghi thức đừng lầm kiều kiều đại sự lý thị lúc này mới vội vàng đi hậu viện lão phu nhân sau lưng ma ma lại là liễm liễm lông mày lão phu nhân nàng bị mang đến thượng thư phủ cũng tốt nếu chút khổ sở trở về mới biết hầu phủ tốt chỉ là hầu phủ thanh danh đến cùng bị nàng bại phôi lại nói rớt cũng không phải hầu phủ mặt mũi nàng từ nhỏ đã không phải tại hầu phủ lớn lên lão phu nhân sắc mặt đẹp mắt mấy phần chỉ là không biết bệ hạ đến cùng có bao nhiêu coi trọng nàng lão phu nhân càng phát ra không vui tiên hoàng đau sủng kiều kiều nhưng tân đế đối kiều kiều cũng không nửa phần thân thiện ngược lại là đối với các nàng vứt bỏ khí nữ coi như trân bảo cái này khiến các nàng làm sao cam lòng? Lão phu nhân, lập tức chính là triệu thần nghi thức. Thiên hạ này, chỉ có Kiều Kiều cô nương có thể gọi đến thần minh, bệ hạ. Hắn không ngốc. Tất cả đế vương đều hy vọng mình là thượng thiên chọn trúng quân chủ. Lão phu nhân nhấc lên ngôn Kiều Kiều, lông mi liền ngậm mỉm cười, Kiều Kiều a, lần này không biết lại muốn kêu gọi cái gì thần minh. Kiều Kiều nàng, là hầu phủ Kiêu ngạo. Nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào có hại hầu phủ tương lai gần như tất cả mọi người đều phán định ngôn tuệ tuệ tại thượng thư phủ phải tiếp nhận cực kỳ tàn ác thay đổi chu thượng thư tại lên xe ngựa trước đó cũng nghĩ như vậy thậm chí cũng đã làm cho trong phủ làm tốt muốn trừng trị nàng chuẩn bị có thể từ lên xe ngựa bắt đầu hết thảy liền biến thượng thư phủ trước cửa đám người đợi trái đợi phải thẳng đến đều qua canh giờ xe ngựa cũng còn chưa trở về kỳ quái cái này sắc trời đã tối, lão thái gia xưa nay là cái đúng giờ người, hôm nay làm sao còn chưa trở về. Đối, đợi lát nữa ai cũng không cho phép đối kia ngôn cô nương có chút ưu đãi. Lão thái gia đã muốn dạy nàng học phép tắc, nhất định đối nàng cực kỳ nghiêm khắc. Khóc không cho phép hống, không cho phép náo tính tình, để nàng học được lễ nghi tôn ti. Thượng thư phủ tất cả hài tử đều là dài như vậy lớn. Tiếng thối có độ, ngồi nằm đi, thậm chí cả mỉm cười đều là vừa đúng, phép tắc nhà danh bất hư truyền hứa thị đứng ở trước cửa dặn dò nàng là chu thượng thư con dâu trưởng xưa nay là nàng đang đánh điểm trong phủ hết thảy đến đến lão thái gia xe ngựa trở về hạ nhân thấp giọng trả lời đám người đứng tại trước cổng chính nhìn xem xe ngựa tới gần chu thượng thư mặt không biểu tình đỉnh lấy một đầu rối bời đầu ổ gà xuống xe ngựa liền góc áo đều dính lấy dầu phía trên còn in khả nghi tay nhỏ nha vết tích chu thượng thư mặt không biểu tình có chút tan nghiêm mặt hắn xong. Giáo cái gì phép tắc? Hắn mời tôn đại Phật về nhà. Đám người sững sờ. Lão Thái Gia nhất là trọng phép tắc cùng hình tượng, tóc đều chảy cẩn thận tỉ mỉ, hôm nay đây là. Gặp đạo tặc rồi. Còn chưa tiến lên hành lễ, liền nghe được một đạo nải thanh nải khí hô, trọng quan A, ôm. dáng dấp tròn tròn múc múc nhỏ sữa bé con, tay trái thịt dê nướng, tay phải đường hồ lô, trên mặt lại là đường lại là dầu, giờ phút này hướng phía chu thượng thư mở ra tay trọng quan, thượng thư đại nhân tục danh. Trong thiên hạ, chỉ có hoàng đế cùng lục lão có thể gọi thẳng tên. Giờ phút này, nàng kêu gọi là một cái thanh thúy êm tai. Chương 192, trọng quan A trọng quan A. Thượng thư phủ trước cửa thoáng chốc yên tĩnh. An tĩnh làm người ta sợ hãi. Đám người một bộ gặp quỷ giống như nhìn xem kia sữa bé con. Sữa bé con toàn thân mang theo ngây thơ, ngốc manh đáng yêu, giờ phút này giang hai tay ra nhìn xem thượng thư đại nhân hứa thị trong lòng giật mình, vội vàng nói, phụ thân, để ma ma tới đi. Hài tử tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, phép tắc có thể chậm rãi giáo. Nàng công công xưa nay nghiêm khắc, trong phủ mấy đứa bé cực kỳ sợ hắn. Nào biết nàng kia cứng nhắc nghiêm túc công công, lại là không nói lời nào đi lên trước. duỗi tay ra, mặt không biểu tình đưa nàng ôm vào trong ngực. Hứa thị. T. Công công trúng tà rồi. Trơ mắt nhìn xem hắn, tự mình đem ngôn tuệ tuệ ôm vào thượng thư phủ đại môn. Trong phủ sớm đã chuẩn bị tốt bữa tối, chờ lấy thượng thư đại nhân trở về ăn cơm. Trong phủ phép tắc nghiêm, to như vậy phủ đệ, giờ phút này ngay ngắn trật tự chuẩn bị, không có chút nào ồn ào ầm ĩ thanh âm. Chỉ là hôm nay khác biệt chính là, quá khứ người hầu hành lễ thời điểm đều nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Hứa thị vội vàng theo sau lưng. Hứa thị là điển hình kinh thành quý nữ, thành hôn sau cũng là số một số hai hiền phụ, Chưởng quản lấy thượng thư phủ, đem trong phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hứa phu nhân sắc mặt kinh nghi, cái này cùng đã nói xong không giống a. À. Công công nửa canh giờ trước còn truyền lời trở về, nói muốn dẫn về một cái không tốt quản giáo hài tử. Cố ý nói cho toàn phủ nhớ kỹ đối đứa bé này nghiêm khắc dạy bảo. Cái này đối phương không chịu xuống tới đi đường, hắn còn tự thân ôm vào phủ, tùy ý đối phương đem bóng nhảy tay nhỏ sát ở trên người hắn tiếng trong phủ đại sảnh giờ phút này mọi người đã vào chỗ nhìn thấy lão gia nhập môn nhao nhao đứng dậy hô lão gia tử trở về mời tổ phụ an mời phụ thân an mời lão gia an đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ cúi đầu xuống liền thấy mặt đen lên thượng thư đại nhân trên cổ treo cái sữa bé con sữa bé con chính hướng phía bọn hắn phất tay đâu lão phu nhân mí mắt nhảy một cái thân nhi tự cháu trai ruột cũng không dám ở trước mặt hắn làm càng đây là từ hoàng cung tiếp trở về ngôn cô nương lão phu nhân mắt nhìn đứa bé kia sinh tinh xảo đáng yêu so với kia ngôn kiều kiều đúng là càng hơn một bậc như thế cái tiểu khả ái thế mà muốn đưa đến chu gia học phép tắt ai thừa ân hầu phủ cũng đủ nhẫn tâm ngồi xuống đi chu đại nhân nhẹ gật đầu ngồi bên cạnh lão phu nhân dưới đáy là trưởng tử con dâu trưởng cùng mấy phòng con thứ dưới đấy chính là đời cháu. Từng cái thấy chu đại nhân, đều lên tinh thần. Có thể thấy được chu gia nghiêm cẩn cùng phép tắc. Trọng quan, ta ngồi nơi nào a? À? Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu tiểu cô nương hỏi. Len Ken. Dưới đấy tiểu thế tử khiếp sợ đánh nát một cái bát. Tiểu thế tử sắc mặt hơi tái, đang muốn đứng dậy nhận lầm, liền thấy kia gọi thẳng hắn tổ phụ đại danh tiểu cô nương, một mặt nghiêm túc nhìn xem tổ phụ. Trọng quan, ta muốn ghế ngồi tử bàn tay nhỏ của nàng, thẳng tắp chỉ bên trên trung ương nhất cao vị. kia là Lão gia tử vị trí Lão phu nhân mí mắt nhảy một cái, đang muốn hỗ trợ cầu tình, liền gặp nàng kia mấy chục năm đều chưa từng để qua ai lão gia tử, cái trán gân xanh tức giận đến giật giật. Cuối cùng Nén giận nói, cho nàng chuyển cái ghế dựa tới. Đám người nghẹn họng nhìn trân trối. Toàn kinh thành đều nhìn thấy đâu, nhìn thấy ngươi dạy nàng phép tắt đâu chỉ thấy kia cái ghế trực tiếp bỏ vào chính giữa, Ngôn Tuệ Tuệ ngồi lên. Chu đại nhân nghĩ nghĩ, lại đến một cái cái ghế quá chen chút, liền chuyển cái ghế đậu ngồi tại nàng một bên. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới mới tại ngự thư phòng nhìn thấy một màn, nàng ngồi long ỷ hoàng đế ngồi ghế đậu, lão gia tự sắc mặt xanh lét, nương, thế mà rơi cái kết quả giống nhau. Lão gia tử tức giận đến thở mạnh, lại cứ tiểu gia hỏa còn chỉ chỉ thức ăn trên bàn sắt non nớt ngốc manh khuôn mặt nhỏ ra vẻ lão thành, trọng quan A, à, không giới thiệu một chút kinh thành món ăn. Ta mới đến, còn không hiểu rõ lắm đâu. Phốc phốc. Khụ khụ khục. Tiểu thế tử bỗng nhiên bị nước bọc sặc ở. Mọi người đã tê dại. Gần như đờ đẫn nhìn xem trên triều đình nói một hai, nặng nhất phép tắt lão gia tử. Chỉ gặp hắn sắc mặt cứng đờ chỉ vào cái bàn, ây. Cái này đạo tương giò, là trong kinh. Này cũng tứ hỷ viên thuốc, chua ngọt ngon miệng, là Đám người đờ đẫn nhìn xem lão thái gia đập đập phán phán báo tên món ăn, từng cái cho nàng giới thiệu. Lão phu nhân đều nhịn không được, một bộ gặp quỷ nhìn xem hắn. Năm đó nàng gả tới, đều không có cái này đãi ngộ đâu. Mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua một màn này. Càng đáng sợ chính là, lão gia tử vậy mà đứng, nàng ngồi. Lão gia tử một bên giới thiệu, một bên cho nàng chia thức ăn, mỗi dạng đồ ăn đều cho nàng kẹp một phần thả trong chén tuệ tuệ một bên ăn một bên gật đầu ngươi cũng ăn a à trọng quan đừng chỉ đứng tất cả mọi người thúc đẩy đi đừng thách khí a à, coi như trong nhà mình đồng dạng tự tại một chút tuệ tuệ thoải mái cực thuận miệng còn gào to đám người nhà này tốt nhà này tốt đại sư điệt là phủ thượng bối phận cao nhất phía trên cũng không có cha mẹ vậy liền không ai có thế đè ép nàng chúng người đưa mắt nhìn nhau cái này còn làm nhà mình rồi đột nhiên có loại linh cảm không lành lão thái gia thân hình đều có chút dừng lại trọng quan a cũng đừng đứng ngồi đi đây là sấu ngọc a nàng dâu cưới tốt cưới tốt vượng phu mệnh tuệ tuệ cố gắng nghĩ lại trong thôn trăm tuổi lão gia tử đối đãi vãn bối tình cảnh bắt trước cái mười phần mười phốc lần này thế tử rắn rắn chắc chắc phun đầy bàn nước bọt sấu ngọc tiểu thế tử năm nay mười hai tuổi một mặt rung động nhìn xem nàng trọng quan là hắn tổ phụ. Sấu Ngọc, là hắn tổ mẫu a a a a. Trọng quan a trọng quan a, quả thực 360 độ vần quanh, đầy lỗ tai đều là trọng quan trọng quan. Quả nhiên, lão thái thái kia mê mang sửng sốt một chút, sống lớn tuổi như vậy, tốt lâu không nghe được có người gọi nàng. Sấu Ngọc. Chu đại nhân sắc mặt đều nhanh không nín được, tất cả con dâu con dâu tôn tử tôn nữ đều hướng nàng nhìn lại. Nàng không phải tới. Học phép tắt sao? hứa thị nhịn không được, ấy ấy nói. Cái này, thật sự là đến học phép tắc. Cái này sợ là đến giáo lão thái gia phép tắc A. Lão thái gia đưa tay che hạ mặt. Đây là. Thanh âm ảm đạm, từng chữ nói ra nói, đây là ta. Tiểu sư thúc. Các ngươi gọi nàng. Tiểu cô nải nải đi. Chu đại nhân cổ họng khô chắc chát, hắn cũng không có nghĩ đến, hắn mời về một tôn đại Phật A. Bối phận còn cao hơn hắn đại Phật chu phủ quỷ dị yên tĩnh sư thúc lục lão chết thay đi sư phụ tân thu tiểu sư muội lão phu nhân trước mắt đen dưới khi nàng lớn tuổi như vậy chẳng phải là còn phải đi mời an ai oán mắt nhìn chu đại nhân xưa nay ngẩng đầu ưỡn ngực chu đại nhân chủ cục lấy đầu giống con chỗ này đi tức lão quả cà ngang tiểu sư thúc nàng vụng trộn đến kinh thành còn mang theo sư phụ thư tín để hắn phải thật tốt hiếu thuận tiểu sư thúc, đối nàng muốn so sư phụ còn cung kính. Chu phủ đám người một mặt tuyệt vọng. Ngươi thế mà mời cái sống tổ tông trở về. Còn dạy phép tắc. Nàng làm chu phủ tối cao trưởng bối, chẳng phải là muốn dạy ai phép tắc, liền dạy ai phép tắc. Chu đại nhân, vẻ mặt cầu xin. Chương 193, làm yêu cô nải nải. Trong đêm. Trọng quan A, ngươi cái này học vấn làm không tệ, không ngừng cố gắng A. Đúng, tìm cho ta chút ít người sách đến xem trọng quan a nhà ngươi làm sao không ăn bữa ăn khuya đâu giúp ta nướng điểm xuyên cũng không cần quá phiền phức làm thịt điểm dê xuyên điểm thịt dê nướng tùy tiện ăn một chút đừng quá tốn kém trọng quan a nhà ngươi cũng quá an tĩnh một chút nếu không ta mời cái lẩm nhẩm hát nhi đến náo nhiệt một chút tuệ tuệ hai tay chấp sau lưng bả vai ngừng lại hai con chim ngôn minh mang theo a nguyệt cùng hổ tử tạm thời vào ở tuệ mãn cát Tuệ mãn các bán phỉ thúy, tuệ đầy lâu bán nồi lẩu, trong tiệm đều có đại đại hậu viện. Phó cửu tiêu cho hắn tìm cái thư viện, ngôn minh mỗi ngày một bên đi học một bên quản lý sản nghiệp. Tuệ tuệ đâu, liền dày vò đại sư điệt. Chu đại nhân mệt eo cũng không ngẩng lên được, hát khúc. Đêm nay bên trên quá mức ồn ào, dạng này không tốt. Chu đại nhân lắc đầu. Trong lòng nắm lấy, nếu không đem người tiểu sư thúc này đưa về nông thôn. Tiểu sư thúc A, có muốn hay không trong nhà cha mẹ cùng sư huynh đâu cũng là ngươi từ nhỏ không có rời nhà nhất định rất nhớ nhà a à. sư huynh để lại cho ngươi việc học có thể hay không chậm trễ rất nhiều đâu chu đại nhân không chút biến sắc nghe ngóng tuệ tuệ sờ sờ cái cầm. việc học ngược lại sẽ không chậm trễ rất nhiều làm việc đều mang đến cho ta cha mẹ sang năm sẽ vào kinh ta không nghĩ về phần sư huynh sao tuệ tuệ dừng một chút kinh thành khắp nơi đều muốn học phép tắc, ngài nhất định là cảm thấy không thú vị lại phiền muộn đi, không bằng chúng ta sớm ngày hồi. Hồi hương hạ còn chưa nói xong, liền thấy tuệ tuệ nói. Sư huynh có chút kỳ quái. Rõ ràng bình thường đều tốt, nhưng mỗi lần cho ta lên khóa, hắn không phải té xỉu chính là hộp máu, thật kỳ quái nha. Mỗi lần cho ta lên xong khóa, hắn đều phải nằm trên giường vài ngày. Đúng, đại sư Điệt, ngươi vừa mới nói sớm ngày về cái gì? Dưới ánh trăng, hành lang một bên, tuệ tuệ ngửa đầu nghiêm túc hắn. Chu đại nhân phản phất kẹp lại như vậy, nửa ngày nói không nên lời. Đưa nàng về đem sư phụ tức chết sao? Hắn cảm giác, tiểu sư thúc trên bờ vai hai con chim nhi đều lộ ra nụ cười dễu cực. Ngươi nghe lầm, ta nói cho ngươi dựng sân khấu kịch, lẩm nhẩm hát. Nghe liền nghe đi, nhau nhau liền rùng ben đi, cốt xấu để sư phụ sống lâu mấy ngày. Ai? Chu đại nhân cơ hồ là vịnh tường còng lưng eo rời đi, phản phất một đêm già nua thêm 10 tuổi. Một đêm này, thượng thư phủ đèn đuốc sáng trưng. Lẩm nhẩm hát, hát cái suốt đêm. Nàng thỉnh thoảng muốn ăn điểm ăn vặt, chu đại nhân chạy ba chuyến Mỹ thực đường phố, cuối cùng không có cách, cho nàng tìm mấy cái quán nhỏ tiến đến chuyên môn cho nàng nướng. Ngay tiếp theo trong phủ mấy cái tiểu tôn con cháu nữ, đều vụng trộn đứng lên ăn mấy sâu. Không đầy một lát, liền cô nải nải dài, cô nải nải ngắn quát lên. Xưa nay nghiêm túc trầm ổn thượng thư phủ, hai cái suốt đêm. Cô nãi nãi, ngươi nhất định phải tại phủ thượng ở thêm mấy ngày. Cô nãi nãi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi nha. Mấy tiểu bối nhi dặn đi dặn lại, để nàng chớ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đầy kinh đô chờ lấy nàng khóc sức mướt ra tới đi học. Dù sao, lại bộ thượng thư nặng nhất phép tắc, đầy kinh đều biết. Đúng thế. Nặng nhất phép tắc lại bộ thượng thư, giờ phút này chính hầu tại nàng trước giường, cho nàng thỉnh an duy nhất tiểu sư thúc lấy sư phụ đãi ngộ nuôi sư phụ như cha thân cái này không phải cúng bái đi tiểu sư thúc đứng lên đi lại không lên quốc học viện nên đến trễ hắn vào triều cũng nhanh đến trễ a à. tuệ tuệ khuôn mặt nhỏ ngủ hồng hồng nho nhỏ béo bàn chân lộ ở bên ngoài tựa hồ có chút lạnh có chút trục lại ngón chân ổ không dậy nổi muốn lên ngươi lên muốn lên ngươi bên trên tuệ tuệ đem đầu che tiếng trong chăn cúng thanh ông khí hô. Vang cầu ngươi, tổ tông A, à, tổ tông, mau dậy đi. Ta vào triều đến trễ. Đau lòng đau lòng cháu trai đầu đi. Chu đại nhân gấp dậm chân. Về sau vẫn là lão phu nhân có kinh nghiệm, cầm chút ăn uống đưa nàng hống lên. Sấu ngọc A, à, vẫn là ngươi hiếu thuận, cùng trọng quan, ủy khuất ngươi. Tuệ tuệ thở dài, nhìn phía xa sưng mặt lên đại sư điệt. Lão thái thái, vẫn là không lớn quen thuộc có người gọi ta khuê danh A. À dù sao, ta cũng làm mấy chục năm cáo mệnh phu nhân. Trọng quan, ngươi cũng quá không quan tâm người. Tuệ tuệ bất mãn trừng chu đại nhân liếc mắt. Chu đại nhân, nhức đầu. Tại Tú Sơn, sư phụ cho ngươi làm sao lên lớp. Ta bao lâu lên, hắn liền bao lâu lên lớp. Chu đại nhân nghe răng trợn mắt, hắn liền nuông chiều đi. Năm đó ta đi học lúc, hắn dùng sợi đằng kém chút đem ta tay đánh đoạn. Trọng quan A, ta không muốn ngồi xe ngựa đi thư viện ăn quá no, trung đầu ta choáng. Ta muốn ngươi lưng. Tuệ tuệ mặt mũi tràn đầy nhu thuận nhìn xem hắn. Chu đại nhân tức giận đến đem bát đũa quăng ra, ngươi không nên quá phận. Chu đại nhân quay đầu bước đi. Vừa đi ra cửa. Liền có nha hoàng đến đây bẩm báo. Lão gia, ngôn cô nương thu dọn đồ đạc nói muốn trở về. Nói nơi này dung không được nàng, nàng muốn về nhà tìm sư huynh. Chu đại nhân tức giận tới mức bắt đầu. Một nén hương sau hắn đứng tại quốc học viện cổng, vác trên lưng lấy cái sữa bé con. Trên đầu bị tiểu nha đầu bắt tán, quan phục cũng nhăn nhăn nhúng nhúng, tiểu gia hỏa đã buồn ngủ. Đứng tại quốc học viện trước cửa lúc, hắn dừng một chút, nhìn không được, vẫn là vào cửa. Vỡ lòng ban tất cả mọi người chờ lấy nàng khóc đến đi học. Kết quả Trơ mắt nhìn xem nghiêm khắc nhất nặng nhất phép tắc thượng thư đại nhân, cổng nàng tiến học đường, còn từ quan phục bên trong móc ra ăn vặt, để nàng đói lấp bao tử hắn còn đối vội vàng mà đến viện trưởng nói, hài tử tuổi còn nhỏ, quản quá nghiêm khắc, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Không bằng. Không bằng. Không bằng từ từ sẽ đến, hài tử kiểu gì cũng sẽ giáo tốt. Nhưng là đừng để nàng thụ ủy khuất A, như tại trong thư viện đã xảy ra chuyện gì, lập tức thông báo lão phu. Thượng thư đại nhân lời lẽ khuyên nhủ nói. Viện trưởng một mặt hoài nghi, năm đó hắn con trai trưởng, hắn đích tôn tử, không chịu vào cửa. Đều là bị đánh vào đi thượng thư đại nhân dặn dò xong, mới vội vàng hướng phía cửa cung tiến đến. Đuổi tại một khắc cuối cùng, bước vào kim loan điện. Mệt đầu đầy mồ hôi mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ một ngày, hắn bộ xương già này liền nhịn không được. Hôm qua một đêm không ngủ. Nàng nhưng rất có thể dày vò, lại cứ bối phận kỳ cao. Ai? Cả triều văn võ đều một mặt ai oán nhìn xem hắn. Bệ hạ tự dưng kêu căng ngôn tuệ tuệ, cố ý cho ngươi đi giám sát bệ hạ, ngươi ngược lại tốt rồi đón về mình tung lấy đừng tưởng rằng hôm qua ngươi hơn nửa đêm ra tới tìm hát khúc chúng ta không biết hạ triều sau văn võ bá quan còn chưa ngăn chặn chu đại nhân chu đại nhân liền vội vội vã chạy tới truy bệ hạ bệ hạ bệ hạ không biết ngài cung điện còn tại đổi sao chu đại nhân bước chân phù phiếm đuổi theo phó cửu tiêu xoay người một mặt thâm trầm giả vờ như không có phát hiện chu đại nhân mỏi mệt bộ dáng Trẫm nghe xong thượng thư đại nhân răng dạy, cảm thấy ái khanh nói có lý. Cho nên, trẫm trước đình công. Làm sao? Thượng thư đại nhân có việc. Chu đại nhân trong mắt tia sáng dập tắt. Ngươi, thế nào liền không tu đây? Chương 194, ngượng ngùng ta siêu thần. Chu thượng thư là lão đảo xuất cung. Ra đến cung trước đó, còn không hết hy vọng, sờ đến bệ hạ tẩm cung tiền trạm một lát. Nhìn thấy kia cải tạo đến một nửa tẩm cung, hít một hơi thật sâu kéo lên quan phục tay áo vụng trộn chuyển hai khối gạch nhìn thấy cung nhân tới gần lại lập tức khôi phục thành ngày xưa cao ngạo bộ dáng hai tay chắp sau lưng vành tay ửng đỏ sải bước xuất cung bóng lưng cực kỳ tiêu điều thời khắc này tuệ tuệ còn tại quốc học viện đi học lúc đầu phu tử đã bị hoàng đế đổi đi bây giờ mới phu tử là cái ôn hòa lại có tài hoa tất cả mọi người xưng lý phu tử phu tử lúc đến tất cả hài tử nhau nhau đứng người lên đối phu tử hành lễ. Người đứa nhỏ này làm sao không đứng dậy a? À? Lý phu tử ôn hòa nhìn xem ngôn tuệ tuệ. Tuệ tuệ ngửa đầu nhìn về phía hắn, một mặt tràn đầy uất ức, duỗi ra tiểu bàn chân, phu tử, ta đứng đâu? Tiểu cô nương là vỡ lòng ban nhỏ nhất học sinh, so với đám người trọn vẹn một cái đầu. Giờ phút này đứng, cùng đám người ngồi không sai biệt lắm. Lý phu tử kém chút cười ra tiếng, yên lặng khoát tay áo để bọn hắn ngồi xuống lại sẽ ngôn tuệ tuệ vị trí điều đến phía trước nhất sau lưng công tử ca nhi nhóm liếc nhau mặt mũi tràn đầy mỉa mai ngồi ở phía trước bị phu tử nhục nhã sao hôm nay chúng ta học luận ngữ tất cả mọi người coi là tuệ tuệ từ nông thôn đến không thông viết văn ai ngờ gia hỏa này thật đúng là có thế theo kịp tiến độ không không chỉ là theo kịp tiến độ nàng tựa như so tất cả mọi người học nhanh phu tử niệm một lần để bọn hắn cùng đọc bọn hắn tất cả mọi người đảo sách nghiên cứu, mà nàng trực tiếp đem sách ngã úp, gật gù đắc ý liền đeo lên. Giống con lớn ngỗng. Tiểu quận chúa cùng Phó Vô Lân liếc nhau, mặt nhỏ tràn đầy căm hận, nàng nhất định là Sớm Lưng. Đúng, nàng chính là Sớm Lưng. Quá phận, thật có lòng cơ. Mắt thấy phu tử nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng ôn hòa, Phó Vô Lân trong mắt tích lưu tích lưu đi lòng vòng. Phó Vô Lân giơ lên tay nhỏ tay. Phu tử ta muốn cùng mới tới ngôn cô nương lãnh giáo một chút học vấn. Lý phu tử là cái truyền thống phu tử, lĩnh giáo học vấn đối đọc sách có chỗ tốt, nhưng cũng kiên kỵ ngôn cô nương mới nhập học ngày đầu tiên. Liền hỏi, ngôn cô nương, ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn lĩnh giáo? Lĩnh giáo cái gì? Tuệ tuệ mới không giả, sư huynh mỗi ngày đau lòng nhất ốc mắng nàng, nhưng sau lưng lại là thổi phồng đến mức nàng trên trời có, trên mặt đất không? Bây giờ chúng ta vỡ lòng bang, chỉ kiểm tra tứ thư ngũ kinh, tự nhiên là tứ thư ngũ kinh. Tuệ tuệ lại là đột nhiên hiếp con ngươi, nàng hôm nay đến nửa ngày, tất cả mọi người cô lập nàng, xa lánh nàng. Những cái này, đều là ngôn kiều kiều chó săn. Hôm qua bọn hắn bị phó cửu tiêu răng dậy, mặt đều bị phiến sưng, này sẽ toàn lớp đều sưng đỏ gương mặt, khẳng định hận nàng. Chỉ kiểm tra tứ thư ngũ kinh không có ý nghĩa, không bằng chúng ta địa điểm thi khác. Để phu tử làm giám khảo, để phu tử từ trăm kho toàn thư bên trong tùy ý rút ra sách vở, ai có thể cổng xuống nhiều, ai coi như thắng thế nào. Mà lại, ta cũng khác biệt một mình ngươi so. Khi rất không ý tứ. Tuệ tuệ ghét bỏ nhất miệng. Không bằng, các ngươi toàn lớp, đơn đấu ta một cái. Dù sao các ngươi yêu nhất làm chuyện này. Tuệ tuệ che lấy miệng nhỏ cười trộn, đối diện mọi người nhất thời như thiêu như đốt trên mặt nóng lên. Lại nói, các ngươi toàn lớp đều là lạc kê. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng tiểu quận chúa thế nhưng là kinh thành tiểu thần đồng, liền ngươi, còn đơn đấu chúng ta toàn lớp. Tóm lại là nông thôn đến, không biết trời cao đất rộng. Giang cô nương không thích nhìn xem nàng. Tuệ tuệ nhận biết nàng, Giang cô nương, tuyên bình hầu phủ đích. Nữ. Cùng tuệ tuệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra trưởng tỷ, chính là gả cho tuyên bình hầu trưởng tử. Ngôn kiều kiều lúc trước chính là cho tuyên bình hầu ấu tử chúc phúc, từ chất phát trở nên thông minh. Chỉ có điều tháng 8 lúc, tuệ tuệ đoạt lại tân khoa trạng nguyên khí vận kia tuyên bình hầu ấu tử liền bị phản vệ trực tiếp hôn mê bất tỉnh cái này cũng dẫn đến tuyên bình hầu một nhà cùng ngôn gia quyết liệt gian gia đến nay cùng ngôn gia quan hệ cực kém nàng kia trưởng tỷ về nhà ngoại khóc qua mấy lần nghĩ đến tại tuyên bình hầu phủ thời gian không dễ chịu trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu ta nhưng so sánh các ngươi rõ ràng nhiều chỉ nói các ngươi có dám hay không nên chiến a à. tuệ tuệ một bộ khinh thường bộ dáng quả thực chọc giận đám người liền lý phu tử đều không đồng ý nhìn xem tuệ tuệ cái này vỡ lòng bang đều là gia đình quyền quý nuôi ra tới các nhà các hộ đều là thế gia thế gia tại hài tử vừa biết nói chuyện liền vỡ lòng cái này ngôn cô nương ý có mấy phần trời sinh liền khiêu khích đám người chỉ sợ không chiếm được tốt huống hồ bách khoa toàn trong kho phần lớn đều là bản độc nhất nhưng những thế gia này tử đều có cơ hội nghiên cứu ngôn cô nương sợ là lúc trước thấy đều chưa thấy qua chỉ cần ngươi thua đừng khóc mũi là được Tiểu quận chúa cùng mọi người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Đây chính là chính nàng đưa tới cửa cơ hội tốt, nàng có bệ hạ che chở, ngày bình thường muốn kiếm cớ cũng không dám. Quan so có làm được cái gì? Không bằng tìm một chút tặng thưởng. Như vậy đi. Ai thua, liền cho đối phương làm trâu làm ngựa, hầu hạ hắn. Phó vô cương đã có thể tưởng tượng, ngôn tuệ tuệ cho hắn bưng trà đổ nước bộ dáng, Hắn thậm chí vui ra tiếng. Đến lúc đó nhất định cho kiều kiều xuất ngụn ác khí bưng trà đổ nước tính là gì, còn muốn tại thư viện cổng hô to ba tiếng, ta là heo, ta là heo, ta là heo. Tiểu quận chúa đến hào hứng, bọn hắn nhưng đủ lực nghĩ trừng phạt điểm, căn bản không nghĩ mình có thế thua. Bọn hắn đều là từ nhỏ bị thế gia đại nho hung đúc, trải qua khắc nghiệp giáo dục, chỉ là một người đều có thể thắng được ngôn tuệ tuệ, huống chi toàn lớp bày chọn một mình nàng. Một đám người liếu riếu nghĩ nửa ngày, lẽ loi tổng tổng thêm mấy đầu. Tốt, Lý Phu Tử làm chứng kiến phu tử, nhanh đi chọn sách, càng là bản độc nhất càng là không thường gặp càng tốt. Đây chính là thế gia nội tình, bọn hắn nhà ai cũng không thiếu tàn thư. Lý phu tử thấy mọi người công bằng công chính so tài, cũng không nói gì. Chỉ đem lấy hơn 20 cái học sinh đi tàn thư kho. Lý phu tử từ cạn tới sâu, từ cấp thấp chọn mấy quyển, nhưng đối bọn hắn đến nói cũng là triều cương. Cái này một bộ phận lấy từ đạo đức kinh. Nói, nhưng nói, phi thường đạo. Tên, nhưng tên, phi thường danh. Phu tử ngữ tốt nhanh, đám người tập trung tinh thần nghe, tất cả hài tử đều cực kỳ chuyên tâm. Duy chỉ có tuệ tuệ hững hờ nhìn xem bọn hắn. Cái này đề ta cổng qua, ta tới. Lúc này có cái tiểu công tử đón lấy, tự hồ là kinh triệu phủ doãn nhi tử, họ chu. Tuệ tuệ cũng không nói thêm cái gì, chỉ cùng hắn cùng một chỗ đọc ra. Nửa trước đoạn chu công tử còn tính trước kỹ càng, nhưng thẳng đến nửa nén hương về sau, hắn gương mặt đã lên không ít mồ hôi lạnh. thẳng đến chương 15 đã bắt đầu đập đập phán phán. cổ chi thiện vì sĩ người. hơi hơi. chu công tử minh tư khổ tưởng. mà tuệ tuệ vi diệu huyền thông sâu không thể biết. phu duy không thể biết, cho nên mạnh vì đó cho. thẳng tắt hướng phía trước lưng đi. vòng thứ nhất tuệ tuệ toàn thắng. chu công tử ủ rũ trở về, đám người rối rít nói, nàng đại thái là vận khí tốt vừa vặn rút đến nàng đọc thuộc lòng qua. Đằng sau sẽ càng ngày càng khó, có nàng khóc thời điểm. Bọn hắn căn bản không có gây nên coi trọng. Đây đều là bọn hắn bẩm sinh kiêu ngạo. Vòng thứ hai, Lý Phu Tử rút đến bản độc nhất. Đám người hứng thú giạt dào, chờ đợi lấy đưa nàng khí khóc. Lại không muốn. Ngôn tuệ tuệ lần này, toàn văn ký ức đọc thuộc lòng, đem tự thân ra trận phó vô lân đã kích thương tích đầy mình. Tuệ tuệ tuét miệng cười khẽ ngượng ngùng ván này, ta siêu thần. Chương 195, khí khóc tiểu thần nữ. Vỡ lòng ban lại khóc. Tan học lúc, toàn lớp đều là khóc ra tới. Phó vô lân cho nàng đề thư bao, tiểu quận chúa thúc tha thúc thích đỏ hồng mắt cho nàng bưng trà. Sau lưng còn có người nắng vai đấm chân, vừa đi vừa nhắc tới, ta là heo, ta là heo, ta là heo. Dời lên tảng đá nện mình chân. Bọn hắn hết thảy tiến hành bảy vòng so tài. Mỗi một vòng đều là từ lớp học chọn lựa ra tinh thông nhất quyển sách kia người, nhưng ngôn tuệ tuệ, toàn bộ hành trình đều không để ý đối thủ là ai. Mặc kệ cái gì sách, nàng đều có thể trực tiếp đọc thuộc lòng đến phu tử niệm qua địa phương. Thậm chí ở giữa không có một tia dừng lại, không có một chút do dự, so với đập đập phán phán bọn hắn mạnh không biết bao nhiêu. Bọn hắn là cho ngôn Kiều Kiều lấy lại danh dự. Không nghĩ tới, đem chính mình cũng chuyển vận đi. Lần này ta cũng không có khi dễ bọn hắn là chính bọn hắn thua không nổi khóc tuệ tuệ tay nhỏ một đám viện trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nửa canh giờ trước hắn đã biết được sự tình toàn bộ trải qua nhìn xem đám học sinh này cũng không biết nói cái gì cho phải hôm qua mới bị đối phương đánh khóc hôm nay thế mà liền đầu óc cũng không bằng đối phương toàn lớp thua khóc kiêu ngạo như bọn hắn cái này so nuốt con ruồi còn khó chịu hơn ô ô ai ai thua không nổi khóc ai khóc tiểu quận chúa tức giận đến dậm chân, nàng làm sao trí nhớ tốt như vậy. Bọn hắn đều xem như kinh thành thiên chi kiều nữ, nàng sao có thể dễ dàng như vậy thắng qua bọn hắn. Vốn là không có khóc, ghê tởm nhất vẫn là nàng một câu kia, có cái đầu óc liền có thể niệm, có cái gì khó. Cũng không phải đầu óc heo. Trực tiếp đem bọn hắn khí khóc. Tuệ tuệ cũng không cùng bọn hắn tranh, đến mai ngươi mang cho ta cơm, đến mai ngươi đến thượng thư phủ cho ta học thuộc lòng bao, đến mai ngươi mang cho ta điểm tâm đến mai ngươi cho ta đấm chân trực tiếp đem toàn lớp an bài thỏa đáng một đám hài tử vẽ mặt cầu xin buổi sáng còn mắng chu thượng thư không cố gắng buổi chiều liền đến phiên bọn hắn tuệ tuệ nhìn xem phó vô lân nếu không ngươi cho ta làm bài tập ta cũng không cần ngươi đến thượng thư phủ học thuộc lòng bao phó vô lân quay đầu gắt một cái phi nghĩ hay lắm quay đầu bước đi không vui lòng liền không vui lòng nha hẹp hòi Tuệ tuệ tức giận đến hừ một tiếng. Hồi phủ lúc trước cho Gia Gia nói, nàng muốn ăn ánh trăng lâu điển tâm. Ánh trăng lâu người rất nhiều, hai người mang theo hộ vệ gạt ra lúc, trời đều đen. A nha, bài tập của ta không gặp. Tuệ tuệ đột nhiên kinh hô một tiếng. Ta còn cố ý ôm vào trong ngực, rất sợ bị người khác trộn nữa nha. Tuệ tuệ tức giận đến giậm chân. Tiểu cô nương vẽ mặt cầu xin, còn có sư huynh chuẩn bị cho ta làm việc đâu. Một miệng lớn túi, tất cả đều không có. Gia Gia A à một tiếng, cuốn quyết trở về tìm. Nhưng sắc trời này bắt đầu tối, người lại nhiều, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi phủ. Gia Gia gặp nàng ủ rũ, lập tức an ủi, ngày mai nô tỳ sẽ thay ngài nói cho phu tử, lục lão nơi đó nô tỳ cũng sẽ giải thích. Tuệ tuệ cuối thấp đầu, cảm xúc xa xúc đồng ý. Ngài cũng không phải cố ý, ngài nhìn một cái ngài, ngài xuyên phú quý, lại nuôi cùng khuê phòng bên trong đại tiểu thư giống như trong ngực ôm lấy cái bao lớn, lén lén lúc lúc, người ta kẻ trộm còn tưởng rằng ôm lấy vàng bạc châu báu đâu. Không ăn trộm ngài, trộm ai vậy? Gia Gia thở dài. Lần sau, ta nhưng không dạng này a. À. Tuệ tuệ cái đầu nhỏ một mực điểm. Để tỏ lòng tâm tình xa xúc, đàn ban đêm trễ hơn thiện đều không ăn. Mà Chu thượng thư cũng chưa ăn cơm. Hắn buổi chiều cái kia đều không có đi, đi một chuyến thừa ân hầu phủ, tìm cái lý do đem nhị sư đệ cho khiển trách một chầu hắn cũng không nói tuệ tuệ thân phận, loại sự tình này, nên tuệ tuệ mình đến nói. Ngươi nhìn một cái ngươi, cao tuổi rồi, hậu viện chút chuyện này đều quản không tốt. Liền cái tiểu tôn nữ đều dung không được, các ngươi hầu phủ thật đúng là càng phát ra không mặt mũi. Chu thượng thư bật hết hỏa lực. Thế nào? Sinh cái cháu gái, một phủ vinh nhục đều hệ ngôn kiều kiều trên thân sao? Ngươi trong phủ con trai trưởng đúng là muốn khuất tại vị trí của nàng phía dưới, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ trong phủ vậy mà để hậu trạch đương gia, tuệ tuệ không phải tôn nữ của ngươi đây. Thậm chí ngay cả đứa bé đều dung không được. Thừa ân hầu lão hầu gia tôn sư trọng đạo, tự nhiên cũng sợ đại sư huynh. Giờ phút này bị huấn đầu cũng không ngẩng lên được. Sư huynh, ngày 800 năm không đến ta phủ thượng, hôm nay vậy mà vì cái con bé đến một chuyến. Lão hầu gia rất là kinh ngạc. Nàng phép tắc không tốt, tại ngài phủ thượng nuôi cũng tốt, sau khi ra ngoài thanh danh tốt lão hầu gia tự nhiên sẽ hiểu thượng thư phủ bi danh năm đó hắn mặc dạng mày dày cầu sư phụ thu kiều kiều làm đệ tử bị sư phụ cự tuyệt lại đi tìm đại sư huynh đại sư huynh nói thẳng không thu nữ đệ tử đồng thời đối với hắn sủng tôn nữ vô độ rất bất mãn con bé chu thượng thư cười lạnh một tiếng đúng tiểu sư thúc ngài nhưng tiếp vào rồi một tháng trước liền nghe sư phụ nói tiểu sư thúc muốn tới kinh thành muốn ta tôn sư trọng đạo thật tốt hầu hạ chờ nửa tháng cũng không thấy người chu thượng thư nhìn thật sâu hắn liếc mắt đáy mắt nộ khí đều tán mấy phần sách có người so ta càng không may không có không mặt mũi bắt đầu so sánh giống như cũng không có tức giận như vậy khục tiểu sư thúc nha nên đến thời điểm liền đến sư tổ đi sớm chúng ta sư phụ thay giáo dưỡng chúng ta làm đệ tử nhất định phải làm được tất cung tất kính hầu hạ sư thúc sinh hoạt thường ngày kết thúc làm vãn bối bổn phận chu thượng thư mỗi chữ mỗi câu nói Lão hầu gia nhướng mày, kia là tự nhiên. Mãn phủ đều là muốn cung kính. Chu thượng thư hài lòng, vậy là tốt rồi. Khục, phủ thượng thu thập xong, tương lai tiểu sư thúc muốn tới ở, làm xong. Đến đem tuệ tuệ đón về. Thượng thư nói xong, quay đầu bước đi. Liền thừa ân hầu phủ đại môn cũng không vào. Lão thượng thư vừa đi vừa suy tư, tiểu sư thúc tuổi nhỏ, trời sinh trác tuyệt, mình vẫn là phải hung ác lên tâm địa giáo sư chút phép tắc mới là vừa cho mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho mình đánh khí. Một lần phủ, liền nghe nói tiểu sư thúc hôm nay ném lục lão cùng phu tử cho làm việc, khí không ăn bữa tối. Thượng thư nhớ mày, hài tử thích đọc sách, có cốt khí là công việc tốt, sư môn may mắn. Nhưng không ăn cơm sao có thể thành. Nàng còn rất dài thân thể đâu, nhanh đi làm chút ngon miệng cơm canh đến. Ta tự mình đi uy. Đám người trơ mắt nhìn xem hắn bưng bát, từng ngụm cho ăn tiểu sư thúc ăn một miếng còn khen ngợi một câu. Tiểu Tôn Nhi nhìn nóng mắt, tổ phụ, ta cũng không muốn ăn cơm. Chu đại nhân mí mắt đều không có vén một chút, lui lại đi, tối nay cái gì cũng đừng cho hắn. Đến mai đói thì ăn phải hương. Tiểu hài tử, không thể quen. Tiểu Tôn Nhi oa một tiếng liền khóc, vậy ngươi dựa vào cái gì nuông chiều nàng. Ô ô ô, ngươi còn tự thân cho nàng cho ăn cơm. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi tôn sư trọng đạo cái này gọi hiếu thuận trưởng bối chu đại nhân gần như nghiến răng nghiến lợi tuổi còn nhỏ nhưng nàng bối phận cao a Xấu ngọc a trọng quan a nhà chúng ta không thể trống hài tử a ngữ khí cực giống đầu thôn lão đại gia tuệ tuệ hôm nay không cẩn thận ném làm việc thật vui vẻ ăn hai bát lớn vừa buông xuống bát liền nghe được người gác cổng đến thông truyền lão gia mới có người ném vào tới một cái bao nói là phủ thượng rất đồ vật cố ý nghe ngóng cho chúng ta trả lại vừa mở ra đương nhiên đó là tuệ tuệ mất đi làm việc hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về a thông suốt tuệ tuệ đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ ô ô ô ô Ngư bức hống hóng tiểu tuệ tuệ miệng bên trong bao lấy cơm giờ khắc này khóc thở không ra hơi ngươi không có đạo đức nghề nghiệp ngươi đều trộn thế nào còn trả lại đâu ta nguyền rủ ngươi đời này đều trộn không đến đồ tốt thượng thư đại nhân hài lòng cực. Sư môn may mắn a, à, thích đọc sách tốt trưởng bối, đều vui đến phát khóc. Chương 196, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Tuệ tuệ vào ở thượng thư phủ ngày thứ hai. Ban đêm liền nướng chu thượng thư yêu sủng. Hắn nuôi một con gà cảnh. Sắc thái lộng lẫy, chất thịt non miệng. Chu thượng thư tự mình cho nàng khung lửa, vung nhỏ liệu. Xinh đẹp đuôi dài, trả lại cho nàng làm cái quả cầu màn đêm buông xuống chu thượng thư cảm giác đều không ngủ trong đêm đi thừa ân hầu phủ đem sư đệ đẩy ra ngoài mắng một trận lão hầu gia đến nay không biết duyên cớ chỉ biết gần đây đại sư huynh nhìn hắn phá lệ không vừa mắt có thể là nhắc nhở lão gia nên đem kia không bớt lo nghiệp chướng tiếp trở về lão phu nhân thấy lão hầu gia ủ rũ trở về không khỏi trầm mặt nói lão hầu gia năm đó thân phận hèn mọn may mắn phải lục lão đề bạc những năm này mới kiếm tiếp theo bút gia nghiệp lão hầu gia tự biết thiên phú không cao năm đó là sư phụ mềm lòng mới nhận lấy hắn thừa ân hầu phủ có thế có hôm nay có lục lão một nửa công lao nội tâm của hắn sư môn đều muốn xếp tại hầu phủ phía trước lão hầu gia nào có tâm tư quản người khác hắn đầy trong đầu đều là sư môn sư môn tùy ngươi ngươi nguyện lúc nào tiếp liền lúc nào tiếp đại sư huynh thân phận cao nhưng tốt xấu là ngang hàng tiểu sư thúc thế nhưng là trưởng bối tiểu sư thúc viện tử nhưng xây xong rồi đem Kiều Kiều chủ viện nhường lại. Kiều Kiều ở Kinh Thành hô mưa gọi gió, là ngôn gia chủ tâm quốc. Nhưng nếu không có sư môn, chúng ta ngôn gia nào có hôm nay? Tiểu sư thúc mới đến, bối phận lại cao, sao có thể ở thiên viện? Khoảng thời gian này đem đại môn đánh bóng một chút, tiểu sư thúc nhất định phải đi cửa chính mà vào. Đừng cho tiểu sư thúc mất mặt. Lão Hầu Gia nôn nóng vô cùng. Lão Phu Nhân khẽ cho mày, Lão Gia, Kiều Kiều từ nhỏ đã ở chủ viện, sao có thể nhường lại ngươi để Kiều Kiều nghĩ như thế nào? Mà lại Kiều Kiều phải vạn dân yêu quý, trong kinh bao nhiêu quan lớn đều là tín đồ của nàng. Kiều Kiều vì hầu phủ làm bao nhiêu cống hiến, ngươi sao có thể để nàng dời ra ngoài? Dời ra ngoài lại ở chỗ nào đâu? Lão phu nhân khó mà tin nổi nhìn xem hắn. Lão hầu gia rất ít tức giận, từ khi tức vị truyền cho trưởng tử, liền mặc kệ trong phủ sự vụ, những năm này cũng tùy theo bọn hắn giày vò. Nhưng Duy chỉ có tại sư môn một chuyện bên trên, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Kiều Kiều nghĩ như thế nào? Nàng có thể nghĩ như thế nào? Nếu không phải sư môn, có thế có ngôn gia hôm nay. Nếu không phải sư môn, đều không có Kiều Kiều. Huống hồ, sư phụ đều tự mình truyền tin đến, tiểu sư thúc đồng đẳng với hắn đích thân tới. Sư phụ cách xa, ta không cách nào tại sư phụ trước mặt tận hiếu cũng liền thôi, chẳng lẽ để tiểu sư thúc cùng vãn bối ở thiên viện sao? Kiều Kiều làm sao liền không thể rời ra ngoài rồi bị ôm đi đứa bé kia. Gọi là cái gì nhỉ, gọi tuệ tuệ. Khi nàng còn ở kia bên hồ nhỏ đâu, con mũi cũng nhiều, ban đêm còn đen nhánh, kiều kiều làm sao liền không thể ở rồi. Lão hầu gia dựng râu trừng mắt. Được rồi, trong vòng ba ngày liền dời ra ngoài. Trong phủ tùy thời tốt nhất cung nên tiểu sư thúc chuẩn bị. Cái này hầu phủ, ta còn không làm chủ được rồi. Lão hầu gia trực tiếp nổi giận. Hắn không quản sự, nhưng hắn một khi tức giận, lão thái thái đều là không dám phản bác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đem chủ viện chuyển không từ trong khố phòng tìm vô số đồ tốt điền vào đi đau lòng thẳng nhỏ máu lão phu nhân phiền muộn một đêm không ngủ trực tiếp sai người đi thượng thư phủ đi chính là lão phu nhân trước mặt giáo dưỡng ma ma giáo dưỡng ma ma đứng tại thượng thư phủ ngoài cửa mặt mày cụp xuống nhìn xem ngôn tuệ tuệ trong mắt lóe lên một vòng kinh thường cô nương náo đủ liền nên về nhà Kiều Kiều cô nương Thiên Tân vạn khổ kiếm về đến mặt mũi, cũng không thể cứ như vậy bại ra ngoài. Ngài lập tức năm tuổi, cũng nên hiểu chuyện. Mama nhìn thật sâu nàng liếc mắt. Ngài trở về nhận cái sai, lão phu nhân tóm lại là ngài thân tổ mẫu, sẽ tha thứ ngài. Tuệ Tuệ cười nhạo một tiếng. Ngươi nhưng thật có ý tứ. Đây là lão phu nhân gọi ngươi tới. Ta bị toàn lớp nhằm vào, cần mời gia trưởng thời điểm các ngươi làm sao không đến đâu? ma ma trên mặt không nhịn được liền nói ngay cô nương nô tài mặc dù không biết ngài khi nào cùng bệ hạ kết bạn nhưng bệ hạ quốc sự bận rộn nhưng sẽ không vĩnh viễn che chở ngài ngài cần nhờ vẫn là thừa ân hầu phủ a ngài từ nông thôn trở về ngang bướng không chịu nổi đắc tội các phủ công tử vốn nên đi từng nhà bái phỏng nhận lầm ngài dựa vào bệ hạ thắng mặt mũi lại cho hầu phủ cây địch khi tấn vương gia trưởng công chúa còn có các phủ đại nhân đều là ngài cha ruột đồng liêu nếu bọn họ ghi hận, mama còn chưa có nói xong, liền nghe được một thanh âm hô, túi sách cho ta, ta cho ngươi lưng. vừa nghiêng đầu, liền thấy tấn vương phủ phó vô lân nhếch môi, một mặt quật cường cho nàng đeo bọc sách. này, ngươi sớm ăn. đây là thành nam điểm tâm. tiểu quận chúa cũng đúng lúc nhảy xuống xe ngựa, tâm không cam tình không nguyện dẫn theo cái hộp đựng thức ăn. mama, im bặt mà dừng. nhận lầm. ta tại sao phải nhận lầm? ta lại không sai thật sự là buồn cười muốn ta trở về trừ phi hầu phủ tự mình khiên kiệu đến mời ta tuệ tuệ tiếp nhận tiểu quận chúa đưa tới điểm tâm cắn một cái ma ma lúc này mang mấy phần nộ khí ngài thật đúng là tốt cốt khí còn muốn hầu phủ mời ngài trở về vậy ngài cũng đừng về đi nói xong quay đầu bước đi nàng tại lão phu nhân trước mặt rất có mặt mũi tự nhiên minh bạch lão phu nhân đối nàng không có nhiều đầy lúc này mới dám khinh thị nàng Giờ phút này tuệ tuệ cười nhạo một tiếng, chậm rãi đi tại mấy đứa bé sau lưng. Phó vô lân dẫn theo bài tập của nàng, không được tự nhiên nhìn xem nàng, người tình nguyện ở thượng thư phủ đều không quay về. Thượng thư phủ phép tắc lớn nhất, liền ngủ trên giường cảm giác đều phải chú ý dáng vẻ. Thượng thư phủ có cái gì tốt? Trên mặt còn một bộ sợ sệt bộ dáng. Có cái gì tốt sợ? Có trọng quan xấu ngọc chiếu cố ta, không ai dám quản ta. Ngươi nếu là không tin, ta mời ngươi đi thượng thư phủ chơi một chút nha tuệ tuệ bụng lớn có thế chống thuyền nửa điểm không so đo dáng vẻ trọng quan xấu ngọc đó là ai làm sao chưa từng nghe qua phó vô lân nghĩ nghĩ tựa như chưa từng nghe qua cái này hai danh tự đó là của ta vãn búi rất nghe lời tuệ tuệ đối với hắn rất hài lòng khục ta thật có thể đi kỳ thật ta cho tới bây giờ không có đi qua thượng thư phủ đâu. Nghe nói rất khủng bố. Triều đã trí sĩ hồi hương lục lão, lại bộ thượng thư đã là trong triều quan lớn nhất viên. Tăng thêm chu thượng thư làm người cứng nhắc, đông đảo triều thần thấy hắn đều trong lòng không chắc. Tiểu quận chúa nghe xong, lập tức dẫn theo hộp cơm cũng tiến tới góp mặt. Đâu chỉ khủng bố, nghe nói nhà bọn hắn hài tử ngôn hành cử chỉ đều giống nhau như đúc, chưa từng xuất sai lầm. Kia! Vậy ngươi có thế mời ta sao? tiểu quận chúa chán ghét ngôn tuệ tuệ thế nhưng là nàng mời ta đi thượng thư phủ a nàng công chúa nương thấy thượng thư phủ đều thẳng sợ hãi a nha nàng nếu là có thể đi thượng thư phủ làm khách mẹ nàng nhất định xem trọng nàng tuệ tuệ nhẹ gật đầu nửa điểm không thèm để ý quay đầu nói cho hộ vệ trở về nói cho trọng quan ngang tối nay ta có bằng hữu tới bái phỏng để hắn cùng xấu ngọc chuẩn bị một ít thức ăn nhớ kỹ ra tới chiêu đãi vỡ lòng ban hài tử nghe xong mặc dù trong lòng không thích nàng, nhưng đều liếu ríu nháo muốn cùng đi. Tuệ tuệ lúc này mời toàn lớp. Buổi chiều vừa để xuống học, liền dẫn người thẳng đến thượng thư phủ. Chương 197, thượng thư khóc. Lại bộ thượng thư nghĩ rất chu toàn. Đứa nhỏ này đã không chịu về hầu phủ, ở hoàng cung kia nhất định là tại lý không hợp. Không bằng tới thượng thư phủ ở mấy ngày. Hắn trong phủ nhất là giảng phép tắc, con cái của hắn tôn nhi tôn nữ từng cái thấy hắn, đều cực kỳ phép tắc là toàn kinh nhất phép tắt người ta hắn không phải thật tốt cho nàng đem tính tình tách ra trở về bệ hạ chỉ cần không nhìn thấy liền sẽ không đau lòng vì trong âm thầm nếm chút khổ sở luôn có thể đổi lại đến phó cửu tiêu lông mày hung hăng đè ép lại bộ thượng thư phủ bên trên là có tiếng phép tắt nghiêm tuệ tuệ đi qua chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn hoàng đế đang muốn cự tuyệt liền cảm giác được có một đôi tay nhỏ kéo hắn một cái tay nhẹ nhàng lung lay cúi đầu xuống Liền thấy tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Ta hỏi một chút a, à, ngươi trong phủ nhưng còn có cha mẹ song thân." Nàng nhìn xem lại bộ thượng thư. Chu đại nhân không hiểu nhìn về phía nàng, vì thần năm nay 60, cha mẹ sớm đã đi về cõi tiên. "Bây giờ trong phủ, ta chính là lão thái gia." "A, à, ngươi không có trưởng bối a, à, kia. Nếu ngươi còn có trưởng bối nên như thế nào?" "Nghe nói ngươi còn có sư phụ, ngươi đợi sư phụ nên như thế nào?" tuệ tuệ ngầm đâm đâm mà hỏi. Chu đại nhân lập tức nghiêm túc, thiên địa quân thân sư, sư phụ như cha thân, tự nhiên nên lấy trưởng bối cung kính. Ngươi chỉ có cái sư phụ rồi. Chu đại nhân ngưng lông mày nghĩ nghĩ, bây giờ tại thế trưởng bối, chỉ còn sư phụ cùng tiểu sư thúc. Bệ hạ chính là thiên tử, là quân, xếp tại trước nhất đầu, vậy liền không nói. Ta muốn đi nhà hắn. Tuệ tuệ tay một chỉ, mặt mũi tràn đầy yêu thích. Chu đại nhân trong lòng cười lạnh, nhìn ta trở về không hảo hảo trị ngươi cái này một thân tật xấu. Phó cửu tiêu trầm ngâm một lát, nhìn thật sâu mắt lại bộ thượng thư, hơi gật đầu. Sau nửa canh giờ, lại bộ thượng thư đi ở phía trước, tuệ tuệ nho nhỏ một người vung lấy chân đi theo hắn phía sau. Trở về nói cho phu nhân, liền nói ta đem ngôn cô nương mời đến trong phủ ở mấy ngày, để nàng đem cẩm nghe viện tử dọn dẹp một chút. Cẩm nghe là nàng lớn tôn nữ. Lại đem trong phủ giáo dưỡng ma ma mời đi qua. Chu đại nhân nghiêm túc thận trọng, trong phủ phép tắc nghiêm, hạ nhân không nói hai lời liền quay đầu về thượng thư phủ. Bên ngoài cửa cung chờ lấy không ít nghe ngóng tin tức nô bộc. Giờ phút này thấy Chu đại nhân đúng là đem ngôn tuệ tuệ mang về phủ, nhao nhao trong bụng nở hoa. Lần này cô gái nhỏ này phải bị thua thiệt. Đến mai cái sợ là muốn khóc đến đi học. Thượng thư phủ phép tắc nặng để người thở không nổi, liền nhà ta chủ tử đi đều chịu không nổi. Nhà đầu này nhất định là xong đời xem ra thượng thư đại nhân dự định tự mình giáo dưỡng nàng thừa ân hầu phủ mới tìm về đến nữ nhi không có giáo dục việc này đã mọc cánh giống như bay ra ngoài thừa ân hầu phủ càng là lên cơn giận dữ kiều kiều tân tân khổ khổ thay nàng cầu đến thư viện nàng đi vào ngày đầu tiên liền đánh người còn đánh cả triều văn võ dòng giỏi nàng là ngại thừa ân hầu phủ tước vị sẽ không rơi à cái này nghiệt chướng đều là ngôn gia nghiệt a à. lại còn làm phiền kiều kiều đi qua nhận lầm Liên lụy kiều kiều cũng liền thôi, còn trước mặt mọi người để kiều kiều khó xử. Ta liền biết, kia là cái lòng tham nghiệp chướng. Ở bên ngoài nuôi tính tình, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Có thế. Nhưng bệ hạ, bỏ xuống quốc gia đại sự, tự mình đi qua cho nàng học phụ huynh a." À. Tam phu nhân yếu ớt nói. "Hầu phủ yên tĩnh." "Đúng vậy a. À. Trước đó còn có thể lừa gạt một chút chính mình. Nhưng bây giờ, hoàng đế tự mình đều đi cho nàng học phụ huynh." lão phu nhân sắc mặt nặng nề ngồi ở chủ vị lưu thị người đem đi tú sơn huyện hết thảy đều từng cái từng cái nói nghe một chút đến cùng nơi nào xảy ra sai sót lưu má má bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất lão phu nhân minh giám nô tỳ lưu má má mặt mũi tràn đầy cho tàn nàng nơi nào thấy cái gì a à, nàng biết hầu phủ không coi trọng cái cô nương này căn bản liền không có ở tú sơn trấn nô tỳ tuyệt không canh giữ ở tú sơn bịch một tiếng quả nhiên lão trong tay phu nhân chén trà trực tiếp nện ở nàng trên trán ngươi tại kia thủ mấy tháng liền nàng vì sao cùng hoàng đế quen biết cũng không biết lão phu nhân chỉ cảm thấy việc này dần dần mất khống chế nhưng lại có loại bất lực khủng hoảng lý thị con mắt đều khóc sưng đỏ nhưng buổi chiều biết được tuệ tuệ bị toàn lớp khó xử nàng cũng vẫn chưa trôi qua có yêu nhưng không nhiều càng yêu chính mình nàng biết mình nếu là đi qua tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người khó xử nhằm vào nàng kiều kiều cho nàng kiếm đủ mặt mũi, hôm nay thế tất sẽ bị ngôn tuệ tuệ toàn bộ ném ra bên ngoài. Nếu không đi qua, tuệ tuệ chỉ là đứa bé, bị mắng vài câu thụ điểm ủy khuất, cũng sẽ không có cái gì khác ảnh hưởng. Hầu phủ mặt mũi đều để nàng mất hết. Kiều kiều trở về con mắt đều khóc đỏ, ngươi còn không đi nhìn một cái. Lão phu nhân thẳng cắn răng. Tháng sau còn có triệu thần nghi thức, đừng lầm kiều kiều đại sự. Lý thị lúc này mới vội vàng đi hậu viện lão phu nhân sau lưng ma ma lại là liễm liễm lông mày lão phu nhân nàng bị mang đến thượng thư phủ cũng tốt nếm chút khổ sở trở về mới biết hầu phủ tốt chỉ là hầu phủ thanh danh đến cùng bị nàng bại phôi lại nói rớt cũng không phải hầu phủ mặt mũi nàng từ nhỏ đã không phải tại hầu phủ lớn lên lão phu nhân sắc mặt đẹp mắt mấy phần chỉ là không biết bệ hạ đến cùng có bao nhiêu coi trọng nàng lão phu nhân càng phát ra không vui tiên hoàng đau sủng kiều kiều nhưng tân đế đối kiều kiều cũng không nửa phần thân thiện ngược lại là đối với các nàng vứt bỏ khí nữ coi như trân bảo cái này khiến các nàng làm sao cam lòng lão phu nhân lập tức chính là triệu thần nghi thức thiên hạ này chỉ có kiều kiều cô nương có thế gọi đến thần minh bệ hạ hắn không ngốc tất cả đế vương đều hy vọng mình là thượng thiên chọn trúng quân chủ lão phu nhân nhấc lên ngôn kiều kiều lông mi liền ngậm mỉm cười kiều kiều a lần này không biết lại muốn kêu gọi cái gì thần minh kiều kiều nàng là hầu phủ kiêu ngạo nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào có hại hầu phủ tương lai gần như tất cả mọi người đều phán định ngôn tuệ tuệ tại thượng thư phủ phải tiếp nhận cực kỳ tàn ác thay đổi chu thượng thư tại lên xe ngựa trước đó cũng nghĩ như vậy thậm chí cũng đã làm cho trong phủ làm tốt muốn trừng trị nàng chuẩn bị có thể từ lên xe ngựa bắt đầu hết thảy liền biến thượng thư phủ trước cửa, đám người đợi trái đợi phải, thẳng đến đều qua canh giờ, xe ngựa cũng còn chưa trở về. Kỳ quái, cái này sắc trời đã tối, lão thái gia xưa nay là cái đúng giờ người, hôm nay làm sao còn chưa trở về. Đối, đợi lát nữa ai cũng không cho phép đối kia ngôn cô nương có chút ưu đãi. Lão thái gia đã muốn dạy nàng học phép tắc, nhất định đối nàng cực kỳ nghiêm khắc. Khóc không cho phép hống, không cho phép náo tính tình, để nàng học được lễ nghi tôn ti thượng thư phủ tất cả hài tử đều là dài như vậy lớn. Tiếng thối có độ, ngồi nằm đi, thậm chí cả mỉm cười đều là vừa đúng, phép tắt nhà danh bất hư truyền. Hứa thị đứng ở trước cửa dặn dò. Nàng là chu thượng thư con dâu trưởng, xưa nay là nàng đang đánh điểm trong phủ hết thảy. Đến đến. Lão thái gia xe ngựa trở về. Hạ nhân thấp giọng trả lời. Đám người đứng tại trước cổng chính. Nhìn xem xe ngựa tới gần chu thượng thư mặt không biểu tình đỉnh lấy một đầu rối bời đầu ổ gà xuống xe ngựa liền góc áo đều dính lấy dầu phía trên còn im khả nghi tay nhỏ nha vết tích chu thượng thư mặt không biểu tình có chút tan nghiêm mặt hắn xong giáo cái gì phép tắt hắn mời tôn đại phật về nhà đám người sững sờ lão thái gia nhất là trọng phép tắt cùng hình tượng tóc đều chảy cẩn thận tỉ mỉ hôm nay đây là gặp đạo tặc rồi còn chưa tiến lên hành lễ Liền nghe được một đạo nải thanh nải khí hô, trọng quan A, ôm. Dán dấp tròn tròn múc múc nhỏ sữa bé con, tay trái thịt dê nướng, tay phải đường hồ lô, trên mặt lại là đường lại là dầu, giờ phút này hướng phía chu thượng thư mở ra tay. Trọng quan, thượng thư đại nhân tục danh. Trong thiên hạ, chỉ có hoàng đế cùng lục lão có thể gọi thẳng tên. Giờ phút này, nàng kêu gọi là một cái thanh thúy êm tai. Chương 198, yêu ma quỷ quái tổ tông. Ấn ký này, ngươi là lúc nào có? Tuệ tuệ nghiêng đầu qua hỏi, hai cái nhỏ nhăn nhoáng một cái nhoáng một cái. Hai con vẹt đứng tại trên vai gặm hạt dưa. Đại khái. Ba ngày trước. Gia Gia mí mắt nhảy một cái, bỗng nhiên nhìn về phía tiểu chủ tử. Ba ngày trước, đây không phải tuệ tuệ mới vừa vào thượng thư phủ thời điểm sao? Nhớ tới trong kinh truyền ngôn, đều nói năm đó quốc sư tiên đoán hầu phu nhân sẽ sinh ra phúc bảo. Nhưng hôm nay nhiều một cái, một cái khác thân thế long đông, lại mấy năm này đại việt nhiều tai nạn, nhất định là tai tinh. Nguyên bản liền lưu truyền tai tinh ngôn luận. Như Chu cô nương lại đột nhiên đâm đầu xuống hồ tự sát, chỉ sợ cô nương nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tâm hắn đáng chết a. À. Đây là mượn Chu cô nương đối phó nhà mình tuệ tuệ đâu. Chu cô nương vốn không phải cái sẽ hốt hoảng tính tình, mấy ngày nay quả thực bị dọa sợ. Cô nãy nãy không biết, trong mộng nam nhân kia. Chu cô nương trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Trong mộng người kia thanh bạch lấy một gương mặt bị ngâm sưng dọa người, trên thân còn có một cổ hư thối khí tức. Lại cứ hắn mặc một thân đỏ tươi y phục, mình ở trong mơ mặt mới gã áo, hắn nhào tới dáng vẻ quả thực dọa đến nàng không biết làm sao. Cái này ba ngày nàng vụng trộn cầu qua mẫu thân. Hôm qua còn ra một chuyến phủ, đi chùa miếu trở về. Nhưng vật kia đúng là nửa điểm không sợ nàng từ chùa miếu mang về phù chú. Hắn thậm chí khinh thường đem kia phù chú xé sạch sẽ. Nàng là chu gia dạy nên nữ nhi, danh tiết lớn hơn trời, nàng cũng không muốn bị nhục như thế. Lúc này mới muốn tại đối phương đến cầu hôn lúc, đâm đầu xuống hồ tự sát. Ta không phải khiếp nhược, ta là nghĩ đến. Hắn là cái tà vật. Chúng ta không cách nào cùng đối phương đấu. Ta trong sách tìm chút biện pháp, nói nữ tử tại giờ tí, mặc áo đỏ đâm đầu xuống hồ. Chu cô nương có chút xấu hổ, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng nàng bây giờ gặp gỡ, lại cũng chỉ có thế lấy bạo chế bạo. Gia Gia kinh ngạc nhìn nàng khó có thể tưởng tượng tại chu gia cái này khắc nghiệt giáo dục dưới chu cô nương vậy mà là cái dị loại đây là dùng ma pháp đánh bại ma pháp a tuệ tuệ lại là trên mặt đẹp mắt không ít nàng coi là chu cô nương gặp chuyện sẽ chỉ khóc trống tự sát lại không muốn nàng còn chuẩn bị lấy xuống dưới cùng đối phương đánh nhau cũng là không cần như thế cẩm nghe a ba ngày trước ngươi nhưng xuất hiện qua cái gì dị thường tuệ tuệ gặp nàng thần sắc chưa định để gia gia cho nàng rót chén trà sữa ấm người tử Chu cô nương nhếch môi nghĩ nghĩ, giờ phút này đã tháng 11, thời tiết giá lạnh, cũng may gia gia cho nàng cầm y phục trở về. Dị thường lời nói. Cũng không có gì không. Nói, ngữ khí dừng lại. Không, ta trước kia là quốc học viện học sinh. Đến hôm sau liền ở nhà theo áo cưới, nhưng thư viện sự vụ còn chưa nói rõ ràng. Ba ngày trước, ta kiệu hoa bên trong từng xuất hiện một đôi con rối. Con rối mặc một thân đỏ, tự hồ là bái đường vợ chồng mới cưới loại nhân ngẫu này tại nguyệt lão từ rất nhiều, đều là dùng để cầu duyên, lúc ấy cũng chưa từng để ý, liền trực tiếp ném ra ngoài. Kỳ quái là, con rối kia cuối cùng lại trở lại ta dưới cái gối. Tuệ tuệ nghĩ nghĩ, đem con rối mang tới. Chu cô nương chần chờ một chút, ta không muốn hại người, con rối kia mấy lần ném không đi ra, ta liền đem nó đặt ở nhỏ Phật đường Bồ Tát pho tượng phía dưới. Cô nãi nãi, ngài không cần quản, cẩm nghe không muốn hại người. Nàng người đứng tại trên bờ, đem ngươi từ dưới nước cầm lên đến, ngài liền không có cảm thấy không đúng sao. Gia Gia thấp giọng nói. Chu cô nương khẽ giật mình. Được rồi, ngươi dẫn ta đi. Cẩm nghe ngươi yên tâm, không nói những cái khác. Những cái này yêu ma quỷ quái, ngươi cô nãi nãi cũng không có mang sợ. Tuệ tuệ hiếm thấy liếc hạ miệng, thần minh trời sinh khắc chế tà vật, ở trước mặt nàng tìm đường chết, thật đúng là. Chu cô nương nhớ tới mới kia một màn kỳ dị, trong lòng còn nắm lấy, chẳng lẽ hầu phu nhân sinh xong bào thai đều là phúc bảo? Đều có thần kỳ lực lượng. Nhưng nàng giờ phút này không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ đem lấy tuệ tuệ một đường đi ra ngoài. Nhà hoàng của nàng tới lúc gấp rút vội vàng tìm tới, cái này giữa mùa đông chạy mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, đại cô nương, ngài đi đâu rồi? Ngài nói muốn đi vườn hoa tiêu cơm một chút, nô tỳ tì tìm lượt vườn hoa đều chưa từng tìm được ngươi. Chu cô nương này sẽ đổi y phục, đã nhìn không ra dị dạng, gặp phải cô nải nải, liền đi cô nãi nãi trong viện ngồi một hồi. Ngươi đi về trước đi, ta mang cô nãi nãi đi một chút. Nha hoàng dừng một chút, nhưng thấy cô nương sắc mặt khó coi, liền đành phải lui xuống. Đêm khuya, mấy người một đường xuyên qua hành lang, đến nhỏ Phật đường. Trong kinh thế gia đều yêu cung phụng nhỏ Phật đường, mỗi tháng lần đầu tiên 15 ăn làm cầu phúc. Chu cô nương cùng gia gia đối nhỏ Phật đường bái một cái, tuệ tuệ đứng tại một bên, nàng thần vị so với đối phương cao, tự nhiên không cần quỳ lạy chu cô nương không biết là bị hù vẫn là đông bàn tay nhẹ nhàng phát run đem nhỏ phật tượng nâng lên lấy ra đôi kia màu đỏ con rối a à. chu cô nương sửng sốt một chút lập tức bỗng nhiên đem con rối bỏ qua a à. dọa đến nàng thần sắc đại biến con rối lạch cạch một chút rơi trên mặt đất chỉ thấy con rối kia ngủ quang bên trong đúng là thấm ra từng tia từng tia vết máu tuệ tuệ cúi đầu đem con rối nhặt lên cũng may ngươi đem con rối chấn tại phật tượng dưới đáy không phải chỉ sợ ngươi sớm bị kiệu hoa khiên đi. Đây là nhất là âm độc thủ đoạn. Có người chết yểu, trước khi chết vẫn là đồng tử thân. Liền sẽ tìm cách đi tìm một chút hợp bác tự nữ tử tiến hành hôn phối. Nhưng phần lớn, đều là lấy âm hồn xứng đôi. Lấy người sống phối, chính là cực kỳ âm độc lại vi phạm thiên lý. Như người sống phối, kiệu hoa liền sẽ trực tiếp nhiếp hồn, cùng nhau đưa đi đối phương lăng mộ. Mà người sống, sẽ phải gánh chịu không cách nào tưởng tượng đau khổ chết đi bị âm hồn lăng nhục, bị sinh sôi nhạt thở mà chết, đều là thường nhân không dám tưởng tượng đau khổ. Cẩm nghe, ngươi sinh nhật là khi nào? Ta sinh nhật không được tốt, là giờ âm tháng âm năm âm ngày âm sở sinh. Ta là Tết Trung Nguyên sở sinh, lại sinh tại giờ tí. Cũng bởi vì cái này sinh nhật, chuyện chung thân của nàng rất phí một phen khí lực. Là, ngươi cái này sinh nhật nếu là phối cấp âm hồn, đối âm hồn đến nói chính là vật đại bổ. Chu cô nương sắc mặt trắng bệch là ai muốn hại ta, là ai yếu điểm chu gia. Chu cô nương bạch lấy một cương mặt. Tuệ tuệ có chút miếng môi, cẩm nghe đây là gặp dính líu tới của nàng. Yên tâm đi, có cô nãi nãi tại, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Đến lúc đó, còn phải đền bù tiểu bối này một phen. Tuệ tuệ sờ một cái con rối, phía trên lạnh buốt một mảnh, còn mang theo một tia cá mùi tanh. Tìm người ra một chút, gần đây trong kinh nhưng có công tử trẻ tuổi rơi xuống nước bỏ mình tốt nhất là không có lập gia đình độc thân cẩu. Chu cô nương nhẹ gật đầu, được. Hết thảy nghe cô nãi nãi. Đến mai ta và ngươi ngủ chung đi. Chu cô nương mặt lộ vẻ hoảng sợ, ta. Ta có chút sợ hãi tổ phụ tổ mẫu đến hầu hạ ta rời giường. Vừa mở ra mắt liền gặp được. Tổ phụ tổ mẫu đứng tại trước giường, bưng bàn ý cười đầy mặt, cái này so gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Tuệ tuệ ghét bỏ nhìn nàng một cái, trọng quan cùng xấu ngọc một mảnh hiếu tâm, thôi, nghe ngươi a à. chu cô nương nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra hù chết ta chương 199, gặp được chân thần trong đêm chu cô nương trốn ở trong chăn từ trước đến nay đoan trang hiền lành nàng yên lặng rút vào trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt con mắt có chút hiếp nhưng thở hào hển ẩn ẩn lộ ra nàng khẩn trương đột bên tai truyền đến thanh âm chu cô nương khẩn trương chóp mũi đều đổ mồ hôi lạnh càng phát ra tới gần giờ tí nàng càng là khẩn trương nàng phân phát trong viện tất cả mọi người giờ phút này tỉnh liền hô hấp đều có thể nghe được còn có kèn âm thanh tỏa kèn âm thanh chu cẩm nghê bỗng nhiên cứng đờ trong phủ nơi nào đến kèn âm thanh chỉ có thành hôn mới cần kèn âm thanh mà lại kia thổi sáo đánh trống thanh âm càng phát ra tới gần tựa như là trực tiếp thổi qua đến chu cô nương sợ răng kẻo kẹt kẻo kẹt vang đột một đôi ấm áp tay nhỏ chụp lên nàng lạnh buốt đầu ngón tay cúi đầu xuống liền nhìn thấy còn buồn ngủ tiểu tổ tông dụi dụi con mắt hạ giọng vụn trộm hỏi ta muốn hỏi ngươi vấn đề sắc mặt nghiêm túc ngữ khí phá lệ nghiêm túc chu cô nương trong lòng lột bột một tiếng tâm đều chìm vào đáy cốc tiểu tổ tông chẳng lẽ không còn biện pháp nào rồi chu cô nương một chút buồn từ trong lòng lên liền nghe được đối phương hỏi ta có thế ngồi ăn sao cũng không biết đối phương bố trí bàn tiệc không có Chu cô nương hốt hoảng nghe thấy một câu, tốt nhất là bố trí bàn tiệc. Không phải muốn thế nào như thế nào. Vừa nói xong, kia kiệu hoa xuyên thấu vách tường, một đường rơi ở trước mặt nàng. Tiên diễm như máu, quỷ dị dọa người. Một cái mập mạp bà mối, gương mặt điểm một đống đỏ, sắc nhọn lấy tiếng nói, nói nói, mời tân nương lên kiệu. Mời tân nương lên kiệu. Tất cả mọi người hiện ra tím xanh, ngu ngơ hô, mời tân nương lên kiệu. Chu cô nương còn không kịp phản ứng liền chỉ cảm thấy mình toàn thân chợt nhẹ, cả người bay vào kiệu hoa bên trong. Tuệ tuệ gặp nàng đầu ngón tay nháy mắt phát lạnh, trực tiếp ở trên người nàng kết xuống ấn, bảo toàn thân xác. Gia gia, không cho phép người ngoài tiến căn phòng này. Nói xong, liền trực tiếp chui vào kiệu hoa. Những người kia giống như là cũng không thèm để ý nàng, nhấc lên kiệu hoa liền biến mất ở gia gia trước mắt. Ai? Không phải, ngươi mang đũa làm cái gì? Gia gia còn chưa hô xong, đối phương đã biến mất. Chu Cẩm nghe hồn phách ly thể, nguyên bản dọa đến run lẩy bẩy, nhưng ngẩng đầu một cái, liền thấy một chùm sáng hướng phía nàng vọt tới. Thứ gì? Thứ gì? Muốn chọc mù con mắt của ta? Chu cô nương bỗng nhiên che mắt. Tuệ tuệ ấm áp tay nhỏ tại nàng lông mi một vòng. Ngươi đã ly hồn, liền quyền sở hữu phủ quản lý. Cho nên, ngươi là không thể nhìn thẳng ta. Tiểu tuệ tuệ tràn đầy ý cười lời nói, để chu cô nương thiếu mấy phần sợ hãi. Cô nãi nãi này, tựa như so trong truyền thuyết ngôn kiều kiều, lợi hại nhiều. Nàng thế mà bên trên cổ kiệu. Đợi tuệ tuệ tại nàng đôi mắt một vòng, nàng mới dám nhìn tuệ tuệ. Dù vậy, tuệ tuệ trên người uy áp cũng cực kỳ dọa người. Nàng chỉ dám thô thô liếc liếc mắt. Đây là thần minh bẩm sinh áp chế. Ngài ngài. Nàng có ngốc, cũng minh bạch tuệ tuệ thân phận bất phàm. Xuyệt. Tới nơi. Tuệ tuệ nhẹ nhàng che miệng của nàng quả nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Là người tiếng khóc. Mời tân nương tử xuống kiệu. Bên ngoài truyền đến một tiếng hô, một trận gió liền đem kiệu hoa rèm thổi ra. Chu cô nương rung lập tập. Chỉ thấy kia tầng tầng lớp lớp màu trắng đồ trắng phía dưới, đúng là còn quấn quanh lấy một tầng đỏ. Buồn vui cùng đường, để người lên một thân nổi da gà. Chu cô nương phản phất bị khống chế lấy hạ kiệu hoa, liền thấy kia chính giữa, đúng là đứng một người mặc hỷ phục nam nhân nam tử dưới chân một lớn bầy nước, liền hỷ phục đều thấm ướt. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trên thân còn tràn ngập một cổ hư thối hương vị. Chu Cẩm Nghê gặp một lần hắn, lại là bỗng nhiên hoảng sợ nói, là ngươi. Ai cũng không có chú ý, kia kiệu hoa bên trên lại chui ra cái môi hồng răng trắng sữa bé con, trong tay còn cầm một đôi đũa. Nhìn thấy, cũng chỉ coi là còn đưa cái của hồi môn. Đều tại ngươi, đều tại ngươi cái tiện phụ này. Vì cái gì không chịu gả cho nhi tử ta, vì cái gì không chịu gả cho nhi tử ta hại con ta hại con ta a à. đứng bên cạnh một cái khuôn mặt tiều tụy phụ nhân hôm nay là con ta hạ táng ngày ngươi liền gả cho ta cùng ta nhi cùng quan tài phụ nhân đỏ cả đôi mắt lên nơi đây đại khái là mới dựng linh đường xây ở trong núi bên ngoài còn đào ra phần mộ hình dạng bên cạnh đặt vào quan tài chỉ chờ đem chu cẩm nghe cùng một chỗ phong tại trong đó liền hạ táng chính giữa đứng cái lão đạo lão đạo hiếp con ngươi không nói lời nào lấy oán trả ơn năm đó ngươi rơi kiểm tra là ta mời phụ thân viết một phần tâm đắc cho ngươi mới giúp ngươi thi đậu cử nhân ngươi đúng là hại ta chu cẩm nghe lớn tiếng giận mắng con ta cảm mến ngươi vì ngươi kêu đèn đọc sách con mắt đều nhanh mù thật vất vả thi đậu cử nhân ngươi đúng là muốn cùng người khác đính hôn con ta say rượu trượt chân rơi xuống nước đều là ngươi đều là ngươi hại nhi tử ta a à phụ nhân khóc trống không thôi chu cẩm nghe cười lạnh một tiếng hâm mộ ta chu cẩm nghe người chưa từng thiếu ngươi một cái lấy oán trả ơn đồ vật thật sự là bi ai lại buồn cười phụ nhân thấy con trai mình bị mắng không ngẩng đầu được lên liền nói ngay thì tính sao ngươi đều phải cùng ta nhi hợp tán chết đều là con ta quỷ ngươi chu gia có quyền thế lại như thế nào nàng ngươi đột nhiên chết đột ngột mà chết chính là chu đại nhân cũng ra không ra kết quả đạo trưởng nhanh cách làm đi, ta muốn nàng đời đời kiếp kiếp gả cho ta nhi. thật vất vả thi đậu cử nhân, trong mong ra mặt, hắn đúng là trượt chân rơi xuống nước. nàng làm sao cam lòng, làm sao cam lòng a? À. có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lão già còn đang suy nghĩ cái rắm ăn. liền con của ngươi kia xấu dạng, còn không người nhà đầu ngón chân dáng dấp đoan chính. đột hai âm thanh dồn dập hô lên, đám người tìm theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy một cái kiều kiều nhuyễn nhuyễn tiểu cô nương trên bờ vai đứng hai con không ngừng chuyển vận nhỏ vẹt. Quẹ! Xấu, ngươi xấu đến ta. Hai con chim một bên gọi một bên bay, bọn chúng nói chuyện ác độc vừa tức người, tức giận đến phụ nhân chửi ầm lên. Tuệ tuệ lại là nhìn xem đạo nhân kia, người sống phối thân, có bội thiên lý, ngươi từ nơi đó học được nhiếp hồn thuật. Tuệ tuệ vốn là thần minh, giờ phút này thiên uy hiển hiện, trên bầu trời đúng là hiện lên một đạo sấm sét ngươi nếu không nói, ta cần phải câu ngươi hồn ra tới ngó ngó nha. Tuệ tuệ nói gọi là một cái nhẹ như mây gió. Nàng tay nhỏ một chiêu, ngay tại địa phủ uống ít rượu hắc bạch vô thường thoáng qua liền xuất hiện tại nơi đây. Hai người còn ngẩn người, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy tuệ tuệ bộ dáng. Trong tay câu hồn cờ đều kém chút rơi trên mặt đất. Đạo nhân kia dọa đến bắp chân rung, lạch cạch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Ta cái gì cũng không biết, ta là gạt người. Là bọn hắn muốn phối cưới, Ta vốn định đến lừa gạt các nàng, lại không muốn ba ngày trước có người nói cho ta biết một cái biện pháp, lại không muốn thật đưa tới. Miên lai, like, đây chính là cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Đạo sĩ run rẩy bàn giao ra tới, Hắc Bạch vô thường sắc mặt nghiêm khắc, việc này chúng ta tất nhiên sẽ báo cáo Diêm La, có người tự tiện câu hồn nhiễu loạn thế gian an bình. Từ Hắc Bạch vô thường xuất hiện một khắc này bắt đầu, kia đàn bà đanh đá liền dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có, có quỷ a. Chương 200 tám nhất đại kiệu về ngôn gia. Tuệ tuệ khoát tay áo, hai người đối tuệ tuệ đi một đạo đại lễ, trực tiếp đem đạo nhân mang đi. Đạo nhân nhiễu loạn thế gian thọ nguyên, là trọng tội, tất nhiên sẽ ra rõ. Tuệ tuệ hai tay vây quanh, kết bỏ liếc qua, bàn tiệc đều không có lo liệu mấy bàn. Nàng chưa từ bỏ ý định mà hỏi. A Nguyệt nói nàng lập tức 5 tuổi, sắp thay răng, liền giấu nàng tiểu kim khố. Mỗi ngày chỉ có ỷ lại thượng thư phủ khả năng ăn chút tốt may mắn nàng mới giấu chút tiền riêng. Mặc dù không nhiều, nhưng là đủ nàng ăn quà vặt. Nhi tử ta đều chết rồi, nơi nào còn có bàn tiệc. Phụ nhân run rẩy khóc ròng nói. Con của ngươi chết rồi, liền phải cướp đi nữ nhi của người khác sao? Cẩm nghe có tâm giúp hắn một cái, lại không muốn các ngươi đúng là một phòng lòng muôn dạ thú người. Tuệ tuệ vụng trộn cho mình trống cái trưởng, nàng dùng đối từ nhi. Đáng tiếc cái này tỏa sáng thời khắc, không ai nhìn thấy. Chu Cẩm nghe mặt mày trong trẻo lạnh lùng, ta tự hỏi chưa hề làm vượt qua sự tình, lại không muốn để ngươi sinh ra như thế hiểu lầm. Nếu sớm biết ngươi là như thế người, ta nhất định sẽ không giúp ngươi. Nam nhân kia si ngốc nhìn xem nàng, chẳng qua là ta đầu thai không bằng người, ngươi xem thường ta thôi. Chu Cẩm nghe châm chọc khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ta xem thường linh hồn của ngươi. Bẩn thiểu đồ vật. Ngươi. Kia âm hồn dường như nổi giận. Tuệ tuệ lại là đầu ngón tay một trảo, liền trực tiếp để hắn không thể động đậy đã ngươi không nghĩ xuống dưới đầu thai không bằng như vậy a à. tuệ tuệ tuét miệng ta thích nước ăn bên trong ngó sen mang ngó sen mang khó đào ngươi là quỷ nước thủy tính vô cùng tốt mùa đông liền thay ta đào ngó sen mang mùa hè thời điểm ngươi còn có thể thay ta hóng mát trong lúc rảnh rỗi còn có thể thay ta xoa đẩy ta thích ăn đậu ngươi làm càng con trai ta là cử nhân là cử nhân phụ nhân trước hết nhất chịu không nổi vậy nhưng không phải do ngươi mùa hè sang năm có con của ngươi ta liền không nóng tuệ tuệ khẽ cười một tiếng thần minh ý nguyện chưa từng thụ phàm nhân ảnh hưởng về phần ngươi tâm tư bất chính giết hại vô tội sinh linh vậy liền phạt ngươi phạt ngươi cô độc sống quãng đời còn lại thủ tiết cả đời nhi nữ đều tổn hại huyết mạch đoạn tuyệt nói xong mang theo chu cẩm nghe cùng kia âm hồn liền biến mất ở phụ nhân trước mắt. Phụ nhân thét lên phía dưới, trực tiếp ngất đi. Đợi nàng tỉnh lại, sẽ quên đây hết thảy, nhưng ngôn linh nguyền rủa lại một đời một thế đi theo nàng. Trở lại trong phủ thời điểm tuệ tuệ liền đem thủy quỷ kia trực tiếp tù tại một mảnh ngó sen trong ruộng. Đến mai khai gia cửa hàng, chuyên môn bán nước chế phẩm cùng đậu hũ. Để hắn mài, vào chỗ chết mài. Mùa hè, liền để hắn làm hình người khối băng tuệ tuệ hai tay chống nạnh. Vừa mới hồi hồn chu cẩm nghe, đứng dậy đối tuệ tuệ đi một đạo đại lễ. Việc này, đa tạ tiểu cô nãi nãi cứu giúp. Tuệ tuệ tay vừa nhất, nàng liền không cúi xuống được đi. Tuệ tuệ lắc đầu, ngươi là thụ ta liên lụy. Ngôn kiều kiều, xem ra, nàng cần thiết về hầu phủ. Vì đền bù ngươi thụ cái này một lần tội, ta cho ngươi tăng thọ 10 năm. Tuệ tuệ bắt một đoàn linh khí đúc cho nàng. Chu cô nương tuyệt không hỏi thân phận của nàng, chỉ nhìn thật sâu nàng liếc mắt so với dĩ vãng tăng thêm mấy phần cung kính liền hắc bạch vô thường loại kia trong truyền thuyết thần đều có thể gọi thì đến đuổi thì đi nàng không dám phỏng đoán tuệ tuệ thân phận nàng làm sao biết hắc bạch vô thường thậm chí không có gặp mặt tư cách của nàng chu cô nương từ ngày hôm đó về sau đối nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng mỗi ngày càng là đứng tại trọng quan cùng xấu ngọc sau lưng chờ lấy hầu hạ nàng ngắn mũi nửa tháng chu đại nhân già rồi vào triều, bệ hạ, cái này cung trong quả thực trong trẻo lạnh lùng một chút a. À. nếu là có thể có đứa bé, có lẽ sẽ náo nhiệt mấy phần. bệ hạ, vi thần nhìn, ngài kia tẩm điện nếu không toàn bộ tẩy thành màu hồng. mỗi ngày, bệ hạ đều không mềm không cứng đem hắn bác bỏ. hạ triều sau. tiểu sư thúc, cái này trong phủ có phải là có chút không thú vị a? À? tiểu sư thúc, nghe nói hầu phủ còn nuôi thật nhiều sủng vật đâu, nướng ăn món ngon nhất ngài hiếu thuận nhất sư điệt, tuyệt đối phải số lão hầu gia A. Tiểu sư thúc A, nếu không đem ngài kia yêu sủng giam lại. Mỗi ngày chu đại nhân đi tiểu đêm, đều sẽ bị ngồi sổng ở trong viện lớn bạch hổ giật mình. Tuệ tuệ khoát tay áo, vô tình cự tuyệt hắn. Cái này khẽ kéo, trực tiếp kéo tới cuối năm. Ngày đầu tháng giêng, kinh thành còn có cái long trọng tập tục, thỉnh thần. Đây đều là ngôn kiều kiều sân nhà. Khoảng cách thỉnh thần, cũng chỉ nửa tháng. Chu đại nhân tóc đều nhanh gấp trắng rồi, nằm mộng cũng nhớ tìm cái biện pháp đưa nàng đưa về nhà. Tuệ Tuệ cũng có chút hậm hực. Ta thật thật muốn ăn điểm ăn vặt a. Ta sẽ thật tốt đánh răng, thật tốt bảo vệ răng. Ngươi để A Nguyệt chừa chút cho ta ăn vặt a. Tuệ Tuệ vô cùng đáng thương dỗ dành gia gia. Kinh thành mấy nhà cửa hàng sinh ý vô cùng tốt, cực kỳ bận rộn. Liền trong kinh những cái kia quý nhân đều thường xuyên đi xếp hàng. A Nguyệt liền thường xuyên đi hỗ trợ còn đem xe kia phỉ thúy nguyên thạch cùng bạc thu vào. A Nguyệt tỷ tỷ nói, thay răng lúc ăn vặt ăn nhiều, đến lúc đó răng dáng dấp lệch ra, không chỉnh tề. Cô nương ngài nhịn thêm. Gia Gia rất là khó xử. Tuệ tuệ hừ một tiếng. Tìm lý do đem Gia Gia chi tiêu đi. Tự mình lén lén lúc lúc từ trên tường đào cái động, tiểu gia hỏa nghĩ linh tinh, hẹp hòi, hẹp hòi. May mà ta mỗi lần đều giấu chút tiền riêng, không phải, ta sợ là cái thứ nhất bị thèm chết thần sờ mó tuệ tuệ giảo hoạt ý cười thoáng chốc vừa thu lại bên trong rỗng tuyết. nương lão tử nàng tiền riêng bị trộn Hoa. một tiếng tiểu thần nữ long trời lỡ đất tiếng khóc vang lên da 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 bị tặc bị tặc tiền của ta bị trộn a à. tuệ tuệ một đường liền xông ra ngoài ô ô ô ô chính thúc tha thúc thích khóc liền thấy hổ tử chậm rãi từ ngoài cửa tiến đến chỉ thấy hổ tử miệng bên cạnh dính đầy bọc thịt hai con vẹt phản phất uống nhiều như vậy một đường bay trở về toàn thân còn mang theo mùi rượu vừa vặn giờ phút này có nha hoàng chỉ chứng buổi sáng thời điểm nô tỳ nhìn thấy hai con vẹt chỉ huy lớn bạch hổ liền dùng móng vuốt cào tường cào mở về sau vẹt lại túng ra túi tiền mà bạch hổ liền đem tường khôi phục nguyên dạng đang nói đây thượng thư phủ đích trưởng tôn đột nhiên hứng thú bừng bừng chạy về tới qua wow, hôm nay ta nhìn thấy kỳ tích toàn kinh đô truyền khắp a hôm nay có hai con thần điểu, mang theo một con mảnh hổ hạ sơn mua thịt ăn. Thần điểu bỏ tiền, mảnh hổ miệng bên trong ngậm cái rổ, đồ vật liền thả bên trong. Bọn chúng thậm chí mua một bầu rượu. Trời ạ, à, quá thần. Cũng không biết cái nào lớn hoang loại cho tiền. Còn chưa nói xong, liền gặp nhà hắn tiểu cô nãi nãi ngậm lấy nước mắt nhìn xem hắn. Trước mặt nàng, quỳ một con ở hơi lão hổ. Còn có hai con bay run run rẩy rẩy, uống nhiều vẹt tuệ tuệ thương tâm. Có thể đã thương tâm. Vội vàng chạy tới chu đại nhân đau lòng cực, nhưng lại nhịn không được thầm nghĩ, thật đúng là sủng thuận theo chủ A. Cùng tiểu sư thúc giống nhau như đúc. Tiểu cô nải nải, có khả năng hay không, là ngươi trước gặm xong vẹt hạt dưa. Gặm xong lớn bạch hổ gà quay đâu. Sấu ngọc lời lẽ khuyên nhủ nói. Tuệ tuệ khóc nước mũi nổi lên. Ô ô ô, ta muốn mập nhà, ta muốn mập nhà. Ai, đừng khóc, sư Điệt giúp ngươi chu đại nhân vừa nói nửa câu liền gắt gao bịt miệng lại tiểu gia hỏa tiếng khóc im bặt mà dừng giúp ta cái gì trong mắt trưng trưng nhìn xem sư Điệt. chu đại nhân mạnh mẽ chuyển cái ngoặt, ngăn chặn xảy ra bất ngờ cuồng hỉ một mặt trầm thống nói giúp ngài thông tri ngôn nhà để bọn hắn tám nhất đại kiệu tới đón tiểu sư thúc ngài liền không lại ở vài ngày rồi chẳng lẽ là đại sư Điệt chiếu cố không tốt ngài muốn hay không sống thêm mấy ngày chu đại nhân làm bộ làm tịch mà hỏi tuệ tuệ thúc thích ngươi nếu là không nỡ ta ta có thể qua năm lại trở về chu đại nhân quay đầu phi nước đại ta thay ngài thu dọn đồ đạc đi quay đầu cho mình hai to mồm để ngươi miệng tiện chương hai trăm một cung thỉnh tiểu sư thúc thừa ân hầu phủ lão hầu gia thần thái sáng láng đổi thân mới tinh trường bào ngươi còn đứng đấy đang làm cái gì chờ chút nên đi tiếp tiểu sư thúc phủ thượng hết thảy nhưng chuẩn bị tốt rồi kiều kiều viện tử đằng đi ra rồi hả tiểu sư thúc là ta phủ thượng bối phận cao nhất ở chủ viện là hẳn là ngươi thực sự đem kiều kiều quen phải không tưởng nổi lão hầu gia nhịn không được nhiều hơn mấy phần trách cứ tiểu sư thúc là toàn phủ cao nhất bối phận ngươi để nàng ở thiên viện giống hay không lời nói từ bối phận đến nói nàng bối phận tối cao từ thân phận đến nói nàng cũng là tiên hoàng thân phong quận chúa Kiều Kiều là phủ thượng nhỏ nhất vãn bối, cho nàng đập cái đầu đều là hẳn là. Đều là ngươi nuông chiều nàng, ngươi liền nuông chiều đi. Bên ngoài tính đồ bưng lấy, trong phủ kính, không có một chút trưởng ấu tôn ti, sớm muộn phải quản cái ngã nhào. Lão hầu gia bất mãn gấp, hôm qua ngôn Kiều Kiều rơi mấy giọt nước mắt, lão phu nhân trực tiếp cùng hắn ầm ỉ một trận. Gò má nàng tổn thương từ đầu đến cuối không cách nào khép lại, bên trái gò má luôn luôn lấy mạng che mặt che lấy, kia vết thương nứt lại khép lại, khép lại 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 nứt. Gần đây tính tình cũng lớn thêm không ít. Lão phu nhân thoáng chốc đỏ trong mắt, ngươi. Lời này của ngươi để kiều kiều nghe được hẳn là thất vọng đau khổ. Nàng vì ai vậy? Còn không phải là vì hầu phủ. Trong lòng ngươi cũng chỉ có sư môn của ngươi, chỉ có ngươi tiểu sư thúc. Tóc dài kiến thức ngắn, nếu không phải sư môn, hiện tại cũng không có ngươi, đều không có nàng ngôn kiều kiều. Ta nếu là cái đại lão thô, ngươi năm đó chịu gả cho ta. Lão hầu gia trong lòng cảm kích lục lão, cảm kích sư môn, trong lòng hắn ai cũng không cách nào khiêu khích sư môn quyền uy. Năm đó hắn không có gì cả đi bái sư, trong kinh nhiều ngày như vậy chi kiêu tử, nhiều như vậy thế gia quý tộc, lục lão lại đơn độc chọn chúng hắn. Đơn giản là muốn giúp đỡ hắn một cái thôi. Trong sư môn mấy người đệ tử, chỉ có hắn thiên phú kém cỏi nhất. Lão phu nhân sắc mặt không dễ nhìn lắm, hít một hơi thật sâu, được rồi, biết ngươi quan tâm sư môn. Kiều Kiều đây không phải đem chủ viện đưa ra tới rồi sao? Lão phu nhân không muốn nói lên việc này. Nàng cùng lão hầu gia nhưng thật ra là chỉ phúc vi hôn. Nhưng là ngôn gia về sau nghèo túng, hắn đến hối đoái lời hứa cầu hôn lúc, mẹ nàng gia tướng nó đuổi ra ngoài. Về sau, hắn bái lục lão vi sư, một đường chinh chiến xa trường, được tước vị, mới cưới mình qua cửa. Nàng tại lão trước mặt hầu gia hụt hơi, cũng là chột dạ nguyên nhân chúng ta hầu phủ tự nhiên là kính lấy tiểu sư thúc, ngươi yên tâm đi. Trong phủ hết thảy đều chuẩn bị tốt. Kiều kiều hôm qua cáo kỉnh, chỉ là sinh tuệ tuệ khí. Lão phu nhân đấy mắt hiện lên một vòng không vui. Nàng tại thư viện thay tuệ tuệ nói dễ nghe, thay nàng nhận lầm. Nhà đầu kia mời toàn lớp đồng môn đi thượng thư phủ chơi đùa, vậy mà không mời kiều kiều. Cái này khiến kiều kiều bị người chỉ chỉ điểm điểm. Nàng vì hầu phủ làm nhiều như vậy, trong lòng khó tránh khỏi không vui. Lão phu nhân đáy lòng có chút phiền muộn. Ngoại giới còn truyền, Chu thượng thư đối ngôn tuệ tuệ vô cùng tốt. Lão phu nhân mấp máy môi, năm đó nàng thật vất vả cầu lão hầu gia ôm Kiều Kiều đi bái sư, lại không muốn lục lão cự tuyệt. Lại mang Kiều Kiều đi tìm Chu đại nhân, Chu đại nhân chính là lại bộ thượng thư, là văn võ bá quan đứng đầu. Lại không muốn, Chu đại nhân liền thấy liếc mắt cũng không nguyện ý. Bây giờ lại nguyện ý sủng ái kia tai tinh. Được rồi, chúng ta bảo bối kiều kiều cũng liền thôi ngươi còn có thế yêu cầu người khác cũng bảo bối kiều kiều nàng cũng không phải vàng người người đều thích tuệ tuệ ở bên ngoài thụ khổ nhiều như vậy trong lòng khó tránh khỏi ủy khuất ngươi quản hậu viện liền đem hết thảy quản lý tốt lão hầu gia mới không tâm tư quản hậu viện sự tình lúc này lần lượt kiểm tra tiểu sư thúc tất cả sự vụ đi đợi lão hầu gia rời đi lão phu nhân sắc mặt mới chính thức trầm xuống ma ma tại sau lưng cho nàng nắng vai một bên nắng vai vừa nói, lão phu nhân, lần này, nếu không tiện thể đem tuệ tuệ cô nương mời về. Đứa bé kia, chỉ sợ là oán lấy chúng ta hầu phủ. Nàng A, chính là đố kỵ ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội đãi ngộ so với nàng tốt. Ai, nói đến, đứa nhỏ này thụ khổ, chúng ta hầu phủ cũng nên đền bù một chút. Chúng ta dáng vẻ thấp một chút, nhất định cổ kiệu đưa nàng mời về chính là. Ma ma không nhẹ không nặng nói. Vừa dứt lời, liền nghe được lão phu nhân bỗng nhiên một khiển trách. Im miệng. Nàng là cái gì? Còn muốn chúng ta tự mình đi mời nàng trở về. Nàng yêu có trở về hay không, hầu phủ cũng không nuông chiều nàng. Nàng cho là mình có thế cùng kiều kiều so. Tên nghiệp chướng này, sinh ra chính là hại hầu phủ. Lão phu nhân đáy mắt tràn đầy chán ghét. Lưu má má nơi đó ra rõ ràng sao? Ma ma lập tức nói, ra rõ ràng, lưu má má thằng ngu này, chỉ ở Tú Sơn Ngốc hai ba ngày, một mực đợi tại Vọng Sơn Phủ Thành đâu. Đại khái là tuệ tuệ cô nương cha mẹ nuôi nhà phát chút tiền của phi nghĩa. Khó trách nàng về hầu phủ cứng như vậy khí, hóa ra là không thiếu tiền. Thật sự cho rằng, cái này kinh thành, có tiền liền có thể đi. Đến cùng tuổi còn nhỏ chút. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Nàng tại nông thôn, chung quy không có gì nhãn lực độc đáo đâu. Được rồi, nàng muốn tại Thượng Thư Phủ Ngốc, ngay tại kia ở lại đi truyền lời nói cho nàng muốn hầu phủ đi đón nàng nghĩ hay thật lão phu nhân khoát tay áo thản nhiên nói đi thay ta tìm một thân khiêm tốn y phục đến buổi chiều muốn đi thượng thư phủ tiếp tiểu sư thúc tuy nói trẻ tuổi chút nhưng đến cùng là trưởng bối không tốt quá mức kiêu căng vâng mama cười liền đi tìm y phục đến buổi chiều lúc lão hầu gia đã sớm tại cửa phủ chờ lấy Nghiễn chút đấy lão hầu gia nhíu mày Tướng công hôm nay công vụ bề bộn, thoát thân không ra. Hầu phu nhân Lý Thị vội vàng nói. Khi kiều kiều đâu? Nàng là vãn bối, nàng nên đi cho tiểu sư thúc dập đầu. Lão hầu gia chỉ cảm thấy tiểu sư thúc nhận mạo phạm, liền mời nàng đều thu thập không đủ người. Kiều kiều hôm qua vết thương ngứa, một đêm ngủ không ngon. Muốn dập đầu, chờ hồi phủ cũng giống như vậy. Lý Thị thấp giọng trả lời. Lý Thị mấy ngày nay một trái tim đều nhào vào ngôn kiều kiều trên thân, nửa điểm không nhớ tới ngôn tuệ tuệ đám người một đường mênh mông cuồn cuộn nhất lên cổ kiệu đi thượng thư phủ lão phu nhân mang theo lý thị đi ở phía trước ven đường có người hỏi thăm lão phu nhân vẫn không quên tuyên dương hạ hầu phủ hiếu thuận cùng tôn sư trọng đạo đám người nghe nói đều khen ngợi hầu phủ phẩm tiết chờ tin tức truyền đến chu thượng thư bên tai lúc chu thượng thư khóe miệng đều nhanh liệt đến cái óc ngươi không phải không nỡ ta sao làm sao cười vui vẻ như vậy tuệ tuệ một câu Nháy mắt để Chu đại nhân gương mặt căng cứng. Tiểu sư thúc khó được đến một chuyến, không có ở mấy ngày lại muốn đi. Ai? Chu đại nhân thấp giọng nói, thấy Tuệ Tuệ sắc mặt không đúng, lại vội vàng nói. "Nhưng ngài muốn ta, vậy ta liền trở lại ở." Tuệ Tuệ hỏi. "Đó cũng không phải, ta đến hầu phủ nhìn ngài, cũng không nhọc đến phiền ngài chuyển đến dọn đi." Đang nói, liền có hạ nhân đến truyền lời. "Cô nương" mới cổng có ngôn gia ma ma đến truyền lời, nói người yêu có trở về hay không, muốn hầu phủ đến mời, mơ mộng hảo huyền. Vừa nói xong, người gác cổng đến báo. Tiểu cô nãi nãi, lão hầu gia cùng lão phu nhân đã ở ngoài cửa chờ lấy, mời ngài lên kiệu. A, à, hóa ra là muốn đích thân đến mời A. À. Chương 202, Tư sống giận ngất. Lão hầu gia lão phu nhân đoan đoan chính chính đứng tại trước cổng chính. Tiểu sư thúc đường xa mà đến, sư phụ lại cố ý dặn dò qua tự nhiên được tâm nhanh đi nói cho tiểu sư thúc liền nói trong hầu phủ hết thảy đều dự sẵn hết thảy đều có nhất định phải đi hầu phủ để vãn bối tận tận hiếu đạo lão phu nhân sắc mặt hòa ái phản phất phá lệ hiền lành sư phụ những năm này chưa hề để chúng ta tận hiếu bây giờ tại tiểu sư thúc trước mặt cũng giống như vậy sư môn phép tắc cho trưởng bối dập đầu kia là nhất định lý thị có chút không quan tâm trong lòng nhớ ngôn tuệ tuệ. Tuệ tuệ tại hầu phủ ở lâu như vậy, phơi nàng một thời gian, nghĩ đến hồi phủ cũng nên biết phân tất đi. Một tiếng cọt kẹt. Thượng thư phủ đại môn mở ra. Đám người vội vàng đứng thẳng người, giữ vững tinh thần, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên triều đình nói một không hai chu thượng thư đằng trước đứng người. Đám người vây quanh nàng tiến lên. Lão hầu gia cùng lão phu nhân cũng không ngẩng đầu, liền tiến lên hành đại lễ. Nhị sư điệp gặp qua tiểu sư thúc. Vãn bối gặp qua nhỏ. Lão phu nhân vừa lời đến khóe miệng, im bặt mà dừng. Trong chớp nhoáng này, nàng giống như là bị người bóc lấy vận mệnh yết hầu, sắc mặt đỏ bừng lên, một câu đều nói không nên lời. Lão hầu gia lại là rắn rắn chắc chắc hành đại lễ. Vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy kia không cố gắng lão thái thái chính nhìn xem tiểu sư thúc sững sờ. Ngươi làm cái gì? Còn không cho tiểu sư thúc hành lễ. Theo lý mà nói, còn muốn cho tiểu sư thúc kính trà lão phu nhân lại là khiếp sợ nhìn xem ngôn tuệ tuệ một đôi mắt hận không thể đưa nàng nuốt sống ngươi ngươi nàng nàng là lão phu nhân giờ phút này nhớ tới mới một câu kia muốn hầu phủ đến mời ngươi mơ mộng hảo huyền tự như vang dội một bàn tay đánh vào trên mặt mình giờ phút này hai phủ mọi người thấy coi là thật để nàng xuống đài không được nguyên lai like, là muốn tự mình đến hành đại lễ mời ta trở về a à? tuệ tuệ hiếp con ngươi trên bờ vai hai con chim nhi biểu lộ đều cùng với nàng giống nhau như đúc. Lớn bạch hổ hôm qua ăn luôn nàng đi ăn vặt, bây giờ còn tại giam lại. Nhất làm cho tuệ tuệ nghẹn lòng chính là, nàng rõ ràng có không gian, làm sao liền quên tồn đi vào nữa nha. Chu thượng thư cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là cưới cái tốt nàng dâu, trừng mắt tiểu sư thúc, đều nhanh đem tiểu sư thúc ăn tươi. Lão hầu gia coi là thật đến độ khí. Lão phu nhân bây giờ lại là hận không thể quạt chết nửa canh giờ trước chính mình quả thực đem mình gác ở trên lửa nướng lão gia lão gia nàng nàng là chúng ta tôn nữ ngôn tuệ tuệ a lão phu nhân sắp khóc đầu gối làm sao cũng không cúi xuống được đi nàng nghĩ tới ngôn tuệ tuệ quỳ trên mặt đất cầu mình để nàng về hầu phủ bộ dáng cầu mình tha thứ dáng dấp của nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một màn này hầu phủ đám người sớm đã ngây ngốc xám xịt trời đi hầu phủ tuệ tuệ cô nương thế mà thành hầu phủ tiểu sư thúc vẫn là bối phận tối cao cần lão phu nhân đều cho nàng dập đầu loại kia lý thị một gương mặt năm màu sặc sỡ môi hơi há ra sửng sốt một câu đều nói không nên lời chỉ ngơ ngác nhìn ngôn tuệ tuệ rời đi hầu phủ về sau nàng qua vô cùng tốt tốt sắc mặt hồng nhuận chói lọi dù là lão hầu gia cũng kinh ngạc đến ngay người tiểu sư thúc là nàng cháu gái khi lưu lạc bên ngoài tiểu tôn nữ đây hầu phủ nếu không nghĩ mời tiểu sư thúc trở về vậy liền thôi ở tại thượng thư phủ là được. Nhìn một cái các ngươi sắc mặt này, tiểu sư thúc cũng không thụ các ngươi cái này điểu khí. Chu thượng thư lông mày đè ép, lão phu nhân trong lòng có chút nhảy một cái. Lão hầu gia tuy là chu thượng thư sư đệ, nhưng trên thực tế chu thượng thư đối hầu phủ rất bất mãn. Lúc này như chọc giận thượng thư, chỉ sợ hầu phủ tiền đồ cũng đến cùng. Lão phu nhân gần như cắn nát răng, lý thị đến cùng là nàng mẹ đẻ, mẫu kính tử, tại lý không hợp. Bối phận các luận các. Còn nữa, coi như không phải bối phận, nàng có quận chúa thân phận, các ngươi đối nàng hành lễ cũng là phải. Chu Thượng Thư thản nhiên nói. Lão phu nhân sắc mặt quốc tức, xanh mặt. Nếu không phải lão hầu gia sắc mặt khó coi, nghiễm nhiên đã kiềm chế đến cực hạn bộ dáng, nàng căn bản không có khả năng đối nàng hành lễ. Lão phu nhân hít một hơi thật sâu. Tức giận đến đầu ngón tay đều đang run rẩy. Ngay tiếp theo Lý Thị đều đờ đẫn một gương mặt, đối ngôn tuệ tuệ hành đại lễ. Tuệ tuệ còn giả vờ giả việc từ trong ngực sờ hai cái tiểu lễ vật, đây là cho vãn bối lễ gặp mặt. Cười không ngớt, tức giận đến lão phu nhân tại chỗ cho quyết quá khứ. Lý thị mí mắt trực nhảy, hai tay cung kính nhận lấy. Liền hô hấp đều mang phẫn nộ. Nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể kiềm chế lấy phẫn nộ của mình, còn phải mang theo nụ cười mời nàng lên kiệu. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng ngôn tuệ tuệ là như thế này cường thế trở lại hầu phủ. Lão hầu gia ngược lại bình tĩnh không ít. Công nữ có thể cùng sư phụ làm sư huynh muội đây là hầu phủ phúc phận a huống chi bản thân hắn đối ngôn tuệ tuệ cũng không quá nhiều thành kiến lý thị thất hồn lạc phách đi theo cạnh kiệu bên cạnh nàng coi là ngôn tuệ tuệ từ nông thôn mà đến nhìn thấy hầu phủ phú quý sẽ cùng cha mẹ nuôi nhà cắt cắt lại không muốn đối phương căn bản không thiếu tiền nàng coi là ngôn tuệ tuệ một mình vào kinh sẽ phụ thuộc nàng mà tồn tại lại không muốn đối phương không có nàng y nguyên trôi qua vui vẻ sung sướng. Bây giờ, nàng càng là bằng bạch thấp một đầu. Một đường thất hồn lạc phách theo tới hầu phủ trước cửa, lại phát hiện cổng ngừng lại tuyên ân hầu phủ xe ngựa. Phu nhân, đại cô nương trở về. Một đường khóc trở về. Cổng nha hoàng chính lo lắng tại cửa ra vào bồi hồi. Chuyện gì xảy ra? Lý thị lập tức đổi sắc mặt. Nàng đích nữ gả cho tuyên ân hầu phủ thế tử. Trở về vừa vặn cho tiểu sư thúc đập cái đầu tướng hầu phủ tiểu bối đều kêu đi ra cho sư thúc dập đầu để sư thúc nhận 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 lão hầu gia ánh mắt đều không cho người bên ngoài một tia sư phụ trong tính thư đủ kiểu khen ngợi tiểu sư thúc vậy mà là cháu gái của mình lão hầu gia trong lòng tự hào tự nhiên sinh ra kiều kiều cùng là quận chúa lại có vô số tín đồ yêu quý kiều kiều cũng không cần đập lý thị nhíu mày trả lời bối phận như thế nào liền nên như thế nào các ngươi vẻn vẹn bởi vì nàng là tuệ tuệ liền định xem thường nàng sao. Đây là sư môn ta quý khách. Lão hầu gia tay áo hất lên, nổi giận nói. Lý thị lo lắng, tuệ tuệ, ngươi cùng kiều kiều ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Kiều kiều là phúc bảo, là đại việt phúc khí, ngươi dạng này, để nàng về sau làm sao phục chúng. Ngươi là tỷ tỷ, ngươi muốn hiểu chuyện một điểm. Ngươi nói hô nói vượng cái gì, lý thị, ngươi vậy mà cũng là hồ đồ. Lão hầu gia nửa điểm không nể mặt mũi, trực tiếp vây quanh tuệ tuệ tiến hầu phủ sư phụ sớm đã truyền tin cho hắn tiểu sư thúc có đại ái có bách tính quân địch tiến đến thời điểm lấy bản thân đứng tại trên tường thành trở thành toàn thành chủ tâm cốt dạng này người nên phải tất cả mọi người khâm phục hậu trạch những cái này phụ nhân biết cái gì lão hầu gia thậm chí cảm thấy phải cái này mãn phủ chỉ tuệ tuệ cực giống hắn cực giống hắn năm đó lẽ loi một mình chinh chiến xa trường lấy mạng đòi lại cái này mãn phủ công huân Ngôn tuệ tuệ đi tại mọi người đằng trước, lão hầu gia chậm nửa bước đuổi theo. Lần đầu tiên tới, hầu phủ đám người còn đối nàng vênh vang đắc ý. Liền tên nha hoàng đều có thể xem thường nàng, còn ý đồ để nàng đi cửa không. Lần này, tất cả mọi người quỳ gối nàng dưới chân, gọi nàng tiểu sư thúc. Mở rộng cửa chính, lão phu nhân tự mình hành đại lễ đón lấy. Chương 203, A bội A. Ai, tuệ tuệ kỳ thật còn mang đem rìu. Thật sự là đai trắng tuệ tuệ vừa tiến đại môn liền cảm khái nhắc tới một câu tiểu sư thúc mang rìu làm cái gì lão hầu gia gặp nàng đúng là từ trong ngực móc ra một cái rìu mí mắt bỗng nhiên run rẩy một chút không biết vì sao trời đi thượng thư phủ lúc đại sư huynh kích động lệ nóng doanh trồng còn cực kỳ thân mật cầm hắn tay để cho mình cam đoan nhiều năm như vậy đại sư huynh đều không có cùng hắn như thế thân cận qua bổ cửa a tuệ tuệ sâu kín triều hướng trong ngực vừa thu lại đám người vụn trộn liếc qua, kỳ quái, đúng là một điểm cũng nhìn không ra tới. Lần trước về nhà, đều nói tuệ tuệ không xứng đi cửa chính. Tuệ tuệ sợ ngày hôm nay lại bị nhốt ở ngoài cửa, cho nên mang đem rìu. Nếu là mở cửa không ra, liền đem cửa gỡ. Tuệ tuệ cười không ngớt nhìn xem lão phu nhân. Lão phu nhân bước chân lão đảo một chút, khẽ khép lông mày, tràn đầy chán ghét. Ẩu tả. Lần sau ai dám đem tiểu sư thúc nhốt ở ngoài cửa, liền trục xuất hầu phủ, gia phả xóa tên tuệ tuệ là quận chúa cũng là tiểu sư thúc cho dù hết thảy thân phận đều không phải nàng cũng là hầu phủ đích nữ vốn nên đi cửa chính lần sau lại có người như thế ngươi liền đem nó trực tiếp bán ra lão hầu gia dưới cơn thịnh nộ đám người nhao nhao cúi đầu lão phu nhân cảm giác được ánh mắt rơi trên người mình nhân tiện nói đại khái là trong phủ hạ nhân gặp nàng mới đến lãnh đạm nàng câu kia tiểu sư thúc làm sao cũng không kêu được Đúng vậy a, à, có thể là a bội lớn tuổi, không quản được hạ nhân đi." Tuệ Tuệ thản nhiên nói. Đám người nhao nhao trì trệ. "A bội?" "Ai là a bội?" Lập tức, lão phu nhân sắc mặt khó coi mở to hai mắt nhìn. "Ngươi gọi ta cái gì?" Lão phu nhân cơ hồ là từng chữ nói ra nói. Nàng khoe danh Tiêu bội Ninh, đã mấy chục năm không ai hô qua. "Ta gọi Chu thượng thư trọng quan, gọi thượng thư phu nhân xấu Ngọc. Gọi ngươi a bội?" làm sao rồi a bội ngươi có ý kiến ngôn tuệ tuệ mở miệng một tiếng a bội a bội vừa mới từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại lão phu nhân thân thể không chỗ ở run rẩy viện nàng lý thị đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình nàng chưa bao giờ thấy qua lão phu nhân như thế nổi giận qua trưởng quản hậu trạch lão phu nhân xưa nay chỉ có người ngoài lấy lòng phần của nàng chưa hề bị tức đến bộ dáng như thế đương nhiên không có ý kiến đại sư huynh đều không nói gì lão hầu gia khoát tay áo, trực tiếp mang theo tuệ tuệ đi chính viện. Vừa mới tới gần chính viện, liền nghe được trong nội viện truyền đến một trận tiếng nghẹn ngào. Tổ phụ, tổ mẫu, nương, cầu ngài cửu cửu nguyệt nương A. À. Đám người vây quanh tuệ tuệ vào cửa, một cái phụ nữ trẻ cũng không ngẩng đầu lên liền quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống liền đông 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 dập đầu. van cầu nương, để muội muội cho cái thuyết pháp, để muội muội giúp đỡ đông nhi đi. Phụ nhân con mắt khóc sưng đỏ ngươi lại tới làm cái gì? Quả nhiên là hầu phủ thiếu các ngươi, mỗi một cái đều là hầu phủ đòi nợ quỷ. Nhìn một cái ngươi sinh mấy đứa bé. Lão phu nhân lúc này khí nộ đang xen. Hắn không có cái này phúc khí, ngươi còn muốn kiều kiều cho cái thuyết pháp, ngươi thế nhưng là kiều kiều thân tỷ tỷ. Lão phu nhân đặt mông liền ngồi tại chủ vị. Quả nhiên là một phủ chủ mẫu phái đoàn. Nhưng giờ phút này, tuệ tuệ đứng tại một bên, ho nhẹ một tiếng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt lão thái thái quan uy có chút ngưng lại lão hầu gia lông mày rung lên ngươi còn có hay không tôn ti rồi ngươi xuống tới tiểu sư thúc đi lên nói xong không nhìn vừa thẹn vừa giận lão phu nhân trực tiếp nắm tuệ tuệ ngồi tại chủ vị tuệ tuệ vẫn không quên quay đầu nhìn xem nổi giận lão thái thái nói a bội lần này ta liền tha thứ ngươi a à. một màn này cả kinh hồi phủ trưởng tỷ đều quên khóc đây chính là ngươi lưu lạc bên ngoài muội 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 của ngươi số phận tốt mặc dù bị nhận nuôi tại càng củi biên cương nhưng nàng bị sư tổ ngươi thu làm đệ tử bây giờ bây giờ ngươi gọi nàng tiểu cô nãi nãi đi tiểu sư thúc uống trà lão hầu gia cho tuệ tuệ rót một chén trà cung cung kính kính đứng tại bên người nàng lão phu nhân bị cầm lên đến đứng tại bên cạnh chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng nếu không phải lý thị đỡ cực kỳ chỉ sợ còn phải choáng một lần. Tức giận đến tim đều từng đợt đau nhất. Trưởng tỷ trực tiếp bị chấn một cái, lão hầu gia không quản sự, trong phủ một mực là lão phu nhân làm chủ. Lão phu nhân tại hầu phủ chính là nói một không hai tồn tại. Bây giờ, lão phu nhân bị trong truyền thuyết muội muội mở miệng một tiếng A bội, tức giận đến sắc mặt xanh xám, lung lay sắp đổ. Nàng mẫu thân kia, trên mặt cũng cực kỳ đặc sắc. Ngôn vãn ngưng nhẹ nhàng khóc nức nở một chút, cho tuệ tuệ rót một chén trà, kêu một tiếng, tiểu cô nải nải. Lý thị nhìn về phía ánh mắt của nàng cực kỳ bất thiện. Ngôn vãn ngưng chính là hầu phủ đích nữ, bởi vì ngôn kiều kiều cứu tuyên bình hầu phủ tiểu công tử, hai nhà lập thành việc hôn nhân. Ai ngờ vừa gả đi, kia tiểu công tử đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bây giờ đã gần nửa năm. Mẹ, tổ phụ tổ mẫu, cầu ngài mau cứu Đông Nhi đi. Đông Nhi trước kia hỗn độn không ra trí, mặc dù ngu dại chút, nhưng đến cùng còn sống bây giờ hôn mê nửa năm, tướng công cùng cha mẹ, đều sắp không chịu đựng nổi nữa a. À. Thân muội muội của nàng chúc phúc về sau, thông minh nửa năm, đúng là trực tiếp thành người chết sống lại. Tuyên Bình hầu phủ một mực muốn cái thuyết pháp. Một mực bị nàng ngăn lại. Nhà mẹ đẻ nhà chồng như trở mặt, nàng liền thật thành chuyện tiếu lâm. Tự mình cầu nhà mẹ đẻ đến mấy lần, nhưng muội muội đều nói hắn vận mệnh đã như vậy. Cái này khiến Tuyên Bình hầu phủ làm sao cam lòng. Thật tốt hài tử, trực tiếp nửa chết nửa sống. Chẳng lẽ cái này còn trách muội muội của ngươi sao? Muội muội của ngươi hảo tâm cứu hắn, là chính hắn không có cái này phúc khí. Ngươi cũng là không có lương tâm đồ vật, nếu không phải kiều kiều cứu hắn, ngươi có thể gả tiếng tuyên bình hầu phủ. Ngươi không giúp muội muội của ngươi thì thôi, đúng là còn tới muốn cái thuyết pháp. Lý thị đáy mắt tràn đầy thất vọng. Mẹ, Đông Nhi cũng là một cái mạng a. Kẹp ở giữa ngôn vãn ngưng gần như muốn sụp đổ. Tuyên Bình Hầu Phủ chưa từng khắc khe, khe khắc nàng, nhưng bây giờ đối nàng lãnh đạm, nàng nơi nào dễ chịu. Hắn là một cái mạng, vậy ngươi liền nên nhận hạ kiều kiều sai lầm rồi sao? Bất kể có phải hay không là kiều kiều sai, lời này ngươi đều không nên hạ. Lý Thị Quyết không cho phép có người chửi bới ngôn kiều kiều danh dự. Ngôn vãn ngưng há to miệng, hốc mắt phát nhiệt. Trước kia không có ngôn kiều kiều thời điểm, nàng cũng là mẫu thân lòng bàn tay bảo. Trước kia hầu phủ mặc dù địa vị không cao, ngược lại đơn thuần rất nhiều. Bây giờ có muội muội, hầu phủ địa vị rất cao, nhưng mẫu thân trong mắt trong lòng chỉ còn cho nàng kiếm đủ mặt mũi kiều kiều. "Mẹ, nữ nhi kẹp ở giữa lại nên làm cái gì?" Vãn Ngưng cũng là con gái của ngươi a." À. Nàng mới cùng thế tử thành hôn nửa năm, bây giờ quan hệ lạnh đến điểm đóng băng. Lý thị dường như lại có chút không đành lòng. Lão phu nhân nhẫn nại lấy khuất nhục ngồi tại ngôn tuệ tuệ dưới tay, buông thõng mắt, kiều kiều thay ngươi mưu cái tốt tướng công ngươi còn muốn như thế nào ngươi đã là ngôn gia nữ liền nên bên ngoài giữ gìn kiều kiều thanh danh kiều kiều tốt ngôn gia mới có thể tốt kiều kiều đã nói thẳng hắn vận mệnh đã như vậy trong thiên hạ không người có thể cứu vậy hắn chính là không người có thể cứu ngôn vãn ngưng thất bại ngồi quỳ chân trên mặt đất như đông nhi có nguy hiểm chỉ sợ nàng cùng nhà chồng lại không khoan nhượng tuệ tuệ trên bờ vai hai con nhỏ vẹt lại là nhảy nhót mở đùi đùi vàng ôm đùi. Xé cổ họng hô đùi. Súc sinh lông lá đều có thể khai trí, huống chi vạn vật trưởng người đâu. Chương 204, ngôn kiều kiều quỳ xuống. Ngôn vãn ngưng nhìn xem kia hai con chim, đều quên khóc. Rất sống động, cơ linh sức lực có thể so với mấy tuổi hài đồng. Được rồi, vãn ngưng sự tình các ngươi thương lượng cái biện pháp. Kiều kiều không phải phúc bảo A. À. Đều cho bao nhiêu người chúc phúc, lại cho Đông Nhi nhìn xem. Đông Nhi là cái hảo hài tử, lão hầu gia khoác tay áo trực tiếp ngăn muốn phản bác lý thị cùng lão thái thái đúng đi đêm còn tại phủ thượng bọn nhỏ đều gọi tới nhận nhận tiểu sư thúc miễn cho thấy tiểu sư thúc tuổi tác nhỏ va chạm sư thúc lão hầu gia vui tươi hớn hở nói lý thị sắc mặt đột nhiên một đổ. đang muốn nghĩ cái cớ giúp kiều kiều né tránh liền thấy tuệ tuệ nói tuệ tuệ tuổi còn nhỏ các nàng có thể hay không cáo ốm không nhận tuệ tuệ a như là như vậy Tuệ tuệ liền trở về tìm sư huynh được rồi. Miễn cho cho các ngươi thêm phiền phức. Trà này nói trà ngữ khí phải lý thị tê cả da đầu. Đồ hỗn trướng, ai dám không đến. Phàm là trong phủ, đỡ cũng phải đỡ qua đến đập cái đầu. Lão hầu da sắc mặt lạnh lẽo, nha hoàng lập tức bước nhanh chạy ra ngoài. Lý thị đầy mặt lo lắng, mấy ngày nay kiều kiều qua không tốt lắm. Vết thương đột nhiên ác liệt, vốn là tâm tình không tốt. Kiều kiều tâm tư thiện lương, luôn luôn cảm thấy mình tại cha mẹ trước mặt hầu hạ dưới gối, tỷ tỷ lại bị ôm đi chịu khổ, luôn luôn lo lắng mình gây tỷ tỷ ghét. Nếu để nàng cho tuệ tuệ hành đại lễ, Lý Thị đều cảm giác đối kiều kiều quá mức tàn nhẫn. Nhà hoàng đến nhiều nhanh, dù sao muốn tiếp quý khách, trong phủ mấy phòng con thứ đều là chờ lấy. Ngôn kiều kiều, thình lình cũng ở trong đó. Sau lưng còn đi theo mấy cái thứ tỷ thứ muội. Kiều kiều, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi dập đầu sao? Kiều kiều, các ngươi thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội Nàng sao có thể dạng này? Nghe nói còn để tổ phụ tổ mẫu hành đại lễ. Thứ tỉ muội bất mãn lầm bầm. Ngôn kiều kiều tay áo hạ thủ, gần như bóp tiếng trong thịt. Trên mặt lại tràn đầy yếu đuối, tỉ tỉ nếu muốn như thế, kiều kiều làm theo là được. Tỉ tỉ trong lòng có khí, kiều kiều đều hiểu. Trên mặt hững hờ, trong lòng lại là hận độc. Một lòng muốn đem nàng dẫm tại dưới chân, nào biết. Bây giờ lại muốn cho nàng dập đầu hành lễ. Chỉ là nghĩ đến, đều cảm giác khuất nhục. So với nàng còn khó chịu hơn. Bước vào cửa lúc, liền thấy kia môi hồng răng trắng tiểu nha đầu chính mở miệng một tiếng, "Ân chương, a bội a, à, vẫn là các ngươi có hiếu tâm. Các ngươi đều là hảo hài tử." Hai cái râu tóc đều trợn nhìn hảo hài tử, sắc mặt xấu hổ, tràn đầy cứng đờ. Một phụ tử người đều bưng lấy nàng. Gần như khí đỏ ngôn kiều kiều mắt. năm năm qua, nàng dùng hết hết thảy biện pháp cũng nhiều nhất để lão phu nhân đưa nàng nâng đến hầu phủ để nhất nhân vị trí cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng vậy mà vừa về đến trực tiếp thành hầu phủ lão trưởng bối ngôn kiều kiều tức giận tới mức run rẩy hai đời hàm dưỡng đều kém chút không có băng ở cảm xúc nhất làm cho nàng sợ hãi chính là nàng càng phát ra tới gần ngôn tuệ tuệ trên người khí vận liền cuồng cuộn cực kỳ lợi hại nàng hao hết hết thảy tâm tư đoạt đến khí vận giờ phút này lăn lộn cực kỳ lợi hại, thời khắc đều muốn xông phá công xiền trở lại bên người nàng. Lần trước tại quốc học viện cùng nàng ngốc nửa khắc đồng hồ, ban đêm trở về, mặt của nàng trực tiếp nát. Ngôn kiều kiều đưa tay vuốt ve mặt, nàng thậm chí. Có thể nghe thấy trên gương mặt nhàn nhạt hư thối hương vị. Càng là nghĩ, trong lòng càng phát ra khó mà tiếp nhận. Đám người theo thứ tự vào cửa, ngôn kiều kiều đi ở đằng trước đầu. Chính đổi lên muốn nói chút gì, liền nghe được ngôn tuệ tuệ nói, đều là một ít bối phận, tùy tiện đập cái đầu coi như xong đi. Chờ một chút còn phải làm phiền A bội mang ta trong phủ đi một chút, nhận biết đường. Tuệ tuệ một bộ lão trưởng bối dáng vẻ. Hẳn là hẳn là. Này sẽ cũng nên dùng bữa, nhanh để người chuẩn bị ăn trưa. Lão hầu gia lúc này liền thúc giục đám người dập đầu. Ngôn kiều kiều có tâm muốn nói cái gì, đều bị trắng trở về. Nhìn tính vạn tính, không có tính tới bối phận thấp một đầu ngôn kiều kiều đầu gối phản phất có nặng ngàn cân năm năm qua nàng chiếm ngôn tuệ tuệ bao nhiêu khí vận bị hầu phủ nâng đến cực cao cao độ bên ngoài tín đồ vô số liền hoàng thất đều kính lấy nàng ngày hôm nay chính chủ vừa về đến nàng tự như là chuyện tiếu lâm ngôn kiều kiều đố kỵ tới cực điểm đám người nhao nhao quỳ xuống thành thành thật thật đập cái đầu ngôn kiều kiều đứng tại phía trước nhất đầu gối hơi gấp làm sao cũng không cúi xuống được đi chờ một chút Kiều kiều là trên trời dưới thần nữ phàm, là đại việt phúc bảo, nàng cho ngươi quỳ, ngươi nhận được lên sao. Lão phu nhân nhướng mày, không thể gặp nàng nâng ở lòng bàn tay bảo bối, cho ngôn tuệ tuệ cái này nghiệt chủng quỳ xuống. Kiều kiều là chân trời mây nguyệt, ngôn tuệ tuệ chính là trên đất nước bùng. Chịu hay không chịu được, quỳ một chút liền biết. Tuệ tuệ thản nhiên nói. Thật sự là trò cười, thiên hạ này, còn không có ta chịu không nổi. Khúc nhục A. Mất mặt A về sau còn có càng khuất nhục, càng mất mặt. Tuệ tuệ chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, trong đầu liền sẽ xuất hiện mình bị nhốt, như cái súc sinh đồng dạng bị nàng nuôi lên, ăn thịt uống máu. Xương cốt của nàng phản phất đều tinh tế dày đặc dâng lên mấy phần đau. Ta sẽ đoạt lại hết thảy, để ngươi từ đám mây cao vót ngã xuống, nhìn tận mắt mình mất đi. Hảo muội muội của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão hầu gia khó được nhiều một tia không vui. Kiều kiều, tuệ tuệ hiện tại là trưởng bối, Ngươi tuy là thần nữ, cũng không thể xấu cấp bậc lễ nghĩa. Ngôn Kiều kiều miếm chặt môi, một gương mặt đều trắng bệch. Tuệ tuệ, ngươi làm gì như thế hùng hổ dọa người? Ngươi bị ôm đi, cũng không phải Kiều Kiều sai, ngươi bức Kiều Kiều làm cái gì? Các ngươi đều là nương hài tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nương không đành lòng xem lại các ngươi dạng này a. À. Lý thị nhẹ nhàng lau nước mắt, hai cái nữ nhi lẫn nhau nhằm vào, cái này đối với nàng mà nói là như kim đâm khó chịu nhưng nàng chưa hề nghĩ lại qua. Lòng bàn tay của nàng, vĩnh viễn sau mu bàn tay càng dày. Tuệ tuệ đạm mạc nhìn nàng một cái. Khẽ nhếch miệng. Hướng vi A, à, đứng ở cửa đi. Lý hướng vi, lý thị khuê danh. Lý thị mẫu nữ tình thâm, thoáng chốc ngưng kết. Lý thị mí mắt gần như có một nháy mắt dữ tợn. Ta cho ngươi mẹ hiền con hiếu, ngươi đạp mã, đờ mờ, cho ta hiền lành lão thái quân. Ngươi cho ta dùng bài này ngươi cho nàng giảng tình cảm, nàng kể cho ngươi bối phận. Lý thị hít một hơi thật sâu, tức giận đến đáy lòng nhọn đều đang run rẩy. Nghe tiểu sư thúc. Lão hầu gia cũng không thích nàng tật xấu này. Còn lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt đâu, lắc lư ai đây? Tiểu sư thúc hai tháng không có trở về, cũng không gặp nàng có một tia vẻ u sầu. Nếu là ngôn kiều kiều, đoán chừng nàng trời đều sập. Lý thị một bước một chuyển, ánh mắt của mọi người giống như là bàn tay đánh trên mặt nàng lại đỏ vừa sưng gần như không ngẩng đầu được lên những cái kia thiếp thất những cái kia động phòng nhìn xem ánh mắt của nàng đều mang trào phúng kiều kiều những năm này cho nàng kiếm mặt mũi trong một đêm toàn bộ bại ra ngoài quả nhiên đây chính là cái tai tinh lão đạo sĩ nói không sai lý thị thầm nghĩ nói ngôn kiều kiều hít một hơi thật sâu cắt gao đè nén xuống phẫn nộ của mình hướng phía nàng quỳ xuống đột Nàng cái cổ ở giữa xanh biết thông thấu ngọc thạch, đột phát ra một tiếng vang giòn. Thoáng chốc, chi năm sẽ bảy nổ bể ra tới. Quang mang nhàn nhạt trong không khí phiêu đảng, linh khí tứ tán ra. Chương 205, thần thạch nát. Trong đêm, Chu cô nương trốn ở trong chăn, từ trước đến nay đoan trang hiền lành nàng, yên lặng rút vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Con mắt có chút hiếp, nhưng thở hào hển ẩn ẩn lộ ra nàng thẩn trương. Đột, bên tai truyền đến thanh âm chu cô nương khẩn trương chắp mũi đều đổ mồ hôi lạnh. Càng phát ra tới gần giờ tí, nàng càng là khẩn trương. Nàng phân phát trong viện tất cả mọi người, giờ phút này tỉnh liền hô hấp đều có thể nghe được. Còn có kèn âm thanh. Tỏa. Kèn âm thanh. chu cẩm nghe bỗng nhiên cứng đờ. Trong phủ nơi nào đến kèn âm thanh. Chỉ có thành hôn mới cần kèn âm thanh, mà lại kia thổi sáo đánh trống thanh âm càng phát ra tới gần, tựa như là. Trực tiếp thổi qua đến chu cô nương sợ răng kẻo kẹt kẽo kẹt vang đột một đôi ấm áp tay nhỏ chụp lên nàng lạnh buốt đầu ngón tay cúi đầu xuống liền nhìn thấy còn buồn ngủ tiểu tổ tông dụi dụi con mắt hạ giọng vụng trộm hỏi ta muốn hỏi ngươi vấn đề sắc mặt nghiêm túc ngữ khí phá lệ nghiêm túc chu cô nương trong lòng lột bột một tiếng tâm đều chìm vào đáy cốc tiểu tổ tông chẳng lẽ không còn biện pháp nào rồi chu cô nương một chút buồn từ trong lòng lên liền nghe được đối phương hỏi tuy nói là minh hôn a à, cái kia có thể ngồi ăn sao? Cũng không biết đối phương bố trí bàn tiệc không có. Chu cô nương hốt hoảng nghe thấy một câu, tốt nhất là bố trí bàn tiệc. Không phải muốn thế nào như thế nào. Vừa nói xong, kia giấy đâm người liền nhấc lên kiệu hoa xuyên thấu vách tường, một đường rơi ở trước mặt nàng. Người giấy mặt trên người áo liệm, hai gò má tái nhợt, còn điểm một vòng đỏ. Tiên diễm như máu, quỷ dị dọa người. Một cái mập mặt, mặt người giấy giống như là bà mối, sắc nhọn lấy tiếng nói nói, Mời tân nương lên kiệu. Mời tân nương lên kiệu. Tất cả người giấy đều hô, mời tân nương lên kiệu. Chu cô nương còn không kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy mình toàn thân chợt nhẹ, cả người bay vào kiệu hoa bên trong. Tuệ Tuệ gặp nàng đầu ngón tay nháy mắt phát lạnh, liền biết hồn phách ly thể, trực tiếp ở trên người nàng kết xuống ấn, bảo toàn thân xác. Gia gia, không cho phép người ngoài tiến căn phòng này. Nói xong, liền trực tiếp chui vào kiệu hoa những cái kia người giấy giống như là cũng không thèm để ý nàng, nhấc lên kiệu hoa liền biến mất ở da da trước mắt. Ai? Không phải, ngươi mang đũa làm cái gì? Gia Gia còn chưa hô xong, đối phương đã biến mất. Chu Cẩm nghe hồn phách ly thể, nguyên bản dọa đến run lẩy bẩy, nhưng ngẩng đầu một cái, liền thấy một chùm sáng hướng phía nàng vọt tới. Thứ gì? Thứ gì? Muốn chọc mù con mắt của ta? Chu cô nương bỗng nhiên che mắt. Tuệ tuệ ấm áp tay nhỏ tại nàng lông mi một vòng. Ngươi đã ly hồn, liền quyền sở hữu phủ quản lý. Cho nên, ngươi là không thể nhìn thẳng ta. Tiểu tuệ tuệ tràn đầy ý cười lời nói, để chu cô nương thiếu mấy phần sợ hãi. Cô nãi nãi này, tự như. So trong truyền thuyết ngôn kiều kiều, lợi hại nhiều. Nàng thế mà bên trên minh hôn cổ kiệu. Đợi tuệ tuệ tại nàng đôi mắt một vòng, nàng mới dám nhìn tuệ tuệ. Dù vậy, tuệ tuệ trên người uy áp cũng cực kỳ dọa người nàng chỉ dám thô thô liếc liếc mắt đây là thần minh bẩm sinh áp chế ngày ngày nàng có ngốc cũng minh bạch tuệ tuệ thân phận bất phàm suỵt tới nơi tuệ tuệ nhẹ nhàng che miệng của nàng quả nhiên bên ngoài truyền đến tiếng khóc là người tiếng khóc mời tân nương tử xuống kiệu bên ngoài truyền đến một tiếng hô một trận gió liền đem kiệu hoa rèm thổi ra chu cô nương rung lập tập. Chỉ thấy kia tầng tầng lớp lớp màu trắng đồ trắng phía dưới, đúng là còn quấn quanh lấy một tầng đỏ. Buồn vui cùng đường, để người lên cả đời nổi da gà. chu cô nương phản phất bị khống chế lấy hạ kiệu hoa, liền thấy kia linh đường trung ương, đúng là đứng một người mặc hỷ phục nam nhân. Nam tử dưới chân một lớn bầy nước, liền hỷ phục đều thấm ướt. Sắc mặt tái nhợt dọa người, chu cẩm nghe gặp một lần hắn, lại là bỗng nhiên hoảng sợ nói, là ngươi. Ai cũng không có chú ý, kia kiệu hoa bên trên lại chui ra cái môi hồng răng trắng sữa bé con, trong tay còn cầm một đôi đũa. Đều tại ngươi, đều tại ngươi cái tiện phụ này. Vì cái gì không chịu gả cho nhi tử ta, vì cái gì không chịu gả cho nhi tử ta. Hại con ta, hại con ta a. À. Đứng bên cạnh một cái khuôn mặt tiều tụy phụ nhân. Hôm nay là con ta đầu bảy, ngươi liền gả cho ta, cùng ta nhi hợp tán. Phụ nhân đỏ cả đôi mắt lên. Nơi đây đại khái là mới dựng linh đường, xây ở trong núi, bên ngoài còn đào ra phần mộ hình dạng, bên cạnh đặt vào quan tài, chỉ chờ đem Chu Cẩm Nghê cùng một chỗ phong tại trong đó liền hạ tán. Chính giữa đứng cái lão đạo, lão đạo hiếp con ngươi không nói lời nào. Lấy oán trả ơn. Năm đó ngươi rơi kiểm tra, là ta mời phụ thân viết một phần tâm đắc cho ngươi, mới giúp ngươi thi đậu cử nhân. Ngươi đúng là hại ta. Chu Cẩm Nghê lớn tiếng giận mắng. Con ta cảm mến ngươi, vì ngươi kheo đèn đọc sách, con mắt đều nhanh mù thật vất vả thi đậu cử nhân ngươi đúng là muốn cùng người khác đính hôn con ta say rượu trượt chân rơi xuống nước đều là ngươi đều là ngươi hại nhi tử ta a à. phụ nhân khóc trống không thôi chu cẩm nghe cười lạnh một tiếng hâm mộ ta chu cẩm nghe người chưa từng thiếu ngươi một cái lấy oán trả ơn đồ vật thật sự là bi ai lại buồn cười phụ nhân thấy con trai mình bị mắng không ngẩng đầu được lên liền nói ngay thì tính sao ngươi đều phải cùng ta nhi hợp tán chết đều là con ta quỷ Ngươi chu gia có quyền thế lại như thế nào? Nàng ngươi đột nhiên chết đột ngột mà chết, chính là chu đại nhân cũng ra không ra kết quả. Đạo trưởng, nhanh cách làm đi. Cách làm để bọn hắn hợp tán. Ta muốn nàng đời đời kiếp kiếp hầu hạ con ta. Thật vất vả thi đậu cử nhân, trong mong ra mặt, hắn đúng là trượt chân rơi xuống nước. Nàng làm sao cam lòng? Làm sao cam lòng a? À. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lão già còn đang suy nghĩ cái rắm ăn. Liền con của ngươi kia xấu dạng còn không người nhà đầu ngón chân dáng dấp đoan chính đột hai âm thanh dồn dập hô lên đám người tìm theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy một cái kiều kiều nhuyễn nhuyễn tiểu cô nương trên bờ vai đứng hai con không ngừng chuyển vận nhỏ vẹt quẹ xấu người xấu đến ta hai con chim một bên gọi một bên bay bọn chúng nói chuyện ác độc vừa tức người tức giận đến phụ nhân chửi ầm lên tuệ tuệ lại là nhìn xem đạo nhân kia người sống phối minh hôn có bội thiên lý người từ nơi đó học được nhiếp hồn thuật Tuệ tuệ vốn là thần minh, giờ phút này thiên uy hiển hiện, trên bầu trời đúng là hiện lên một đạo sấm sét. Ngươi nếu không nói, ta cần phải câu ngươi hồn ra tới ngó ngó nha. Tuệ tuệ nói gọi là một cái nhẹ như mây gió. Nàng tay nhỏ một chiêu, ngay tại địa phủ uống ít rượu hắc bạch vô thường thoáng qua liền xuất hiện tại nơi đây. Hai người còn ngẩn người, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy tuệ tuệ bộ dáng. Trong tay câu hồn cờ đều kém chút rơi trên mặt đất. Đạo nhân kia dọa đến bắp chân rung, lạch cạch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Ta cái gì cũng không biết, ta là gạt người. Là bọn hắn muốn kết minh hôn, ta vốn định đến lừa gạt các nàng, lại không muốn ba ngày trước có người nói cho ta biết một cái biện pháp nhiếp hồn, lại không muốn thật đưa tới. Miên lai, like, đây chính là cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Đạo sĩ run rẩy bàn giao ra tới, hắc bạch vô thường sắc mặt nghiêm khắc. Việc này chúng ta tất nhiên sẽ báo cáo diêm la, có người tự tiện câu hồn nhiễu loạn thế gian an bình từ hắc bạch vô thường xuất hiện một khắc này bắt đầu, kia đàn bà đanh đá liền dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có, có quỷ A. Chương 206, nàng chó săn. Tuệ tuệ khoát tay áo, hai người đối tuệ tuệ đi một đạo đại lễ, trực tiếp đem đạo nhân mang đi. Đạo nhân nhiễu loạn thế gian thọ nguyên, là trọng tội, tất nhiên sẽ tra rõ. Tuệ tuệ hai tay vây quanh, kết bỏ liếc qua, bàn tiệc đều không có lo liệu mấy bàn. Nàng chưa từ bỏ ý định mà hỏi, A Nguyệt nói nàng lập tức 5 tuổi, sắp thay răng, liền giấu nàng tiểu kim khố. Mỗi ngày chỉ có ỷ lại thượng thư phủ khả năng ăn chút tốt. May mắn nàng mới giấu chút tiền riêng. Mặc dù không nhiều, nhưng là đủ nàng ăn quà vặt. Nhi tử ta đều chết rồi, nơi nào còn có bàn tiệc. Phụ nhân run rẩy khóc ròng nói. Con của ngươi chết rồi, liền phải cướp đi nữ nhi của người khác sao? Cẩm Nghê có tâm giúp hắn một cái, lại không muốn các ngươi đúng là một phòng lòng muôn dạ thú người. Tuệ tuệ vụng trộn cho mình trống cái chưởng, nàng dùng đối từ nhi. Đáng tiếc cái này tỏa sáng thời khắc, không ai nhìn thấy. Chu cẩm nghe mặt mày trong trẻo lạnh lùng, ta tự hỏi chưa hề làm vượt qua sự tình, lại không muốn để ngươi sinh ra như thế hiểu lầm. Nếu sớm biết ngươi là như thế người, ta nhất định sẽ không giúp ngươi. Nam nhân kia si ngốc nhìn xem nàng, chẳng qua là ta đầu thai không bằng người, ngươi xem thường ta thôi. Chu cẩm nghe châm chọc kinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ta xem thường linh hồn của ngươi bẩn thiểu đồ vật. Ngươi. Kia âm hồn dường như nổi giận. Tuệ Tuệ lại là đầu ngón tay một trảo, liền trực tiếp để hắn không thể động đậy. "Đã ngươi không nghĩ xuống dưới đầu thai, không bằng như vậy a." À. Tuệ Tuệ tuét miệng. "Ta thích nước ăn bên trong ngó sen mang. Ngó sen mang khó đào, ngươi là quỷ nước, thủy tính vô cùng tốt, mùa đông liền thay ta đào ngó sen mang. Mùa hè thời điểm, ngươi còn có thể thay ta hóng mát." Trong lúc rảnh rỗi, còn có thể thay ta xoa đẩy ta thích ăn đậu ngươi làm càn con trai ta là cử nhân là cử nhân phụ nhân trước hết nhất chịu không nổi vậy nhưng không phải do ngươi mùa hè sang năm có con của ngươi ta liền không nóng tuệ tuệ khẽ cười một tiếng thần minh ý nguyện chưa từng thụ phàm nhân ảnh hưởng về phần ngươi tâm tư bất chính giết hại vô tội sinh linh vậy liền phạt ngươi phạt ngươi cô độc sống quãng đời còn lại thủ tiết cả đời nhi nữ đều tổn hại. Huyết mạch đoạn tuyệt. Nói xong, mang theo chu cẩm nghe cùng kia âm hồn liền biến mất ở phụ nhân trước mắt. Phụ nhân thét lên phía dưới, trực tiếp ngất đi. Đợi nàng tỉnh lại, sẽ quên đây hết thảy, nhưng ngôn linh nguyền rủa lại một đời một thế đi theo nàng. Trở lại trong phủ thời điểm tuệ tuệ liền đem thủy quỷ kia trực tiếp tù tại một mảnh ngó sen trong ruộng. Đến mai khai gia cửa hàng, chuyên môn bán nước chế phẩm cùng đậu hủ. Để hắn mài, vào chỗ chết mài mùa hè, liền để hắn làm hình người khối băng. Tuệ tuệ hai tay chống nạnh. Vừa mới hồi hồn chu cẩm nghe, đứng dậy đối tuệ tuệ đi một đạo đại lễ. Việc này, đa tạ tiểu cô nãi nãi cứu giúp. Tuệ tuệ tay vừa nhất, nàng liền không cúi xuống được đi. Tuệ tuệ lắc đầu, ngươi là thụ ta liên lụy. Ngôn kiều kiều, xem ra, nàng cần thiết về hầu phủ. Vì đền bù ngươi thụ cái này một lần tội, ta cho ngươi tăng thọ 10 năm, tuệ tuệ bắt một đoàn linh khí đút cho nàng. Chu cô nương tuyệt không hỏi thân phận của nàng, chỉ nhìn thật sâu nàng liếc mắt, so với dĩ vãng, tăng thêm mấy phần cung kính. Liền hắc bạch vô thường, loại kia trong truyền thuyết thần, đều có thể gọi thì đến đuổi thì đi, nàng không dám phỏng đoán tuệ tuệ thân phận. Nàng làm sao biết, hắc bạch vô thường thậm chí không có gặp mặt tư cách của nàng. Chu cô nương từ ngày hôm đó về sau, đối nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Mỗi ngày càng là đứng tại trọng quan cùng xấu ngọc sau lưng, chờ lấy hầu hạ nàng ngắn ngủi nửa tháng, chu đại nhân già rồi vào triều bệ hạ cái này cung trong quả thực trong trẻo lạnh lùng một chút a à. nếu là có thể có đứa bé có lẽ sẽ náo nhiệt mấy phần bệ hạ vi thần nhìn ngày kia tẩm điện nếu không toàn bộ tẩy thành màu hồng mỗi ngày bệ hạ đều không mềm không cứng đem hắn bác bỏ hạ triều sau tiểu sư thúc cái này trong phủ có phải là có chút không thú vị a à? tiểu sư thúc Nghe nói hầu phủ còn nuôi thật nhiều sủng vật đâu, nướng ăn món ngon nhất. Ngài hiếu thuận nhất sư điệp, tuyệt đối phải số lão hầu gia A. Tiểu sư thúc A, nếu không đem ngài kia yêu sủng giam lại. Mỗi ngày chu đại nhân đi tiểu đêm, đều sẽ bị ngồi sổng ở trong. Viện lớn bạch hổ giật mình. Tuệ tuệ khoát tay áo, vô tình cự tuyệt hắn. Cái này khẽ kéo, trực tiếp kéo tới cuối năm. Ngày đầu tháng giêng, kinh thành còn có cái long trọng tập tục, thỉnh thần đây đều là ngôn kiều kiều sân nhà khoảng cách thỉnh thần cũng chỉ nửa tháng chu đại nhân tóc đều nhanh gấp trắng rồi nằm mộng cũng nhớ tìm cái biện pháp đưa nàng đưa về nhà tuệ tuệ cũng có chút hậm hực ta thật thật muốn ăn điểm ăn vặt a ta sẽ thật tốt đánh răng thật tốt bảo vệ răng ngươi để a nguyệt chừa chút cho ta ăn vạch a tuệ tuệ vô cùng đáng thương dỗ dành da da kinh thành mấy nhà cửa hàng sinh ý vô cùng tốt cực kỳ bận rộn liền trong kinh những cái kia quý nhân đều thường xuyên đi xếp hàng. A Nguyệt liền thường xuyên đi hỗ trợ. Còn đem xe kia phỉ thúy nguyên thạch cùng bạc thu vào. A Nguyệt tỷ tỷ nói, thay răng lúc ăn vặt ăn nhiều, đến lúc đó răng dáng dấp lệch ra, không chỉnh tề. Cô nương ngài nhịn thêm. Gia Gia rất là khó xử. Tuệ tuệ hừ một tiếng. Tìm lý do đem Gia Gia chi tiêu đi. Tự mình lén lén lúc lúc từ trên tường đào cái động, tiểu gia hỏa nghĩ linh tinh, hẹp hòi, hẹp hòi may mà ta mỗi lần đều giấu chút tiền riêng, không phải, ta sợ là cái thứ nhất bị thèm chết thần. Sờ mó. Tuệ tuệ giảo hoạt ý cười thoáng chốc vừa thu lại. Bên trong rỗng tuyết. Nương lão tử, nàng tiền riêng bị trộn. Khoa. Một tiếng, tiểu thần nữ long trời lỡ đất tiếng khóc vang lên. Gia gia, gia gia, bị tặc, bị tặc, tiền của ta bị trộn a. À. Tuệ tuệ một đường liền xông ra ngoài, ô ô ô ô. Chính thúc tha thúc thiếp khóc, liền thấy hổ tử chậm rãi từ ngoài cửa tiến đến. Chỉ thấy hổ tử miệng bên cạnh dính đầy bọc thịt, hai con vẹt phản phất uống nhiều như vậy, một đường bay trở về. Toàn thân còn mang theo mùi rượu. Vừa vặn giờ phút này có nha hoàng chỉ chứng, buổi sáng thời điểm, nô tỳ nhìn thấy hai con vẹt chỉ huy, lớn bạch hổ liền dùng móng vuốt cào tường. Cào mở về sau, vẹt lại túng ra túi tiền, mà bạch hổ liền đem tường khôi phục nguyên dạng. Đang nói đây, thượng thư phủ đích trưởng tôn đột nhiên hứng thú bừng bừng chạy về tới qua, hôm nay ta nhìn thấy kỳ tích, toàn kinh đô truyền khắp A. Hôm nay có hai con thần điểu, mang theo một con mảnh hổ hạ sơn mua thịt ăn. Thần điểu bỏ tiền, mảnh hổ miệng bên trong ngậm cái rổ, đồ vật liền thả bên trong. Bọn chúng thậm chí mua một bầu rượu. Trời ạ, à, quá thần. Cũng không biết cái nào lớn hoang loại cho tiền. Còn chưa nói xong, liền gặp nhà hắn tiểu cô nãi nãi ngậm lấy nước mắt nhìn xem hắn. Trước mặt nàng, quỳ một con ở hơi lão hổ còn có hai con bay run run rẩy rẩy uống nhiều vẹt tuệ tuệ thương tâm có thể đã thương tâm vội vàng chạy tới chu đại nhân đau lòng cực nhưng lại nhịn không được thầm nghĩ thật đúng là sủng thuận theo chủ a cùng tiểu sư thúc giống nhau như đúc tiểu cô nải nải có khả năng hay không là ngươi trước gặm xong vẹt hạt dưa gặm xong lớn bạch hổ gà quay đâu sấu ngọc lời lẽ khuyên nhủ nói tuệ tuệ khóc nước mũi nổi lên ô ô ô ta muốn mập nhà ta muốn ngập nhà. Ai, đừng khóc, sư điệp giúp ngươi. Chu đại nhân vừa nói nửa câu, liền gắt gao bịt miệng lại. Tiểu gia hỏa tiếng khóc im bặt mà dừng, giúp ta cái gì? Trong mắt trưng trưng nhìn xem sư điệp Chu đại nhân mạnh mẽ chuyển cái ngoặt, ngăn chặn xảy ra bất ngờ cuồng hỉ, một mặt trầm thống nói, giúp ngài thông tri ngôn nhà. Để bọn hắn tám nhất đại kiệu tới đón tiểu sư thúc. Ngài liền không lại ở vài ngày rồi. Chẳng lẽ là đại sư điệp chiếu cố không tốt? ngài muốn hay không? Sống thêm mấy ngày? Chu đại nhân làm bộ làm tịch mà hỏi. Tuệ tuệ thúc thích, ngươi nếu là không nở ta, ta có thể qua năm lại trở về. Chu đại nhân quay đầu phi nước đại, ta thay ngài thu dọn đồ đạc đi. Quay đầu cho mình hai to mồm. Để ngươi miệng tiện. Chương 207, kiếm chém hoa đào. Phó vô lân bị mổ mặt mũi tràn đầy bao. Tuệ tuệ gặp hắn đáng thương, cuối cùng để hắn mang đi hai con vẹt, tấp cho hắn chơi một ngày phó vô lân về nhà lúc hoang hoang hỉ hỉ nhưng ngày thứ hai hắn là què lấy chân trở về đi đường thập khiển gương mặt cũng bị đánh sưng tuệ tuệ thấy hắn kém chút không nhận ra được chuyện gì xảy ra bị tấn vương đánh rồi tuệ tuệ một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn không phải nói tấn vương sủng ái nhất đứa con trai này sao phó vô lân thấy nàng nước mắt liền ào ào rơi xuống ô ngươi đều do bọn chúng chỉ vào hai con chim hai con chim vô tội chuyển động mắt nhỏ nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn ô ô ô ta về nhà một lần phụ vương liền để ta đi thư phòng kiểm tra thí điểm ta học vấn ta trong thư phòng đập đập phán phán lưng không ra phó vô lân đỉnh lấy trên mặt năm ngón tay ấn một mặt lên án thẳng tắp chỉ hướng hai con vô tội vẹt chính là hai bọn nó chính là bọn chúng ta lưng không ra hai bọn nó một câu không kém lưng ra tới mà lại một bên lưng vừa mắng ta đầu gỗ quả thực lửa cháy đổ thêm dầu tuệ tuệ ồ một tiếng cách ngươi không có chim học tốt liền đem ngươi đánh cho một trận phó vô lân dừng một chút tiếp tục nói phụ vương nguyên bản liền khí ta học vấn không tốt thấy hai con chim đều so ta học tốt càng là nổi trận lôi đình ai biết hai bọn nó mắng lấy mắng lấy thả bản thân bắt đầu không khác biệt công kích nói phụ vương ta gỗ mục sinh một đống gỗ mục phụ vương ta tức không nhịn nổi liền muốn đánh chúng nó phó vô lân đưa thay sờ sờ trên gương mặt giấu bàn tay hai con chim bay khắp nơi hắn liền dẫm lên ghế bắt kết quả giẫm trượt quãng cái mông lớn đôn giống con cóc giống như trên mặt đất không đứng dậy được tấn vương lúc tuổi còn trẻ nho nhã hào phóng bên trên chút niên kỷ liền có chút có mập ra nhưng cũng là cái khuôn mặt tuấn tú mập mạp a à, tấn vương bắt ngươi trút giận tuệ tuệ một mặt đồng tình phó vô lân ho nhẹ một tiếng đó cũng không phải lập tức chậm rãi nói có thể là ta cười phụ vương tức không nhịn nổi đứng lên liền cho ta một bàn tay tuệ tuệ yên lặng nhìn xem hắn kia ngươi chịu không oan a à. không có chút nào oan vậy ngươi đi đường thế nào khập khiển? lần này nói đến phó vô lân mới là thật bỉ khuất cái này hai con chim là thật thông nhân tính phụ vương ta vốn là thích nuôi chim ban đêm liền nuôi dưỡng ở hắn trong phòng Kết quả. Kết quả. Phó vô lân nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới phụ vương hắn ánh mắt, nhịn không được trung lập cập. Phụ vương hắn hận không thể ăn tươi hắn. Hôm nay trước kia, mãn phủ đều tại một khối ăn đồ ăn sáng. Hai con chim, liền làm yêu. Đám người ngồi tại trước bàn, ăn uống không bàn luận, đi ngủ cũng không nói chuyện, đang lúc ăn đâu. Trái trái liền vội ho một tiếng, lanh lạnh lấy cuốn họng bay nhảy cánh kêu lên, lão gia, quanh nhi còn muốn còn muốn nha lão gia thật là lợi hại, a à. kia Khi âm thanh A, à, quả thực bách chuyển thiên hồi, thậm chí còn mang lên một tia nữ nhân mềm mại đáng yêu. Phải phải lợi hại hơn, vậy mà thô cúng họng gào thét, tiểu yêu tinh, để ngươi nếm thử bản vương lợi hại. Lúc ấy đám người kinh ngạc đến ngay người, kia hai con chim vậy mà đem bọn hắn hôm qua trong đêm chuyện phòng the học cái 10 phần 10. Một người một câu, sinh động như thật, thậm chí liền ngữ khí đều bắt chước cực kỳ tương tự. Tấn vương lúc ấy sắc mặt tái xanh, Đương sự di nương hét lên một tiếng, bụng mặt liền liền xông ra ngoài. Mãn phủ đều tại bắt chim. Tuệ tuệ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, bắt không được chim, đem ngươi đánh cho một trận. Phó vô lân đầu lắc lắc, kia hai con chim học xong, còn bay ở giữa không trung trào phúng hắn. Trào phúng hắn. Công tử bột tú hoa châm. Phó vô lân rụt cổ một cái. Ta. Ta nhịn không được, lại cười. Phó vô lân mấp máy môi, mặt đen thui tất cả mọi người không có cười yên tĩnh như chết đại ca hắn càng là âm trầm vô cùng liền hắn liền hắn cái này khờ hàng biết hai con chim chưa bao giờ nói láo còn đưa tay khoa tay một chút sau đó sâu kín cười cười một mặt ý tứ sâu xa liền bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa chịu hai mươi côn lúc ấy phụ vương vốn định trực tiếp đánh chết hắn cũng may đại ca ngăn lại ta cũng không tiếp tục nuôi ô ô ô ô nó hai liền cùng ta một đêm kém chút muốn nửa cái mạng phó vô lân khóc thở không ra hơi tấn vương phi cũng không dám rồi vừa mắng một bên hô nên nên đánh người tài người tài hai con vẹt tao thao tác phó vô lân so với nó hai càng không phải là người a tuệ tuệ gặp hắn kia thảm trạng nhịn không được cười kỳ thật ta còn có chỉ lớn bạch hổ ngươi nuôi sao ta sợ hù dọa mọi người một mực nuôi dưỡng ở viện bên trong Ngươi nếu là cùng nó thân quen, nó có thể chở đi ngươi trên dưới học đâu. Tuệ tuệ ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc. Phó vô lân dọa đến thẳng khoát tay, quay đầu liền chạy. Cưỡi lớn bạch hổ, phong cách là phong cách, nhưng nàng nuôi sủng vật, đều không phải đứng đắn sủng vật. Hai con chim đều có thể muốn hắn nửa cái mạng, huống chi một con hổ. Tuệ tuệ cười ha ha. Ai cũng không nghĩ tới, tuệ tuệ dung nhập vỡ lòng bang đúng là nhanh như vậy. Gần như ngày ngày đều có thể đem nhỏ đồng môn cả khóc, nhưng đám kia hài tử lại kỳ quái tổng quấn lấy nàng. Thậm chí sát vách thiếu niên bang, còn có cái tám chín tuổi tiểu công tử, luôn luôn thích tại tuệ tuệ trải qua địa phương, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tuệ tuệ một mặt không hiểu. Thẳng đến có một ngày. Nàng thu được một phong thư. Ngày mai thư viện phía sau núi Bách Hoa Rừng, không gặp không về. Trong thư còn kẹp lấy một đóa phơi khô hoa đào, tuệ tuệ vê lên hoa đào, đặt ở trong hơi thở nhẹ nhàng hít hà. Sau đó, hắt hơi một cái tiểu cô nương như lâm đại địch cái đồ chơi này là kiêu chiến thư hoa đào từ xưa đến nay có trừ tà thuyết pháp đây là châm chọc nàng là tà túy là tai tinh cốt a à, lá gan cũng quá lớn bách hoa rừng vắng vẻ người lại ít đây là muốn cùng với nàng hẹn đánh nhau tuệ tuệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng thẳng tiểu thần nữ còn chưa hề nhận qua kiêu chiến thư đâu a à. kiêu chiến thư bên trong còn cần huân hương, hương trong thư còn có một cổ hương thơm tuệ tuệ một mặt ghét bỏ. Hừ, có người muốn tìm ta đánh nhau. Kia! Đương nhiên là giao người. Tuệ tuệ bây giờ tại vỡ lòng bang, nhưng rất có danh vọng, lúc này sốt ruột toàn lớp hơn 20 đứa bé, nam nam nữ nữ đều ra trận. Đúng, nhớ kỹ mang một ít vũ khí, cục gạch A, cục đá nhi A cái gì. Quốc học viện chính là thiên tử giúp đỡ triều đình tán thành thư viện, tự nhiên không thể tùy ý đeo vũ khí. Một chút học toàn bộ đồng học liền mênh mông cuồn cuộn đi theo tuệ tuệ sau lưng đánh nhau đi. Giờ phút này vừa hạ triều hoàng đế. Liền nhận được tin tức. Có người cho tuệ tuệ đưa thơ tình. Đồ chết tiệt, nhà ai lá gan lớn như vậy, đúng là dám tiêu nghĩ tuệ tuệ. Phó cửu tiêu khí được. Lão thái giám vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, choi choi hài tử nơi nào biết cái gì tình tình yêu yêu. Chỉ là nhìn tuệ tuệ cô nương dáng dấp tốt, muốn cùng nàng chơi nhiều đồ nghịch thôi. Như thế đại hài tử, có cải lại bên trong la hét muốn cưới ai đây? Không thể coi là thật. Nhưng hoàng đế nơi nào quản những thứ này? Chỉ biết có người muốn ủi nhà mình cải trắng. Vội vội vàng vàng vứt xuống chính sự liền phải xuất cung. Tuệ tuệ đâu? Phó cửu tiêu hỏi. Ám vệ khó được chần chờ một chút, nàng coi là đối phương muốn hẹn đánh nhau, mang hơn 20 cái tùy tùng, đem đối phương quần ẩu một trận. Khi tiểu thiếu gia, kêu cha gọi mẹ chạy. Phó cửu tiêu, ngươi thật đúng là kiếm chém hoa đào, không lưu tình chút nào a. À. Hắn thậm chí có chút, đồng tình đối phương. Chương 208, tình hoa nở tại thiết thụ bên trên. Tuệ tuệ lại thành bị cáo. Nàng mang 20 cái nhiều cái đồng môn, đem đưa tin tiểu thiếu niên, đặt tại trong nước đánh khóc ròng ròng. Một bên đánh một bên hỏi, biết sai lầm rồi sao? Lần sau còn dám viết thư cho ta không? Tiểu thiếu niên khóc nước mũi. Chảy ngang, nửa điểm không để ý tới xấu hổ, ta cũng không dám lại, cũng không dám lại. Ô ô ô ô. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất tâm động, trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục. Giờ phút này, hoàng đế gặp mặt đến đây tố cáo lão thần, mí mắt trực nhảy. Bệ hạ, ngài không thể nuông chiều nàng a, nàng đem quyển tử đánh mặt mũi bầm dập, bệ hạ, ngài muốn cho cái thuyết pháp a. Hoàng đế nhìn thấy quỳ gối ngự thư phòng thần tử, vô cớ đau đầu. Rõ ràng là hắn khiêu khích trước ta tuệ tuệ hầm hừ trừng mắt đối phương bím tóc nhoáng một cái nhoáng một cái một bộ nải hung bộ dáng ngụy đại nhân lão niên có con cứ như vậy một cây dòng độc đinh miêu đau lòng cực bệ hạ nàng nói xấu quyển tử từ nhỏ giảng phép tắt tuyệt đối sẽ không khiêu khích huống chi hắn một cái nam nhi như thế nào sẽ khiêu khích nữ tử cầu bệ hạ chủ trì công đạo vi thần chỉ như vậy một cái nhi tử bị oan khuất cũng nên thay hài tử tìm lại công đạo a ngụy đại nhân ủy khuất cực nhi tử từ về nhà liền yên lặng chảy nước mắt trong nhà phu nhân đau lòng cực tiểu ngụy công tử vụng trộn đưa tay lôi kéo phụ thân quan phục ngụy đại nhân bắt lấy tay nhỏ bé của hắn nhìn thấy lúng cúng lại lúng túng biểu lộ tràn đầy khẳng định ngươi yên tâm bệ hạ là minh quân chắc chắn cho ngươi một cái công đạo tiểu ngụy công tử nghe xong lời này thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút kỳ thật hắn một chút cũng không muốn để cho người khác biết quá mất mặt Tuệ tuệ một mặt không phục, từ trong túi móc ra một tấm màu hồng giấy viết thư. Treo trăng đầu ngọn liễu, thư viện bách hoa rừng thấy. Không gặp không về. Bên trong còn kẹp đóa hoa đào, xem xét chính là nguyền rủa ta là yêu tà. Tuệ tuệ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đối phương tiểu thiếu niên sắp khóc ra tới, cái đầu nhỏ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Đúng, ta còn từ trong ngực hắn tìm tới cái nhỏ pho tượng đâu. Khắc lấy ta bộ dáng, hắn nhất định là muốn cách làm hại ta. Tuệ tuệ khuôn mặt nhỏ tức giận, nàng càng nói, đầu của đối phương càng không nhấc lên nổi. Ngụy đại nhân gương mặt co lại, đột trận to mắt nhìn nhi tử. Đúng đúng, hắn còn tại khiêu chiến thư đằng sau họa cái một tiễn xuyên tim. Đúng, chính là một mũi tên, xuyên qua hình trái tim đồ án. Hắn vậy mà nghĩ bắn chết ta. Tuệ tuệ một mặt bầu không khí, hắn đúng là nghĩ bắn thủng trái tim của hắn. Người nói hắn phép tắt, hắn nơi nào phép tắt rồi. Hắn câu câu không đề cập tới chết, nhưng nơi nào đều muốn ta chết ngụy đại nhân ngươi nói hắn sai không sai tuệ tuệ tay nhỏ một chỉ thật vất vả tỉnh táo lại tiểu ngụy công tử phun một chút liền khóc ra tiếng ô ô ô ô một trái tim thật lạnh thật lạnh a à. ngụy đại nhân quay đầu khiếp sợ nhìn xem nhi tử lại quay đầu nhìn một cây dây cung tiểu quận chúa ta ta đạp mã đờ mờ ngụy đại nhân gương mặt đỏ bừng Khó trách gần đây Nhi Tử luôn luôn đỏ lên một gương mặt từ thư viện trở về, mỗi lần trở về còn một mặt mỉm cười khắc pho tượng. Xuân Tâm manh động Nhi Tử, bị đối phương đánh. Sai. Ngụy đại nhân thật sâu thở dài, thẳng tắp lưng đều cong xuống dưới. Hắn sai tại. Nở hoa mở tại thiết thụ bên trên. Ngụy đại nhân ai oán nhìn ngôn tuệ tuệ liếc mắt. Tuệ tuệ một mặt không hiểu, nhưng thấy đối phương nguyện ý nhận tội, nhất thời hài lòng. Ngươi cũng không cần nhục chí nha, mặc dù ngươi khiêu chiến ta thua nhưng một mình ngươi đơn thương độc mã đến đi gặp vẫn rất có dũng khí ta xem trọng ngươi a à, chờ ngươi lớn lên ngươi lại cho ta viết một phong hai ta lại đến ngươi yên tâm ta coi ngươi là huynh đệ tuyệt đối không hạ ngoan thủ lúc này tiểu ngụy công tử đã khóc đến thở không nổi hắn ngây thơ xuân tâm a à. tất cả đều tan nát ai muốn cùng ngươi làm huynh đệ ô ô ô ngụy đại nhân đem mất mặt nhi tử mang trở về Tuệ Tuệ liền thuận thế lưu tại cung trong. Phó Cửu Tiêu cảm thấy, Tuệ Tuệ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dáng dấp hồn nhiên đáng yêu. Lại trong kinh những hài tử này đều là hiểu chuyện sớm, có chút sự tình bắt buộc phải làm. Theo thường lệ cho Tuệ Tuệ mở một bàn ngự thiện. Đợi ăn uống no đủ, Phó Cửu Tiêu mới đưa nàng mang về tẩm cung. Ngươi nhìn, liền tường đều tẩy thành màu hồng. Những cái này màu vàng sáng rèm, ta đều cho ngươi đổi thành màu hồng nhạt, phía trên còn mang theo thanh thúy linh đan bốn phía đều khảm nạm dạ minh châu trong đêm đều không cần đốt đèn trong vườn có mấy đầu đá cụi xếp thành tiểu đạo là dùng dạ minh châu nghiền nát xen lẫn trong đá cụi xếp thành trong đêm lại phát ra oánh oánh ánh sáng nhạt phó cửu tiêu có cái muội muội gọi huệ di công chúa phó cửu tiêu tính tình trong trẻo lạnh lùng về sau lại lâu dài được phái ra ngoài đến biên cương hoàng hậu liền một mình nuôi huệ di mấy năm này phó cửu tiêu trở về mới phát hiện huệ di công chúa càng phát ra không biết mùi vị nàng chẳng biết lúc nào cùng ngôn kiều kiều có giao tình thường xuyên thay nàng nói chuyện lần trước còn ý đồ lấy mấy viên dạ minh châu đưa cho ngôn kiều kiều hắn trực tiếp cự tuyệt ngôn kiều kiều thiếu không phải dạ minh châu là muốn tân đế thiên vị tuệ tuệ nhìn xem cái này toàn cung hoa lệ xa hoa lãng phí không khỏi hỏi chu thượng thư không ngăn ngươi rồi phó cửu tiêu buồn cười một tiếng hắn quỳ cầu ta tiếp tục cải biến mỗi ngày hạ triều về sau còn sẽ tới chuyển nửa canh giờ gạch đâu cái vườn này hắn ra không ít chủ ý. Rất sợ, không để lại vị tiểu cô nương này. Hắn vậy mà đổi tính. Tuệ tuệ cũng rất kinh ngạc. Phó cửu tiêu mang theo nàng một đường đi ngự hoa viên. Bây giờ đã là cuối năm, trên mặt đất hiện lên một tầng thật mỏng tuyết trắng, tuệ tuệ dẫm mạnh một cái nhỏ in ốc xét. Phó cửu tiêu vừa đi vừa nói, tuệ tuệ, ngươi có biết, thế gian này nhất không dựa vào được là cái gì đây? Tuệ tuệ lập tức giơ tay lên, ta biết ta biết, là trái trái cùng phải phải miệng. Từ trái sang phải cái miệng đó, lừa gạt bao nhiêu bạc trở về a. À? Trẻ tuổi hoàng đế bóc mi tâm, mỏi mệt thở dài, Tuệ Tuệ, là nam nhân miệng. Hôm nay thư tình một chuyện, cho phó cửu tiêu gõ vang cảnh báo. Tuệ Tuệ mới 5 tuổi, hắn nhất định phải toàn phương vị không gốc chết phá hỏng con đường này. Tương lai a, à, ai nếu là đối nàng động tâm, ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết cũng khó khăn đã động nàng. Nam nhân càng là đối người tốt, càng có mưu đồ, biết sao? Phó cửu tiêu lời nói chân thành, dáng dấp đẹp mắt nam nhân, nhất biết lừa gạt nữ tử, đều không là đồ tốt. Thấy, cách xa một chút. Đối phương đưa ngươi vàng ròng bạc trắng, kia nhất định là xem thường ngươi, xem thường ngươi, không có lòng tốt. Như đối phương đưa ngươi áo gấm, mỹ thực trụ ngon, nhất định là nghĩ ăn mòn nội tâm của ngươi. Nam nhân nếu là các phương diện khen ngợi ngươi, tuệ tuệ, không muốn hoài nghi, nhất định cách hắn xa một chút viên đạn bọc đường bên trong đều xen lẫn độc dược. Về phần cái gì thư tình A, à, thi từ ca phú A, à, kia cũng là chút lỗ mãn đồ vật. Ai cho ngươi viết, ngươi liền cho hắn một bàn tay. Phó cửu tiêu minh tư khổ tưởng, đem nam tử truy cầu nữ tử thủ đoạn cho hết nàng tự thuộc một lần. Ý đồ phá hỏng tất cả con đường, một cái khe, đều không có lưu. Chương 209, một thể song hồn. Tuệ tuệ ghi nhớ phó cửu tiêu ân cần dạy bảo. Chữ nhất không rơi toàn học thuộc. Phó cửu tiêu một mặt vui mừng, trải qua hắn chăm chỉ không ngừng dạy bảo, không ai có thế khiêu động tiểu gia hỏa này nha. Tại hầu phủ qua còn quen thuộc, nếu là không quen, sẽ làm thế nào? Tuệ tuệ tò mò nhìn hắn. Phó cửu tiêu sờ sờ nàng trên đầu nhỏ lông tơ, ngươi biết không? Trên đời này người làm quan không có có bao nhiêu người có thể trong sạch? Chỉ cần nghĩ ra, luôn có thể tra ra thứ gì. Dù sao các nàng không cho ngươi bên trên gia phả ta có thể đem bọn hắn cửu tộc đều cho chém. Bọn này ngu ngốc, coi là không lên gia phả, là cho tuệ tuệ khó xử. Thật tình không biết, tuệ tuệ mới là bảo mệnh phù. Phàm là nàng bên trên gia phả, thừa ân hầu phủ nhảy nhót thượng thiên, đều chém không được. Tuệ tuệ khoát tay áo, nàng xưa nay không mượn người khác tay báo thù. Ngôn kiều kiều thù, nàng sẽ đích thân báo. Thừa ân hầu phủ, tự có tội lỗi của bọn hắn muốn chuộc. Buổi chiều rời cung thời điếm, Vừa vặn Huệ Di công chúa cầu kiến. Huệ Di công chúa đại khái 12 13 tuổi, khuôn mặt tinh xảo như cái búp bê. Trước kia hoàng hậu không được sủng ái, nàng cũng ăn chút khổ. Bây giờ hoàng hậu ngao thành thái hậu, nàng cũng biến thành nóng bỏng tay lên. Phó Cửu Tiêu trước kia cùng muội muội rất là thân cận. Nhưng năm ngoái từng rơi qua một lần nước, sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, cùng trước kia tưởng như hai người. Hoàng huynh. Kiều Kiều bệnh lợi hại, nhiệt độ cao không lùi ngươi đi xem một chút a. À. Coi như không nhìn tới nhìn, lấy thân phận của nàng, ngươi cũng nên ban thưởng vài thứ a. À. Tổng không làm cho Kiều Kiều buồn lòng. Huệ Di công chúa trơ mắt nhìn hoàng đế trẻ, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng cảm xúc. Nàng dường như lấy dũng khí, đi đến bậc thang, làm nũng muốn kéo ở phó cửu tiêu tay. Giống như khi còn nhỏ như vậy thân mật. Nhưng đụng một cái đến mu bàn tay của hắn, lại bỗng nhiên co rụt lại. Phản phất bị thứ gì chỗ thiêu đốt, Nóng nàng thở hốc vì kinh ngạc. Huệ Di công chúa bỗng nhiên lui lại một bước. Tuệ Tuệ nguyên bản lười biến uống tại giường êm bên trên, nhìn thấy một màn này, không khỏi ngồi thẳng người. Ánh mắt nhắm lại, trong mắt hiếm thấy mang theo sắc bén. Hoàng huynh tay. Thật mát. Lạnh Huệ Di một chút. Huệ Di công chúa tránh đi hoàng đế con ngươi, nhẹ nhàng đem tay vắt chéo sau lưng. Hoàng huynh, Kiều Kiều là thần nữ, tính độ đông đảo, hoàng thất một mực dựa vào Kiều Kiều cầu phúc hoàng huynh sơ kế vị tổng không làm cho kiều kiều khó xử a à. huệ di công chúa thất giọng nói nói xong lại hướng phía ngôn tuệ tuệ phương hướng khoét liếc mắt hoàng huynh ngài đừng bị có ít người che đậy con mắt có tâm tư người ác độc dung không được người hoàng huynh ngài đừng bị lừa gạt nàng hung hãn nói huống hồ lập tức sẽ triệu thần kiều kiều thần minh nếu là nổi giận đại việt sợ là lại muốn gây nên thiên tai huệ di đối ngôn kiều kiều một mực là cực kỳ kính cẩn nghe theo không vốn là không dạng này nàng rơi xuống nước sau hôn mê bất tỉnh là ngôn kiều kiều cứu nàng sau khi tỉnh lại liền duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó thật sao trẫm một cái hoàng đế còn muốn kính lấy nàng hay sao phó cửu tiêu cười lạnh nhìn xem bít mũi ánh mắt cực kỳ lạ lẫm nhưng hắn tự mình điều tra nhiều lần mụi mụi vai phải có cái bớt mụi mụi lại chưa bao giờ rời cung cũng không từng bị người giả mạo hoàng huynh Chúng ta kính cũng không phải kiều kiều, là thần minh. Huống hồ, kiều kiều là cái biết cấp bậc lễ nghĩa, xưa nay sẽ không ỷ lại sủng mà kiêu. Không giống một ít người, nông thôn đến, ỷ có mấy phần hoàng huynh cưng chiều, liền vô pháp vô thiên. Huệ Di công chúa chán ghét nhìn xem ngôn tuệ tuệ. Nàng chán ghét ngôn tuệ tuệ. Chán ghét hoàng huynh luôn luôn chú ý ánh mắt của nàng, chán ghét hoàng huynh đem tẩm cung đều vì nàng đổi. Nói cẩn thận. Phó Cửu Tiêu lúc này giận dữ. Ngươi đến cùng là từ lúc nào biến thành dạng này bộ dáng, tựa như cái chợ búa phụ nhân, ngôn ngữ khắc bạc, không có chút nào thiên gia dáng vẻ." Phó Cửu Tiêu nghiêm nghị nói. Tuệ Tuệ từ trên ghế trượt xuống đến, tới gần Huệ Di công chúa. Làm càng, thấy bản cung còn không quỳ xuống. Huệ Di công chúa sắc mặt tái xanh. Trẫm miễn Tuệ Tuệ hết thảy quỳ lạy." Phó Cửu Tiêu ngưng tiếng nói. Tuệ Tuệ lại là hiếp con ngươi, nhìn nàng một cái lại liếc mắt. "Thật thú vị." chưa bao giờ thấy qua như thế thú vị linh hồn. Rất muốn bắt lại gỡ ra nhìn xem. Tuệ tuệ một đôi mắt đều nhìn thẳng. Nàng đúng là tại cái này huệ di công chúa trên thân, nhìn thấy trọng hồn. Một người, song hồn. Kỳ kỳ quái quái. Tuệ tuệ. Thậm chí còn đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, tỷ tỷ, ngươi tốt thú vị. Khi huệ di công chúa lại là bỗng nhiên hét trầm lên. a, à. Đau quá. Chỉ thấy tuệ tuệ đụng vào địa phương, hỏa tốc bốc lên tinh tế dày đặc ngâm đúng là bị bị phỏng mà tay phải của nàng mới đụng vào hoàng đế địa phương cũng bị đốt bị thương phó cửu tiêu bỗng nhiên trì trệ ngươi buông ra bản cung ngươi thả ta ra huệ di công chúa nghiêm nghị thét lên nàng ý đồ đem ngôn tuệ tuệ đẩy ra nhưng nàng có thế rõ ràng cảm giác được bị phủ bụi kia bộ phận ý đồ xuất hiện ca ca thái tử ca ca một đạo nhẹ nhàng lại thanh âm thống khổ bỗng nhiên vang lên phó cửu tiêu giật mình trong lòng. Chỉ thấy Huệ Di trên mặt hiện lên một vòng đau khổ cùng dày vò, nhưng còn không tới kịp nói hơn hai câu, liền bị một vòng âm trầm thay thế. Hoàng Huynh, nàng nhất định là yêu nghiệt, là đại việt tai tinh. Nàng hại bản cung. Huệ Di công chúa hoảng hốt sợ hãi hô. Thật sao? Vậy chúng ta liền nhìn xem, ai là tai tinh? Tuệ tuệ gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng, lấy khí lực của nàng, đối phương chính là một con trâu, đều mơ tưởng tránh ra, chỉ thấy kia huệ di công chúa trong thoáng chốc đúng là xuất hiện một cái bóng mờ. Một đạo cùng nàng giống nhau như đúc, nhưng cực kỳ ảm đạm cái bóng. Một đạo khác cùng nàng nửa điểm khác biệt, nhưng cực kỳ cường thịnh, nàng gắt gao ngăn chặn một đạo khác sinh hồn, chiếm cứ thân thể. Tự tiện cướp đoạt phàm nhân thân thể, tá thi hoàng hồn, thật sự là cả gan làm loạn. Tuệ tuệ nghiêm nghị quát lớn. Tam giới dựa vào luân hồi pháp tắc, duy trì tam giới vận hành. Nhưng bất kỳ cái gì sự vật đều làm không được phòng ngừa sai sót khi thì sẽ có khí vận thâm hậu người ở chỗ này tử vong nhưng lại không hiểu xuyên qua đến quá khứ hoặc là tương lai tá thi hoàng hồn sống sót cũng sẽ có người tại một thế này tử vong lại dẫn ký ức trở lại đi qua đây đều là tam giới luân hồi xảy ra ngoài ý muốn nhưng cực ít càng nhiều vẫn là dựa vào nghịch thiên tà pháp đánh cắp nàng người nhân sinh ngươi không phải huệ di phó cửu tiêu ánh mắt sắc bén giờ phút này nơi nào vẫn không rõ chỉ sợ từ huệ di rơi xuống nước thanh tĩnh một khắc này liền thành người khác huệ di đi chỗ nào rồi ngươi đối huệ di làm cái gì phó cửu tiêu nhớ tới nàng ngày ngày đi theo ngôn kiều kiều trong lòng liền ẩn có suy đoán ngươi không nói ta liền đánh nát hồn phách của ngươi tuệ tuệ đối tà túy chưa từng hảo cảm ta nói ta nói cái kia đạo hồn phách âm thanh kêu lên ta là tín đồ của nàng ta ngoài ý muốn sau khi chết là nàng đem ta nhét vào huệ di công chúa thân thể bên trong, là nàng để ta giành lấy cuộc sống mới. Nàng khi đó chỉ là cái cô gái bình thường, sau khi chết lại có được dưới một người trên vạn người vị trí, nàng nơi nào không cảm kích ngôn kiều kiều đâu. Nàng thậm chí có thể vụng trộn tiêu nghĩ hoàng đế bệ hạ. Chỉ tiếc, phó cửu tiêu trên thân tự mang đế vương khí tức, nàng chỉ cần tới gần liền sẽ bị kia cổ mãnh liệt khí tức đốt bị thương. Tuệ tuệ cười nhạo một tiếng, bàn tay một trảo, liền đem cái kia đạo dị hồn bắt ra ngoài. Huệ Di công chúa Nguyễn Nguyễn ngã trên mặt đất. Mà tuệ tuệ. Từ nơi hẻo lánh mắt cái cái bô, đem đối phương nhét đi vào. Chương 210, đại lão gặp nhau. Cái kia đạo dị hồn tại cái bô bên trong không ngừng xung kích. Tuệ tuệ nghĩ nghĩ, lập tức tại cái bô bên trong thêm một đạo phong ấn. Ngô, đã ngươi như thế yêu làm yêu, vậy liền làm cả một đời đi. Cái này cái bô bị ô trọc chi vật ngâm ba ngày ba đêm, mùi vị kia coi như chúc mừng ngươi chuyển nhà mới. Ngô, cũng không thể tai họa người một nhà. Ta sẽ để cho ngươi ném tới thần khí chi địa, tam giới thần minh đều dính dáng tới không đến địa phương. Đưa ngươi chìm vào đáy biển, nếu có người đem ngươi vớt lên, để lộ phong ấn, ngươi liền phải hoàn thành nó ba cái nguyện vọng. Tuệ tuệ hiếp con ngươi sửa manh sửa manh nói. Nói xong, cái này cái bô liền biến mất ở trước mắt. Phó cửu tiêu mất mấy môi, về sau, không muốn ở trước mặt người ngoài sử dụng bực này tiên pháp. đáng thương thừa ân hầu phủ đây là đem thật ném ra lưu lại cái giả a ngươi cũng không phải người ngoài tuệ tuệ lẩm bẩm bờ môi phó cửu tiêu mấp mấy môi nhìn không được cười một tiếng ta lấy ngươi làm thân tỉ muội sao có thể là người ngoài đâu tuệ tuệ vẽ mặt thành thật phó cửu tiêu đúng ngươi nếu để nàng hoàn thành ba cái nguyện vọng về sau nàng như thoát ly cái bô có thể hay không Tuệ tuệ vô tội chớp chớp con ngươi, ta nói nàng có thể thoát ly cái bô sao. Ta chỉ nói ai mở ra, nàng liền phải hoàn thành ba cái nguyện vọng, sau khi hoàn thành, cái bô sẽ lần nữa trở lại đáy biển, chờ đợi lần tiếp theo mở ra. Lần này đưa nàng ném đi qua, tiếp xuống rất nhiều năm, nàng cũng sẽ ở vô tận trong chờ mong ngóng trong, ngóng trong có người mở ra nàng, hoàn thành ba cái nguyện vọng đạt được tự do. Tuệ tuệ cười một mặt vô hại. Đợi nàng hoàn thành nguyện vọng về sau, lần nữa trở lại đáy biển, mới là sụp đổ bắt đầu. Tuệ tuệ tuét miệng cười khẽ. Sau đó, nàng liền phải bắt đầu cầu nguyện không muốn bị vớt lên. Bởi vì nàng cái này đạo hồn phách, là ngôn kiều kiều lấy khí vận ngưng tụ, nàng mỗi một lần hoàn thành nguyện vọng đều sẽ tiêu hao mình lực lượng. Từng bước một nhìn xem mình đi hướng vực sâu, mới là tốt nhất trừng phạt. Phó cửu tiêu nhìn xem nàng thấp giọng thì thầm, thánh mẫu gặp qua nhiều lần, người gian ác còn là lần đầu tiên thấy. Có điều, hắn rất thích. Ha 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 ý đồ xuyên đổi nàng người người sinh cướp đoạt nàng nhân hồn phách liền nên như thế thu thập huệ di nàng phó cửu tiêu nhìn xem địa phương huệ di công chúa khe khẽ thở dài hắn là phụ hoàng mẫu hậu tại triều thần uy hiếp hạ sở sinh nhưng huệ di lại là mẫu hậu tính toán hoàng đế sinh ra tới mình tính tình trong trẻo lạnh lùng không trước tiên cần phải hoàng yêu thích huống chi hắn gương mặt này cùng trẻ tuổi tiên hoàng cực kỳ tương tự mẫu hậu thấy liền không thích nhưng sinh ra tới muội muội nhuyễn nhuyễn ngọt ngào là mẫu thân tại thất sủng kia đoạn thời gian bên trong duy nhất an ủi ngô hai năm này nàng cực kỳ có thế trông thấy có người định lấy mặt của nàng làm việc chỉ là bị khốn trụ không cách nào thoát thân thôi trở về nghỉ ngơi một chút liền có thể thanh tĩnh lần này nếu không phải tuệ tuệ chỉ sợ huệ di chỉ có thể như vậy đau khổ bị tù lần này là cửu tiêu ca ca thiếu ngươi cửu tiêu ca ca có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng chờ ngươi nghĩ kỹ liền nói cho ca ca phó cửu tiêu trịnh trọng đối tuệ tuệ nói tuệ tuệ cười tủng tiễn đáp ứng đúng thái hậu có thể sẽ muốn gặp ngươi ngươi nếu là không muốn gặp có thể trực tiếp cự tuyệt nàng ta sẽ thay ngươi lắc lư đi qua mẫu hậu mặc dù chưa từng cùng ngôn kiều kiều tiếp xúc nhưng huệ di thụ ngôn kiều kiều ảnh hưởng ngày bình thường không ít nói tuệ tuệ nói xấu mẫu hậu trước đây ít năm bị hậu cung tần phi áp chế từ khi thành thái hậu liền luôn luôn ý đồ trưởng thống chính mình. Tuệ tuệ nhẹ gật đầu, trên đầu hai cái tiểu mao cầu cũng đi theo nhoáng một cái nhoáng một cái. Phó cửu tiêu đưa nàng đưa ra đại điện, liền thấy vương công công vội vàng tới. Bệ hạ, thịnh nguyên quốc sứ thần cầu kiến. Phó cửu tiêu lông mày rung lên. Thịnh nguyên. Thịnh nguyên mấy năm trước nội loạn lợi hại, như thế nào đột nhiên đến Đại Việt. Thịnh nguyên, Đại Việt, còn có bắt địch là Tam Phương Cường Quốc. Cái này ba quốc gia không ai phục ai, nhưng mấy năm gần đây Thịnh Nguyên tranh đoạt đế vị đến mức độ kịch liệt, đã cực ít xuất hiện. Thịnh Nguyên lão hoàng đế 5 năm trước liền đã băng hà, 5 năm qua, bốn con trai thay nhau làm một trận hoàng đế. Bây giờ, chỉ còn một cái dòng độc đinh. Nhưng bởi vì đấu lợi hại, mới đăng cơ hoàng đế thân thể cốt cách cũng không lớn tốt. Nói là vì hoàng tự mà tới." Vương công công thấp giọng nói. Ngoại giới đều truyền Thịnh Nguyên cái cuối cùng hoàng đế, đoạt đích lúc tổn thương thân thể cốt cách đến nay không có dòng giỏi đến đại việt tìm cái gì dòng giỏi tuệ tuệ lại là đẩy phó cửu tiêu Ngươi đi kim loan điện đi có gia gia bồi tiếp ta hoàng cung ta đều đến bao nhiêu lần huống hồ còn có hộ vệ bồi tiếp đâu trừ hộ vệ còn có phó cửu tiêu an bài ám vệ phó cửu tiêu nhẹ gật đầu cũng biết quốc gia đại sự không thể xuất sai lầm đợi phó cửu tiêu rời đi tuệ tuệ lúc này mới cùng gia gia một trước một sau xuất cung còn chưa tới cửa cung Phía trước liền có cái khuôn mặt trang nghiêm cung trang ma ma ngăn trở đại môn. Ma ma ánh mắt có chút quét nàng liếc mắt, "Môn cô nương, Thái hậu nương nương cho mời." Cô nương phải bệ hạ thịnh sủng, vừa đi vừa về cung trong nhiều ngày, cũng không tới bái kiến Thái hậu nương nương, ngược lại là tốt phép tắc." Ma ma cười nói. Ánh mắt trung lên, quay đầu đối hộ Tống thị vệ nói, "Nương nương muốn gặp một lần bệ hạ nhỏ khách nhân, ngươi trở về đi." Chờ chút nô tỳ sẽ đích thân đưa cô nương xuất cung thị vệ một bước không lùi. Bệ hạ từng nói, bọn hắn chỉ nghe lệnh của ngôn cô nương. Gia Gia sắc mặt khẩn trương ngăn tại tuệ tuệ trước mặt. Tuệ tuệ khoát tay áo, thái hậu muốn gặp tuệ tuệ, tuệ tuệ đi xem một chút chính là. Tiểu cô nương nửa điểm không sợ, trừ thừa ân hầu phủ nhà kia tử hiếm thấy, nàng gần như giết hết lão niên phụ nhân vô địch thủ. Mập mạp, mềm nhũng, người vật vô hại nhỏ sữa bé con, nàng tại toàn thôn đều là bánh trái thơm ngon ma ma mang theo ngôn tuệ tuệ một đường hướng phía trước tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót đến trường tính cung lúc tiểu gia hỏa đã đỏ bừng cả khuôn mặt một đôi ngập nước mắt to tràn đầy cơ linh đi vào đi thái hậu nương nương chờ lấy ngài đâu trường tính cung có chút hẻo lánh có thể thấy được thái hậu vui chỉ toàn cái này trong điện đều lộ ra một cổ bí ẩn xa hoa cung nữ cùng tiểu thái giám đều là một bộ nghiêm túc lại phép tắc bộ dáng có thể thấy được thái hậu nương nương nghiêm khắc gia gia muốn cùng đi vào nhưng bị ma ma ngăn lại ma ma cô nương nhà ta chưa từng học tập cung trong lễ nghi không khỏi va chạm quý nhân không bằng để nô tỳ đi vào đi gia gia có chút nóng nảy rất sợ thái hậu xử phạt tuệ tuệ làm sao không tin được thái hậu nương nương ma ma hơi nheo mắt lại gia gia bất đắc dĩ đến cực điểm đành phải vội vàng hướng phía tiền điện chạy tới thời khắc này tuệ tuệ giờ phút này tiến trường tính cung liền gặp trong điện đứng lặng lấy rất nhiều cung nhân. Nằm nghiêng tại trên giường cung trang phụ nhân chính hiếp con ngươi chợp mắt, sau lưng hai cái cung nhân chính nhẹ nhàng cho nàng nắng vai đấm chân. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, phụ nhân có chút mở mắt. Trường tính cung cánh cửa có chút cao, tiểu tuệ tuệ xuyên tròn vo, trong ngực còn ôm lấy từ ngự thiện phòng lấy ra điểm tâm. Dùng cả tay chân đi đến bò. Bẹp một tiếng. Đang định cho nàng đến cái ra oai phủ đầu thái hậu nương nương trơ mắt nhìn xem nàng từ cánh cửa bên ngoài lăn đến bên trong còn lăn hai vòng thân thể nho nhỏ đem điển tâm ép cái tan nát